Thần y trọng sinh, Mạc Phàm. Tập 58. Không sai, một đám người Long gia đều chết dưới thập vạn bát thiên kiếm của tôi, cậu muốn báo thù cho bọn họ sao? Chu Trường Hoàng nghiến răng nói. Trong mắt thiếu gia thanh niên kia hiện lên ánh sáng lạnh, lắc đầu cười. Vậy ông nói cho tôi biết, ngũ quỷ phệ hồn chú trên người ông giải trừ thế nào? Một phàm nhân ở trên địa cầu, vậy mà dám nói dối trước mặt anh ta. Nếu giết người của Ngạo Nhật Sơn Tông, tất nhiên sẽ trúng ngũ quỷ phệ hồn chú, giết càng nhiều người, uy lực của chú thuật càng lâu càng mạnh. Lão già này giết người, sẽ không có đủ năng lực giải trừ ngũ quỷ phệ hồn chú. Cho dù có thể giải trừ, cũng sẽ để lại dấu vết. Nhưng trên người lão già này không có thứ gì. Người thanh niên này mới nói xong, vẻ mặt Chu Trường Hoàng ngẩn ra, đưa mắt nhìn xung quanh. Ông ta biết Mạc Phàm trúng ngũ quỷ phệ thần chú, nhưng ông ta không biết Mạc Phàm giải trừ thế nào. Chuyện này, dám nói dối trước mặt thiếu gia nhà tôi, xem ra để lại miệng cho ông cũng không nói thật. Ánh mắt tôi tớ kia phát lạnh, tay nắm lấy Chu Trường Hoàng hơi dùng lực. Rắc một tiếng, cổ Chu Trường Hoàng bị tôi tớ này bóp nát, máu tươi phun từ miệng ông ta ra. Bùm, âm thanh nổ mạnh vang lên, cơ thể Chu Trường Hoàng cũng nổ tung theo. Nhưng chuyện này còn chưa xong. Tôi tớ kia bóp mạnh cơ thể Chu Trường Hoàng, trong tay đầy máu tươi của anh ta vẫn nắm lấy hồn phách của Chu Trường Hoàng. Thiếu gia, người này không nói thật, siêu hồn đi, nói không chừng còn có thể tìm ra quỷ thần tuyệt của quỷ thần Sơn. Tôi tớ kia cười tàn nhẫn nói. Quỷ thần Sơn là một tông phái không nhỏ, quỷ thần tuyệt là công pháp chấn phái, ở tu chân giới cũng có chỗ độc đáo, nếu có thể đạt được thì đúng là công to. Hẳn là ông muốn bảo vệ chủ nhân của mình đúng không? Thiếu gia kia liếc mắt nhìn Chu Trường Hoàng một cái, hỏi. Chu Trường Hoàng ở trong tay tôi tớ kia nhíu chặt mày, lạnh lùng nhìn chằm chằm thiếu gia kia, khóe miệng hơi nhếch lên. Người Long gia các cậu là tôi giết, cậu đừng nghĩ muốn biết chuyện gì. Mạc Phàm có ân với ông ta, cho dù là lúc trước, ông ta cũng không phản bội Mạc Phàm. Bây giờ ông ta càng không nói. Mạc Phàm đã chết, Mạc gia hiện giờ tám mặt là địch, nếu ông ta để hai người kia biết Mạc Phàm diệt Long gia, chắc chắn Mạc gia sẽ gặp tai họa ngập đầu. Nói xong trong mắt ông ta lóe lên quyết tâm, trên linh hồn đại phóng hào quang. Sắc mặt tôi tớ kia thay đổi, muốn ngăn cản nhưng muộn rồi. Nhưng lúc linh hồn Chu Trường Hoàng sắp được luồng sáng trắng bao phủ. Muốn tự bạo ở trước mặt tôi, ông không có tư cách này, thôi, để tôi xem chủ nhân của ông là mặt hàng gì. Người thanh niên này khẽ búng ngón tay, một ánh sáng chậm rãi bay về phía Chu Trường Hoàng. Rõ ràng chỉ là một quang điểm, trên người Chu Trường Hoàng như màn ảnh tua ngược, bạch quang nhanh chóng nhập vào trong cơ thể ông ta, nhanh chóng tắt đi, quang điểm biến mất vào trong mi tâm ông ta. Một đạo quang bay từ mi tâm Chu Trường Hoàng ra, phóng lên giữa không trung, lộ ra một vài hình ảnh trước đó. Vẻ mặt Chu Trường Hoàng sửng sốt, trong mắt lóe lên tuyệt vọng. Ông ta muốn vùng vẫy, nhưng ông ta giống như một người bàng quan, linh hồn của ông ta không thể làm được gì, chỉ có thể trơ mắt nhìn trí nhớ của mình nhanh chóng xuất hiện, không làm được gì. Không, không. Rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt. Chơi trò đó ở trước mặt thiếu gia chúng tôi đúng là không biết sống chết. Tôi tớ kia lạnh lùng liếc Chu Trường Hoàng một cái, cười nói. Chỉ trong phút chốc, trí nhớ của Chu Trường Hoàng như chuyện xưa, toàn bộ bị người thanh niên này và tôi tớ của anh ta xem một lần. Qua, nơi này đúng là không tầm thường, vậy mà có người như vậy tồn tại. Người thanh niên kia xem xong trí nhớ của Chu Trường Hoàng, lông mày nhíu lại, hơi bất ngờ nói. Mục đích anh ta tới địa cầu lần này, là nhận được một nhiệm vụ của gia tộc, chi nhánh của Ngạo Nhật Sơn Tông ở trên địa cầu bị người ta tàn sát, bảo anh ta đi điều tra một phen. Anh ta thân là đệ tử trung tâm của Ngạo Nhật Sơn Tông, nhiệm vụ nhỏ bé như vậy vốn không cần anh ta ra tay, anh ta chỉ cần phái thuộc hạ tới là được. Nhưng anh ta nghe nói tuy linh khí ở tinh cầu này khô kiệt, nhưng từng sinh ra nhiều vị thánh nhân, lúc này mới tới đây xem thử. Gặp người của quỷ thần Sơn. Trái lại ông ta không thấy kỳ lạ, nhưng trí nhớ về Mạc Phàm khiến anh ta giật mình không nhỏ. Một tiểu tử vô danh, vậy mà đạt tới cảnh giới cao như vậy chỉ trong một năm. Cảnh giới này không tính là gì với anh ta, nhưng Mạc Phàm có thể lấy ra nhiều công pháp, bí kỹ như vậy, còn là công pháp chân phái của các môn phái khác nhau. Không chỉ như vậy, kiến thức của Mạc Phàm tuyệt đối không phải một tiểu tử mới tu luyện một năm nên có,
ở tu chân giới người sống 500 năm cũng chưa chắc như cậu ta, chuyện này thật sự không đơn giản. Nhưng mà tiểu tử như vậy lại chết rồi, chết ở dưới vũ khí tiên tiến trên tinh cầu này. Hóa ra ông bảo vệ một người chết, tôi còn tưởng là nhân vật nào chứ? Tôi tớ kia cười khinh miệt nói. Các người không được nói xấu Mạc tiên sinh, nếu không phải những người đó dùng vũ khí tiên tiến đối phó Mạc tiên sinh, chỉ dựa vào những lời này của cậu, cậu đã chết dưới tay Mạc tiên sinh. Chu Trường Hoàng như phát cuồng, kêu lên. Chết ở trên tay cậu ta, ông quá coi trọng chủ nhân của mình rồi đó, không cần thiếu gia chúng tôi ra tay, một ngón tay của tôi cũng có thể giải quyết cậu ta. Tôi tớ kia cười nói. Anh ta không như đám người bình thường này, trong 8 người lại giết 7 để một sống. Ở trước mặt anh ta, Mạc Phàm chỉ như một phàm nhân mà thôi, giết chết không khó. Ha ha, có hai người từ trên tu chân giới xuống, cũng từng suy nghĩ như vậy. Nhưng bọn họ có thể sống rời đi, hoàn toàn là vì Mạc tiên sinh của chúng tôi không muốn giết. Chu Trường Hoàng cười lạnh lùng nói. Rất nhiều người đều cảm thấy có thể giết được Mạc Phàm, nhưng những người này đều chết trên tay Mạc Phàm. Trúc Thiên Cực là thần sứ ở thiên ngoại thiên tới, cũng mặt xám mày cho rời khỏi trang viên Mạc gia. Ông nói cái gì? Tôi tớ kia nhíu mày, trong mắt hiện lên sắc bén. Lão già này lại so sánh anh ta với một thần sứ. Chẳng khác nào lấy bùn đất so với chân long, là vũ nhục rất lớn đối với anh ta. Đủ rồi, chúng ta lập tức tới Mạc gia Giang Nam. Thiếu gia kia không kiên nhẫn nói. Mạc Phàm đã chết, nhưng ở Mạc gia còn có không ít thứ thú vị, đáng để anh ta đi xem. Hơn nữa ai nói Mạc Phàm chết, Long gia không báo thù nữa. Vẻ mặt Chu Trường Hoàng ngẩn ra, trong mắt hiện lên vẻ kích động. Mạc tiên sinh của chúng tôi đã chết. Rốt cuộc hai người muốn thế nào, có dũng khí thì nhằm vào tôi đây này. Chu Trường Hoàng vội vàng nói. Ông sao, không phải ông mới muốn chết sao, bây giờ như ông mong muốn, cho ông đi gặp chủ nhân của ông đó. Thiếu gia kia lạnh lùng nói. Ý niệm của anh ta vừa động, bạch quang vừa rồi lại sáng lên trên người Chu Trường Hoàng, nhanh chóng bao phủ lấy ông ta. Hào quang chớp lóe một lát, Chu Trường Hoàng biến mất tại chỗ. Hai người hóa thành hai đạo quang bay về phía Giang Nam. Từ Nam Sơn tới Giang Nam chỉ vài trăm dặm, một tiếng là tới nơi, hai người đứng ở gần ranh giới Giang Nam. Thiên Hỏa Linh Mị đại trận, người này đúng là không đơn giản. Thiếu gia kia khẽ nâng mí mắt, trong mắt hiện lên chút bất ngờ nói. Anh ta đã hiểu biết linh khí trên địa cầu rồi, linh khí cằn cỗi tới trình độ này, có thể tới kim đan kỳ đã không tệ, rất khó tu luyện ra kim đan cấp bậc cửu chuyển kim đan. Ở nơi như vậy, vậy mà có người ngưng tụ ra tam muội chân hỏa biến dị, còn thành lập đại trận lớn như vậy. Tuy trận pháp này không tính là gì với anh ta, nhưng ở nơi có hoàn cảnh như địa cầu, đã xem như không tệ rồi. Thiếu gia, để tôi phá trận pháp này cho. Tôi tớ kia liếc nhìn thiên hỏa linh mị đại trận với vẻ khinh thường. Thiếu gia này còn chưa mở miệng, ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía thiên hỏa linh mị đại trận. Hai tiếng vù vù vang lên. Hai bóng người chớp lóe, Âu Dương Nhược Tuyết và Long Bác chắn trước người hai người. Nơi này là nơi được hội ngũ lão bảo vệ, mời các anh rời khỏi đây. Âu Dương Nhược Tuyết nhíu mày, không khách sáo nói. Bên cạnh Âu Dương Nhược Tuyết, Long Bác nhíu mày nhìn hai người, trong mắt lóe lên vẻ cảnh giác. Hai người này mặc cổ trang, lại không phải người của tông môn ẩn thế, trên người tỏa ra khí tức vô cùng cường đại, rất khó khiến người ta không phòng bị. Hội ngũ lão. Là gì thế? Thiếu gia trẻ tuổi kia liếc mắt nhìn Âu Dương Nhược Tuyết và Long Bác một cái, hỏi tôi tớ ở bên cạnh. Dựa theo trí nhớ của lão già kia, hẳn là người cầm quyền ở thế gian, năm lão già tạo thành một thế lực, nắm giữ vũ khí tiên tiến ở đây. Tôi tớ kia mỉm cười nói. Người cầm quyền trên thế gian, tôi muốn đến Mạc gia, hai người tránh ra. Thiếu gia trẻ tuổi kia hơi giật mình, lạnh lùng nói. Hai câu đối thoại đơn giản khiến sắc mặt Âu Dương Nhược Tuyết và Long Bác thay đổi. Chỉ có hai loại người mới xưng nơi này là thế gian, một loại là người của tông môn ẩn thế, loại còn lại là từ thiên ngoại thiên xuống. Hai vị, xin hỏi hai vị là tiên nhân môn phái nào, tới Mạc gia làm gì? Sắc mặt Long Bác khó coi, nho nhã lễ độ ôm quyền hỏi. Trên mặt thiếu gia không có chút biểu cảm, giống như không nghe thấy, không trả lời. Trái lại tôi tớ kia hơi nhếch miệng cười lạnh lùng, quát. Chỉ là phàm nhân, thiếu gia chúng tôi thuộc môn phái nào, muốn tới đó làm gì, không cần giải thích với hai người,
thiếu gia chúng tôi không muốn giết hai người, cút ngay hoặc chết. Giang Nam được chúng tôi bảo hộ, mời hai người rời đi, nếu không đừng trách chúng tôi không khách sáo với hai người. Âu Dương Nhược Tuyết nhíu chặt mày, trong hai tay xuất hiện một đao một kiếm. Hai người này tràn đầy sát khí tới Mạc gia, chắc chắn không phải tới thăm hỏi, chỉ có thể là tới báo thù. Các cô bảo vệ được sao? Tôi tớ kia cười khinh thường nói. Những lời Âu Dương Nhược Tuyết nói, ở trong tai anh ta như một con kiến đang nói, nó muốn bảo vệ Thái Sơn, đúng là buồn cười. Không thử sao mà biết. Âu Dương Nhược Tuyết nắm chặt binh khí trong tay, nghiến chặt răng nói. Thiếu gia, mời anh đi trước. Tôi tớ kia không để ý tới Âu Dương Nhược Tuyết, mà nói với thiếu gia bên cạnh anh ta. Hai tay thiếu gia kia bắt chéo sau lưng, lập tức ngẩng đầu đi tới giữa thiên hỏa linh mị đại trận. Âu Dương Nhược Tuyết cau mày, trong mắt lóe sáng ánh sáng lạnh. Muốn chết, thân thể cô nhoáng lên một cái, liền đến bên cạnh thiếu gia trẻ tuổi kia, một đao một kiếm trong tay chớp lóe quang hoa, một đâm một chém, hùng hổ chém về phía người thiếu gia trẻ tuổi này. Thiếu gia này làm như không nhìn thấy, tiếp tục đi về trước. Nhưng mà Long Bác ở phía sau kêu lên. Nhược Tuyết, cẩn thận. Âu Dương Nhược Tuyết nheo mắt lại, giữa trán xuất hiện vẻ nghi ngờ. Chỉ thấy thiếu gia trẻ tuổi kia nhoáng lên một cái liền biến mất trước mặt cô, tôi tớ kia thì cười lạnh lùng xuất hiện trước mặt cô. Người thanh niên này không sử dụng pháp khí gì, khóe miệng luôn cười mỉa, một tay chộp lấy đao kiếm của Âu Dương Nhược Tuyết. Keng, đao kiếm chém lên tay tôi tớ, tay trái của tôi tớ kia không có chuyện gì, nhưng đao kiếm của Âu Dương Nhược Tuyết bị tôi tớ này nắm chặt, lập tức bị nghiền nát. Mắt Âu Dương Nhược Tuyết mở to, trên mặt hiện lên vẻ khiếp sợ. Pháp khí của cô là dùng nguyên liệu vô cùng hiếm thấy tạo ra, đao là vạn niên vẫn thiết, kiếm là nghịch thủy uyên, một cương một nhu, hai thứ này phối hợp cương nhu lưu loát, cho dù phá được cương, cũng khó mà phá được nhu. Một đao một kiếm này ở dưới tay tôi tớ kia, vậy mà bị nghiền nát toàn bộ, có thể làm được chuyện như vậy tuyệt đối không quá 20 người, chỉ có người cấp bậc như Mạc Phàm mới làm được. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Tôi tớ này, vậy mà có thể làm được dễ dàng. Chuyện này, tôi tớ này bẻ gãy pháp khí của Âu Dương Nhược Tuyết, không quản Âu Dương Nhược Tuyết là nam hay nữ, một chưởng đánh về phía ngực Âu Dương Nhược Tuyết. Không đợi một chưởng này đánh vào ngực Âu Dương Nhược Tuyết, cơ thể Âu Dương Nhược Tuyết bị Long Bác kéo lại, kéo lùi về phía sau. Đi mau, đi tìm Ngũ Lão, hai người kia rất lợi hại. Một tay Long Bác nhấc Âu Dương Nhược Tuyết, ném về phía thiên hỏa linh mị đại trận. Một quyền đánh về phía tôi tớ kia. Lúc này một chưởng của tôi tớ kia cũng đánh tới. Hai người ai cũng không chạy được. Tôi tớ cười nói. Răng rắc, âm thanh xương cốt gãy vang lên, cánh tay trắng kiện của Long Bác bị gãy ra từng đoạn, khí kình lập tức lan ra khắp thân ông ta thông qua vai. Đến chỗ nào, cơ thể Long Bác bị văng tung tóe. Chỉ trong phút chốc, xương cốt trên người Long Bác bị gãy hết, giống như bùn lầy sụi lơ trên đất. Ở phía xa, mắt Âu Dương Nhược Tuyết mở to, nhìn Long Bác chảy máu thất khiếu trên đất, trên mặt tràn đầy vẻ không thể tin được. Long Bác được xưng là trường thành của Hoa Hạ, lại bị người này dùng một quyền đánh nát. Không, Âu Dương Nhược Tuyết khóc nức nở nói. Nếu cô muốn cứu Mạc gia, thì nhanh trốn đi, đi mau. Long Bác trầm giọng quát. Khi nói chuyện, trong mắt ông ta hiện lên sắc bén, trên người chớp lóe hào quang. Âm thanh đùng đùng vang lên trong cơ thể ông ta, vậy mà xương ông ta bị nghiền nát vẫn có thể đứng dậy được, còn cao hơn trước rất nhiều, khí tức cuồng dã, hung hãn không giống trước tỏa từ người ông ta ra một cách tùy ý. Tu sĩ ngoại đạo sao? Thiếu gia trẻ tuổi kia nhanh chóng nhận ra được dị thường trong cơ thể Long Bác, anh ta dừng bước lại, liếc mắt nhìn Long Bác với vẻ bất ngờ. Thiếu gia, quả thật là tu sĩ ngoại đạo, hơn nữa hình như linh hồn trên người không chỉ có một hai cái. Tôi tớ kia nói, người này để tôi thu, cậu đi giết tiểu nha đầu kia đi, tuy vũ khí tiên tiến ở đây không giết được tôi, nhưng sẽ làm bẩn quần áo tôi không muốn gặp phải thứ đó. Thiếu gia trẻ tuổi kia nói, anh ta vươn một tay ra, một vòng xoáy xuất hiện trong lòng bàn tay anh ta, Long Bác không có đường sống, bị hút vào trong tay anh ta. Tôi tớ kia thì cười nham hiểm, cơ thể nhoáng lên một cái liền tới trước người Âu Dương Nhược Tuyết. Một chưởng không lưu tình đánh về phía đỉnh đầu cô. Cô bé, đi chết đi. Âu Dương Nhược Tuyết cảm thấy uy áp của tôi tớ này như Thái Sơn áp đỉnh,
trong mắt tràn đầy nước mắt, vẻ tuyệt vọng xuất hiện trong mắt cô. Đúng lúc này, một giọng nói lạnh lùng vang lên. Anh không giết được cô ấy đâu. Giọng nói này vừa vang lên, ánh sáng bảy màu sáng lên trên người Âu Dương Nhược Tuyết. Không đợi một chưởng của tôi tớ đánh xuống, cơ thể Âu Dương Nhược Tuyết được ánh sáng bao trùm, hào quang thu lại, cơ thể Âu Dương Nhược Tuyết biến mất trong hư không. Một chưởng của tôi tớ kia đánh xuống đất, mặt đất xung quanh cây số lún xuống, đất đá văng tung tóe, khe hở như mạng nhện lan tràn ra xung quanh, giống như động đất mạnh xảy ra. Cách đó không xa, ánh sáng bảy màu sáng lên, vẻ mặt Âu Dương Nhược Tuyết ngây ngốc, hai mắt ngơ ngẩn nhìn người đứng trước người cô. Người này mặc áo cổ màu trắng, mái tóc dài đen tuyền buông xuống đến hông, trên gương mặt trắng nõn không ăn khói lửa nhân gian là lạnh nhạt và bình tĩnh. Cậu, không chết sao? Âu Dương Nhược Tuyết nhìn thấy bóng người này, chảy nước mắt vui mừng nắm lấy quần áo hắn, hỏi. Thiếu gia trẻ tuổi và tôi tớ nhíu mày, nhìn về phía Mạc Phàm. Thân ngoại hóa thân, ha ha, còn là thân ngoại hóa thân do ngũ hành linh thạch luyện chế mà thành, tu vi hơi yếu một chút, nhưng luyện chế cũng không tệ. Thiếu gia trẻ tuổi cười nhạt nói. Vốn là một tu sĩ ngoại đạo, bên này lại xuất hiện một thân ngoại hóa thân cực phẩm. Không thể không nói. Lần này tới địa cầu đúng là không vô ích. Tuy những thứ này không là gì đối với anh ta, nhưng gặp được hoàng cung ở nông thôn, sẽ có cảm giác đặc biệt. Thiếu gia, đúng lúc ngài vẫn thiếu một hóa thân, ngũ hành linh thạch này rất phù hợp với thuộc tính của ngài, nếu có thể mang về để Âu Chỉ Tử đại sư rèn luyện một phen, là lựa chọn không tệ. Tôi tớ kiên định nọt nói. Âu Dương Nhược Tuyết nghe lời hai người nói, đôi mắt dần ảm đạm đi. Hóa thân. Cậu là hóa thân của cậu ấy sao? Cô tưởng rằng là Mạc Phàm, ai biết là cô nghĩ nhiều, chỉ là hóa thân của Mạc Phàm. Không sai. Hóa thân của Mạc Phàm nhìn chủ tớ hai người, không quay đầu lại đáp. Cậu ấy đâu? Vẻ mặt Âu Dương Nhược Tuyết thay đổi, hỏi. Cho dù đã trôi qua lâu như vậy, nhưng cô vẫn không tin Mạc Phàm đã chết. Nếu đây là phân thân của Mạc Phàm, phần lớn là có liên hệ với Mạc Phàm. Mạc Phàm sống hay chết phân thân này đều có thể cảm nhận được. Âu Dương tiểu thư, đa tạ hội ngũ lão bảo hộ Mạc gia tôi đưa cô rời đi, tôi sẽ cố gắng cứu Long Bác tiên sinh, nhưng có thể cứu được hay không thì tôi không biết. Phân thân của Mạc Phàm vẫn không nhìn Âu Dương Nhược Tuyết, nói. Tôi đang hỏi cậu đó, nói cho tôi biết cậu ấy thế nào, cậu không nói cho tôi biết, tôi sẽ không đi đâu. Âu Dương Nhược Tuyết như phát điên kêu lên. Tôi không cảm ứng được khí tức và sinh mệnh của cậu ấy, chuyện là như vậy, tôi chỉ có thể cứu cô một lần, nếu muốn chết thì đừng trở về, nếu bản thể của tôi trở về mà cô chết, sẽ không gặp được cậu ấy. Phân thân của Mạc Phàm lạnh lùng nói. Hắn chỉ là phân thân, Mạc Phàm có thể cảm nhận được khí tức của hắn muốn cảm nhận khí tức của Mạc Phàm phải được Mạc Phàm đồng ý, đã hơn một tháng rồi, hắn muốn kết nối với Mạc Phàm nhiều lần, đều không có đáp lại. Chuyện này. Âu Dương Nhược Tuyết buông tay nắm quần áo phân thân Mạc Phàm ra, lùi về sau mấy bước. Thứ này là lễ vật Mạc tiên sinh đồng ý đưa cho cô, mong Âu Dương tiểu thư cất kỹ. Phân thân của Mạc Phàm đưa một dây xích màu xanh biếc cho Âu Dương Nhược Tuyết, nói. Vòng tay này như do mây che chế thành, tỏa ra lục quang nhàn nhạt. Đây là... Vẻ mặt Âu Dương Nhược Tuyết sửng sốt, tiếp nhận lắc tay. Âu Dương tiểu thư, cô có thể đi rồi. Nếu còn cơ hội sẽ gặp lại, tạm biệt. Phân thân của Mạc Phàm cười nhạt với Âu Dương Nhược Tuyết, bàn tay vung lên, trên người Âu Dương Nhược Tuyết lại sáng lên ánh sáng bảy màu. Không, không. Âu Dương Nhược Tuyết lắc đầu, lệ rơi đầy mặt. Ánh sáng bảy màu bao phủ cô, khi cô xuất hiện lần nữa đã tới một vùng đất bên cạnh tỉnh Giang Nam. Tại chỗ, lúc này ánh mắt phân thân của Mạc Phàm mới nhìn hai người kia. Người của Ngạo Nhật Sơn Tông. Hai người tới báo thù cho người Long ra sao? Vậy mà cậu biết chúng tôi là người của Ngạo Nhật Sơn Tông, xem ra quần áo trên người cậu không phải không liên quan tới Thần Nông Tông. Thiếu niên trẻ tuổi kia hơi bất ngờ nói. Phân thân của Mạc Phàm mặc trang phục đệ tử thân truyền trung tâm của Thần Nông Tông, tất nhiên anh ta sẽ không nhận sai. Nếu không vì bộ quần áo này, anh ta đã không đứng đợi ở đây lâu như vậy. Cho dù tôi có liên quan tới Thần Nông Tông, chỉ sợ chuyện này không đủ để khiến hai người rời khỏi đây. Phân thân của Mạc Phàm cười nói. Mạc Phàm từng chia sẻ một chút tin tức về tu chân giới với hắn, nói nhiều về Ngạo Nhật Sơn Tông nhất,
cho nên hắn biết về Ngạo Nhật Sơn Tông nhiều hơn một chút. Tuy Ngạo Nhật Sơn Tông là tiên môn có địa vị cao quý, nhưng có thể dùng mấy từ để hình dung, có thù tất báo. Xem ra cậu hiểu biết rất rõ về Ngạo Nhật Sơn Tông chúng tôi. Thiếu gia trẻ tuổi hơi nhếch miệng, cười hỏi. Xem như là vậy. Phân thân của Mạc Phàm cười nói. Thiếu gia, đây chỉ là phân thân, anh không cần phải nói nhiều với cậu ta, tôi bắt cậu ta giúp anh nhé. Tôi tớ bên cạnh người thanh niên nhíu mày, bất mãn nói. Ở yên đây, cậu không phải đối thủ của cậu ta đâu. Thiếu gia trẻ tuổi kia lắc đầu cười nói. Không phải chỉ là khống chế lực lượng một vùng núi sông sao, khó đối phó như vậy à, chỉ cần khóa núi sông lại là được rồi. Tôi tớ kia nói với vẻ khinh thường. Không phải anh ta chưa từng gặp tu sĩ có được lực núi sông, mặc kệ tu sĩ như vậy chạy trốn tới nơi nào, cuối cùng đều chỉ có đường chết. Cậu cảm thấy cậu ta tới đây chỉ muốn cứu một người sao? Thiếu gia trẻ tuổi lạnh lùng hỏi. Anh ta vừa nói xong những lời này, phân thân Mạc Phàm và tôi tớ kia đều nhíu mày. Hóa ra là như vậy, cậu ta muốn di chuyển tất cả mọi người đi, vẫn là thiếu gia cao minh, phát hiện được mục đích của phân thân này một cách dễ dàng. Tôi tớ kia nhắm mắt một lát, khi mở mắt ra thì hiểu ra nói. Phân thân này di chuyển Âu Dương Nhược Tuyết là để che mắt, cậu ta đang di chuyển một trang viên ở trong Giang Nam. Dựa theo trí nhớ của lão già kia, trang viên này là mục đích của bọn họ. Quả thật người này cần thiếu gia ra tay. Tôi tớ kia nói. Xem ra tôi phải liều chết mới được. Phân thân của Mạc Phàm khẽ thở dài, nói với vẻ tiếc nuối. Hai người này vừa tới gần Giang Nam, hắn đã nhận ra được. Hai khí tức này một khí tức mạnh hơn hắn rất nhiều, một cái khác thì mạnh hơn một chút, nhưng có Sơn Hà Khư trong tay, hắn nắm chắc tất thắng. Gần như không do dự, hắn lựa chọn di chuyển trang viên Mạc ra trước. Nhưng mà đáng tiếc, bị người này nhìn thấu. Cậu không cần liều mạng. Cậu sẽ trở thành một trong những thân ngoại hóa thân của tôi, người chết chân chính là bọn họ. Người thanh niên trẻ tuổi hơi nhếch miệng cười gằn, hai mắt lập tức như mặt trời, kim quang tỏa ra bốn phía, lực lượng tràn đầy tỏa ra. Ngay sau đó đất đai lay động, giống như động đất cấp 8. Lúc này trên không trang viên Mạc gia, bỗng nhiên có một tòa đại sơn xuất hiện, nghiền nát luôn trang viên với hộ trang đại trận. Rầm, một tiếng kinh thiên động địa bùng nổ. Trang viên Mạc gia bị nghiền nát, khủng hoảng hàng lâm. Phân thân của Mạc Phàm nhìn thoáng qua trang viên Mạc gia ở gần đây, lông mày nhíu chặt. Chuyện này thật sự không có biện pháp, chỉ có thể tận lực giết anh rồi. Người này mạnh nằm ngoài tưởng tượng của hắn, cho dù là Mạc Phàm bản thể của hắn cũng không cường hãn như vậy. Hắn muốn di chuyển tất cả Mạc gia rời đi, đã không có khả năng rồi. Cho dù di chuyển từng người Mạc gia, cũng không có nhiều ý nghĩ. Người này muốn giết người, chạy trốn không có ý nghĩa gì. Ngạo Nhật Sơn Hạ, ngoại trừ liều mạng những chuyện khác đều phí công. Những lời này vừa vang lên, chỗ mi tâm hắn có một ấn phù sáng lên, ấn phù này chớp tắt một sáng một tối. Phân thân của Mạc Phàm điểm lên mi tâm, ma văn lan rộng từ mi tâm hắn ra ngoài. Hỏa diễm ngũ sắc này giấy lên trên người hắn, sau đó ánh sáng bảy màu tỏa từ người hắn ra, áo bào và tóc của hắn không gió tự bay. Chỉ trong chớp mắt, trên mặt phân thân của Mạc Phàm đã không có tiên thiên chi khí phiêu phiêu dục tiên, trái lại được giữ tợn thay thế. Quang mang sắc bén lóe lên trên phân thân của Mạc Phàm, như hai thanh thần kiếm bắn về phía hai người, thân thể hai người lập tức chiếu vào trong mắt phân thân của Mạc Phàm. Thân thể hai người chợt lóe lên, hai chữ tử xuất hiện trong mắt hắn. Ngọc toái thuật sao? Thiếu gia trẻ tuổi kia thấy biến đổi của phân thân Mạc Phàm, cười nói. Ngọc toái thuật là một loại pháp thuật dùng cho thân ngoại hóa thân, hay trên con rối. Nếu mấy thứ này gặp nguy hiểm khó chống cự, vì phòng ngừa bị đối phương bắt, bị người khác sử dụng, sẽ tự động khởi động pháp thuật này. Chỉ cầu ngọc nát, không làm ngói lành. Pháp thuật này sẽ tiêu trừ trí nhớ của thân ngoại hóa thân trước, sau đó dùng phương thức tự sát tấn công đối phó kẻ địch, không giết được thì hy sinh, rất khó bị ngăn cản. Phân thân của Mạc Phàm không nói gì. Một cái cối xay vĩ đại ngũ quang thập sắc xuất hiện trong tay hắn, giống như cầm hai ngọn núi. Bóng dáng hắn nhoáng lên một cái, liền đến bên cạnh hai người, không do dự đánh về phía hai người. Cậu cảm thấy ngọc toái thuật có tác dụng trước mặt tôi à, nếu tôi đã định cậu là một trong những phân thân của tôi, không giết được tôi sẽ tự bạo được sao, bởi vì... Thiếu gia trẻ tuổi hơi nhếch miệng,
hơi dừng lại một lát. Bởi vì tôi tên là Long Ngạo Thiên. Người thanh niên kia cười nói từng câu từng chữ. Anh ta là đệ tử thân truyền chính của Ngạo Nhật Sơn Tông, pháp thuật loại cấp bậc này có thể làm khó được người khác, nhưng không thể làm khó được hắn. Nói xong một tay anh ta lập tức đánh về phía phân thân của Mạc Phàm, một đại thủ như đại sơn lại tràn đầy ma văn xuất hiện, nắm lấy phân thân của Mạc Phàm. Bùm bùm bùm, vài tiếng nổ mạnh vang lên, đại thủ ấn chấn động vài cái, giống như mấy trái bom nổ tung ở bên trong. Sau đó hoàn toàn im lặng. Đại thủ ấn buông ra, quần áo trên phân thân rơi xuống, không thấy tung tích phân thân Mạc Phàm đâu nữa. Đi thôi, đến Mạc gia. Long Ngạo Thiên buông tay ra, đại thủ ấn tan đi, anh ta sải bước tới trang viên Mạc gia. Thiếu gia uy vũ. Tôi tớ kia cười nịnh nọt, rời đi theo Lâm Thiên Nam. L. Lúc này ở trong tạo hóa trì, Mạc Phàm giống như cảm nhận được gì đó, hắn nhíu mày, vừa định mở mắt ra thì lam quang trong tạo hóa trì chớp lóe, đôi mắt vừa định mở của hắn đóng chặt. Cơ thể trong suốt của hắn dưới lam quang trong tạo hóa trì, ngũ thải thạch và linh khí của vô tận thâm nguyên thấm nhuận, dần dần được chữa trị, khí tức càng ngày càng mạnh hơn. Trong lúc này, hắn cảm nhận được gì đó rất nhiều lần, muốn tỉnh lại nhưng đều bị lực tạo hóa trong tạo hóa trì áp trụ. Hắn ngủ thẳng 3 tháng, mãi đến khi tuyết rơi bao trùm Giang Nam. Trong tầng hầm ngầm chỗ Mạc Phàm, một đạo lam quang trong tạo hóa chỉ phóng lên trời, cắm thẳng tận trời. Lam quang này vừa lên bầu trời đột nhiên tản ra, hình thành thứ gì đó như tinh đồ trong vũ trụ. Tinh đồ này vừa mở ra, trong vũ trụ, trong tinh hải vô tận, không ít tinh cầu sáng lên, trên mỗi cái có một đạo ánh sáng rực rỡ rơi xuống, rơi lên trên tinh đồ này. Tất cả ngôi sao trên tinh đồ đều sáng lên, một ký hiệu theo cột sáng lam sắc vào trong tạo hóa trì, khắc lên ngực Mạc Phàm. Bùm một tiếng, giống như trái tim sống lại đập thình thịch ở ngực Mạc Phàm một lát, đẩy lên trên trong ngực Mạc Phàm. Ngay sau đó, Mạc Phàm nhắm mắt hơn 3 tháng tỉnh lại từ trong giấc ngủ say, hai đạo kim quang chiếu ra, ánh mắt nhìn tới chỗ nào, một vùng thạch bích biến thành hư vô, một cái động không rõ sâu bao nhiêu xuất hiện. Kim quang chỉ chớp lóe, liền biến mất vào trong đồng tử sâu hút của Mạc Phàm. Mạc Phàm nhìn thoáng qua lồng ngực để trần của hắn, lông mày hơi nhướn lên. Tạo hóa bất diệt ấn. Tạo hóa chỉ là dùng để tạo hóa cổ thần mới, đâu rảnh như hắn dùng tạo hóa chỉ để chữa trị thân thể. Thông qua tạo hóa chi thể ngưng tụ thân thể, chắc chắn có chút uy năng tương tự cổ thần chi thể. Phàm là thân thể đạt được những uy năng này, đều có một ấn ký này được xưng là cổ thần tạo hóa ấn. Xác suất đạt được ấn ký này rất nhỏ, cho dù là trong 10 vạn người, cũng không có một cái. Dù sao tạo hóa ấn, không chỉ không cần giống cổ thần nhất tộc cứ mỗi một đoạn thời gian thì cần phải nghỉ ngơi, sau khi bổ sung năng lượng lần nữa mới có thể sử dụng, lại còn có lực lượng của cổ thần chi thể, không phải cổ thần chi thể, nhưng lợi hại hơn cổ thần chi thể. Có rất nhiều những tạo hóa ấn này, mỗi loại đều có uy năng khác biệt. Tạo hóa ấn này có tổng cộng 9.999 loại, toàn bộ đều được ghi lại trên một bia đá của cổ thần nhất tộc, mỗi loại chỉ có một. Nói cách khác, một khi có người có được một cổ thần ấn, trừ phi người này chết đi, nếu không cổ thần ấn này không có khả năng xuất hiện trên người người khác. Hắn đã từng tới cổ thần nhất tộc, nhìn tất cả tạo hóa ấn ở trên thần bia của cổ thần nhất tộc. Ấn ký ở trên người hắn, đúng là tạo hóa bất diệt ấn. Thật ra bất diệt không phải là tuyệt đối bất diệt, mà theo tu vi của hắn tăng lên, cơ thể hắn sẽ cách bất diệt càng ngày càng gần. Cho dù là tạo hóa bất diệt ấn hiện giờ, nếu hắn lại bị vũ khí tiên tiến bắn lén, hắn vẫn không thể chống chọi được, nhưng muốn sống sót trong vũ khí tiên tiến, tuyệt đối không thành vấn đề. Trừ chuyện đó ra, nếu cơ thể hắn lại chịu vết thương đáng sợ như trước, hắn chỉ cần ngủ một giấc, cơ thể sẽ khôi phục lại. Cho dù chỗ nào đó trên người hắn bị hủy diệt hoàn toàn, cũng sẽ khôi phục như thường trong thời gian nhất định. Hắn chỉ muốn chữa trị cơ thể thông qua tạo hóa trì, không ngờ trong lúc vô tình, vậy mà chiếm được tạo hóa bất diệt ấn. Đúng là tái ông mất ngựa đâu biết họa phúc, không biết Mạc gia thế nào rồi. Mạc Phàm hơi lo lắng nói. Tuy hắn chiếm được thứ trong 10 vạn người không có một, nhưng hắn đóng ngũ cảm lâu như vậy, không biết Mạc gia thế nào. Ý niệm của hắn vừa động, nhẫn trên ngón tay sáng lên, ngọc bội Mạc gia xuất hiện trong tay hắn. Hắn phóng thần thức vào bên trong, sắc mặt thay đổi theo, sắc bén xuất hiện trong đôi mắt hắn. Đáng chết! Mạc Phàm tức giận quát.
Khi nói chuyện, trong hai mắt hắn chớp lóe kim quang tới chỗ nào, mặc kệ là thứ gì đều bị chôn vùi. Hắn nhìn về phía Giang Nam Hoa Hạ, chậm rãi đứng dậy trong tạo hóa trì. Hắn vừa mới đứng dậy, bùm một tiếng thật lớn, xung quanh hắn lập tức nổ tung, tảng đá trùng thiên mà ra. Vốn là hầm ngầm, chỉ trong phút chốc đã biến thành một cái hố sâu, lộ ra Mạc Phàm đặt mình ở bên trong. Theo hắn đứng dậy, cung trang màu trắng xuất hiện trên người hắn, che khuất cơ thể hắn lại. Hắn chậm rãi rời khỏi tạo hóa trì, mỗi bước đều như cự nhân chúng tên. Không chỉ mặt đất ù ù rung động, từng đạo kinh lôi cũng hạ xuống, nổ tung ở giữa không trung. Kim tự tháp bằng nước nhanh chóng thu nhỏ lại, cuối cùng to bằng nắm tay, biến mất vào trong nhẫn trên tay Mạc Phàm. Mạc Phàm nhìn thoáng qua bầu trời, trong mắt chớp lóe sắc bén. Hồng Liên. Hắn khẽ quát một câu. Hồng Liên chớp lóe hồng quang, bay đến trong tay hắn. Trướng. Mạc Phàm nắm chặt Hồng Liên, linh khí không giữ lại chút nào rót vào trong Hồng Liên. Kiếm khí trên Hồng Liên phát ra điên cuồng, một đường phóng thẳng lên thiên không, giống như kim cô bổng trong truyền thuyết. Không lâu sau đã đột phá tầng khí quyển, đến trong vũ trụ. Hai mắt Mạc Phàm nhắm chặt, một nhánh thần niệm bám vào trên Hồng Liên, toàn bộ vũ trụ lập tức xuất hiện trước mắt Mạc Phàm. Mạc Phàm nhìn những vệ tinh phi hành này, nhanh chóng tập trung vào mấy cái trong đó. Hắn vẫn chưa biết người nào phóng vũ khí tiên tiến khiến hắn bế quan nhiều ngày như vậy, nhưng ngoại trừ Hoa Hạ, sẽ là những quốc gia có được vũ khí tiên tiến đó. Nếu chém nhầm thì chém nhầm đi, có vũ khí tiên tiến cũng là một sai lầm. Chảm! Mạc Phàm khẽ quát một câu. Kiếm khí của Hồng Liên tăng vọt tới vũ trụ nhoáng lên một cái, hóa thành hơn 10 thanh kiếm, chém lên mấy vệ tinh kia. Bùm bùm bùm, mấy tiếng thật lớn, vệ tinh bị chém thành mảnh nhỏ, quỹ đạo vần quanh bay ra xung quanh. Kiếm quang trong tay Mạc Phàm thu lại, Hồng Liên trôi nổi dưới chân hắn, bạo âm bùng nổ, cuồng phong nổi lên cuồn cuộn, mang theo một đạo hồng quang rời đi. Đến chỗ nào, tất cả mọi thứ đều né tránh, vết nứt xuất hiện. Kể bên này, một số nhân viên mặc quần áo lao động đang dò bức xạ hạt nhân nghe thấy âm thanh, vẻ mặt bọn họ sửng sốt nhìn theo âm thanh. Anh có nhìn thấy một người hay không? Một người trong đó ấn nút truyền tin, hỏi. Hình như không chỉ có một người, hay là một phi nhân, dẫm lên một thanh kiếm rời đi. Một người khác nuốt nước bọt nói. Không phải nơi này là một vùng tử địa à, sao lại có người chui từ bên trong ra? Nơi này từng bị đạn quỹ đạo và vũ khí hạt nhân bắn nổ, có phóng xạ và bức xạ hạt nhân, nếu không mặc quần áo bảo vệ, có thể biến người ta thành hạt cát rất nhanh. Không chỉ như vậy, bọn họ còn cảm nhận được lực lượng quỷ dị khác, lực lượng này đan vào trong phóng xạ, khiến phóng xạ ở đây khó mà giảm đi, cho nên cho dù đã hơn 3 tháng, nơi này vẫn như khi phát nổ. Một nơi như vậy, đừng nói là người, cho dù là vi khuẩn siêu cấp cũng không sống nổi. Dị nhân trong truyền thuyết và tu sĩ Hoa Hạ trong truyền thuyết cũng thế. Không phải là người dùng vũ khí siêu cấp đối phó sống lại đấy chứ. Một người khác cẩn thận nói. Bình thường anh ta rất thích dạo quanh các diễn đàn, tình cờ phát hiện được một diễn đàn tên là Thiên Bảng. Trong diễn đàn này có thông tin liên quan tới nổ mạnh lần này, hình như những vũ khí này dùng để giết một cường giả siêu cấp của Hoa Hạ. Người mà cần đạn quỹ đạo và vũ khí hạt nhân đối phó. Nói không chừng có thể sống sót ở nơi có hoàn cảnh khắc nghiệt như vậy. Có thể sống sót dưới vũ khí tiên tiến sao, sao có chuyện này được? Một người khác khiếp sợ, khó có thể tin nói. Đạn quỹ đạo và vũ khí hạt nhân là vũ khí cực mạnh trên địa cầu, mạnh đến mức có thể hủy diệt địa cầu, còn có người không chết dưới vũ khí như vậy, vậy tuyệt đối không phải là người. Từ lúc Mạc Phàm rời khỏi sông Nin, còn chưa tới Hoa Hạ, không ít người đã nhanh chóng tụ tập lại. Vẻ mặt mỗi người đều u ám. Những người này mặc trang phục khác nhau, nhưng trên người mỗi người đều lộ ra khí tức thượng đẳng. Sao lại thế này? Vì sao bỗng nhiên tín hiệu Apollo của chúng tôi bị hủy? Là ai làm? Nói cho mấy người biết, người nào hủy Apollo của chúng tôi đều phải trả giá gấp trăm lần. Một người đàn ông mặc bộ đồ tuxedo, để râu cá chê vỗ bàn, tức giận nói. Apollo của các ông bị người ta hủy thì trả lại gấp trăm lần. Vậy Archimedes của chúng tôi bị nổ thành mảnh nhỏ, ai bồi thường đây? Ở một bên khác, một người đàn ông để râu mặt gầy không nghiêng đầu liếc một cái, nói. Chẳng lẽ không phải các ông hủy Apollo của chúng tôi? Người đàn ông nuôi râu cá chê hơi híp mắt hỏi.
Trong chớp mắt Apollon của bọn họ bị hủy, ngay cả bị hủy thế nào cũng không biết, đối với ông ta, bây giờ bất luận kẻ nào đều có khả năng. Hơn nữa dựa theo số liệu tính toán của bọn họ, lúc Apollon bị hủy, cách Archimedes gần hơn, không phải không có khả năng bị Archimedes hủy. Apollon của các ông thả đi lâu như vậy, lần trước có thể cho Mạc Phàm một kích là vận khí, còn cần chúng tôi hủy à? Vậy tốt nhất là ông cẩn thận mấy vệ tinh của ông, nếu không cẩn thận sẽ đâm trúng thiên thạch đó, đừng trách tôi không nhắc nhở ông. Vậy sao, nếu vệ tinh chúng tôi thả ra xảy ra vấn đề gì, chỉ sợ Apollon của các ông cũng có vấn đề. Ông thử xem. Người đàn ông dâu cá chê nhìn người đàn ông nuôi dâu, hỏi. Trong đôi mắt thâm thúy tràn đầy sát ý. Đủ rồi, hai vị, còn 10 giây nữa là có kết quả phân tích, hai người muốn khai chiến, vậy phải đợi có kết quả rồi nói cũng không muộn. Giữa bàn tròn, một người đàn ông mặc tây trang, tóc chải chuốt tỉ mỉ cẩn thận bắt chéo hai chân, nói. Khi nói chuyện, ông ta cầm điều khiển từ xa ấn về phía màn hình lớn đối diện, thời gian đếm ngược xuất hiện trên màn hình lớn. Hai người kia liếc mắt nhìn thoáng qua nhau một cái, ngồi xuống, ánh mắt nhìn về phía màn hình lớn. Bọn họ muốn biết kết quả, chỉ có thể dựa vào thiết bị này. 10. 9. 0. Chỉ thấy trong vũ trụ, một khắc trước vệ tinh còn đang vận chuyển bình thường, bỗng nhiên nổ mạnh không có dấu hiệu. Nhưng nhìn thật kỹ, sẽ xuất hiện một kiếm ảnh màu đỏ mắt thường khó mà nhận ra trong vũ trụ. Kiếm ảnh này nhoáng lên một cái, chia ra làm 7. Chém về phía vệ tinh Apollon, Archimedes và một số vệ tinh khác. Ngay sau đó hình ảnh bị nổ mạnh bao phủ. Nhìn thấy kiếm ảnh màu đỏ này, không ít người chớp mắt, vẻ mặt lập tức sửng sốt, sắc mặt ảm đạm hơn nhiều, nhất là 7 vị trong đó, bỗng nhiên chảy mồ hôi lạnh. Kiếm khí màu đỏ này ở đâu ra thế? Kiếm khí màu đỏ này nhìn rất quen, không phải là... Không phải là hấp huyết kiếm của tiểu súc sinh hoa hạ kia sao? Người đàn ông dâu cá chê run rẩy nói. Kiếm hồng liên của Mạc Phàm vô địch chém bát phương, cho dù Mạc Phàm đã chết, bọn họ cũng không có biện pháp quên mất thanh kiếm này. Ông ta mới nói xong, chữ tiếng Anh xuất hiện trên màn hình. Kết quả kiểm tra, hủy diệt vệ tinh là kiếm hồng liên của Mạc Phàm hoa hạ. Xung quanh lập tức lặng ngắt như tờ. Rất lâu sau, người đàn ông ngồi ở giữa hít sâu một hơi khí lạnh, lúc này mới hoàn hồn. Kiểm tra nơi phát ra kiếm khí. Trong mắt người này chớp lóe ánh sáng lạnh, ra lệnh. Kiếm khí này là của Mạc Phàm, nhưng chưa hẳn là Mạc Phàm chém ra. Hình ảnh nhanh chóng rút lại theo kiếm khí, càng tới gần mặt đất, hình ảnh bị điện từ quấy nhiễu càng ngày càng khó nhìn rõ. Nhưng trong nhiều bông tuyết chớp lóe, lộ ra một bóng dáng quen thuộc, người này dẫm lên hồng liên, bay về phía Giang Nam. Tấm hình này chớp lóe lướt qua. Nhưng tâm tình mọi người hoàn toàn chìm vào đáy cốc. Người này không phải là ai khác, đúng là người bọn họ không mong muốn gặp nhất, Mạc Phàm. Vậy mà tiểu tử này không chết, sao lại có chuyện này được? Người đàn ông châu Âu dâu cá chê kêu lên. Đạn quỹ đạo và 6 vũ khí hạt nhân chỉ khiến Mạc Phàm yên tĩnh một thời gian, không thể giết chết cậu ta, chuyện này quá dọa người rồi. Tiểu tử hoa hạ này đúng là đáng sợ. Người đàn ông nuôi dâu uống một hớp nước. Mãi mới bình phục lại lúc này mới hối hận nói. Bọn họ vốn không có xung đột với Mạc Phàm, chỉ lo Mạc Phàm quá cường đại sẽ phá vỡ thế cân bằng, lúc này mới đồng ý cùng đối phó Mạc Phàm. Nhiều vũ khí tiên tiến như thế cũng không giết được Mạc Phàm, lần này có chuyện lớn rồi. Có khả năng một kiếm này của Mạc Phàm là thị uy, đợi Mạc Phàm ra tay, tuyệt đối sẽ thanh toán cả đám. Ngay cả vũ khí tiên tiến đều không giết được Mạc Phàm. Còn gì có thể ngăn được trường kiếm của cậu ta? Cậu ta còn có thể diệt sạch chúng ta sao? Ngồi đối diện, một người đàn ông Ý có xương gò má sống mũi cao lạnh giọng nói. Đúng là bọn họ có ra tay với Mạc Phàm, nếu Mạc Phàm dám tuyệt tình như vậy, cùng lắm thì mọi người đồng quy vu tận. Hưu tiên sinh, nếu ông biết Mạc gia hoa hạ đã xảy ra chuyện gì, sau đó tìm hiểu thủ đoạn của Mạc Phàm, dám đánh cược 1.000 triệu ông sẽ không dám nói thế. Người đàn ông ngồi giữa lắc đầu, nói với vẻ thất vọng. Nếu như bọn họ không tiêu diệt Mạc Phàm, có lẽ còn có đường sống. Nhưng Mạc Phàm giả chết 3 tháng, Mạc gia xảy ra chuyện, đủ để Mạc Phàm diệt thế 100 lần. Tiểu tử hoa hạ này khủng bố như vậy sao? Đợi một lát ông sẽ biết, tôi còn có việc, xin lỗi không tiếp được. Người đàn ông kia cáo từ, bóng dáng nhoáng lên một cái,
bóng dáng biến mất không thấy trong phòng chiếu tất cả thông tin. Những người còn lại ngươi nhìn ta nhìn ngươi, không còn kiêu ngạo không ai bì nổi, tất cả đều bao trùm mây đen. Bên cạnh Giang Nam Hoa Hạ, cách vài ngàn dặm mà Mạc Phàm đã trở về chỉ trong một tiếng. Mạc Phàm nheo mắt lại, trong mắt lóe lên ánh sáng lạnh, Lâm Không quan sát Giang Nam. Quỷ mị ở đâu, ra đây. Mạc Phàm lạnh giọng quát. Lúc này hắn mới rời đi không lâu, thiên hỏa linh mị đại trận bao trùm cả Giang Nam đã không còn. Giọng nói lạnh như băng truyền đi rất xa, cho dù là tu sĩ ở cách hơn 10 dặm đều có thể nghe được, nhao nhao nhìn về phía Mạc Phàm. Người nào làm loạn ở trong này? Trong một phòng ngủ, một thanh niên đang giục ngựa lao nhanh trên giường dừng động tác nguyên thủy, bất mãn nói. Vậy mà ban ngày ban mặt truyền âm ra, lá gan đúng là không nhỏ. Người này còn chưa nói hết câu, đã bị người đẹp ở dưới người che miệng lại. Im miệng, có phải anh muốn chết hay không, anh không nghe thấy ai nói chuyện à? Thân là tu sĩ Giang Nam, tuy giọng nói này đã biến mất từ lâu, nhưng vẫn vô cùng quen thuộc, em muốn nói là. Mắt người thanh niên kia mở to, trong chớp mắt sắc mặt trắng bệch, đẩy tay người phụ nữ ra hỏi. Ngoại trừ cậu ta ra còn có thể là ai? Không phải cậu ta đã. Người thanh niên này chỉ nói một nửa, lại tiếp tục che miệng. Một nam một nữ không tiếp tục vận động nữa, nằm ở trên giường cẩn thận nhìn ra ngoài thông qua cửa sổ. Giọng nói của Mạc Phàm vang đi rất xa, nhưng không thấy quỷ mị nhi hiện thân. Mạc Phàm nhíu mày, vừa định rời đi thì bỗng nhiên dừng bước lại. Linh nhi bái kiến đại nhân. Một người dung thân xuất hiện. Linh mị run rẩy quỳ gối trước người Mạc Phàm. Mẹ cô đâu? Mạc Phàm lạnh giọng hỏi. Quỷ Linh Nhi là con gái nuôi của Quỷ Mị Nhi, lấy tên là Quỷ Linh Nhi, tất nhiên hắn nhận ra. Mẹ vì bảo vệ sơn trang Mạc gia, phát động thiên hỏa dĩ nên bị hai tu sĩ dùng thiên hỏa nổ hồn phi phách tán, hy vọng đại nhân có thể báo thù cho mẹ tôi. Quỷ Linh Nhi rơi nước mắt nói. Mạc Phàm nhíu mày, trong mắt hiện lên dị sắc. Thiên hỏa dị là ngưng tụ tất cả thiên hỏa lại, chỉ tới lúc ngọc nát đá tan mới có thể sử dụng. Cho dù là cao thủ thần cảnh đỉnh phong, cũng không thể ngăn cản, vậy mà không thể thành công, trái lại còn nổ chết quỷ mị nhi. Tôi sẽ chiêu hồn mẹ cô, hiện giờ Mạc gia thế nào? Chuyện này, Linh Nhi không dám nói. Quỷ Linh Nhi cúi thấp đầu, trực tiếp quỳ trên đất. Ánh mắt Mạc Phàm phát lạnh, dẫm lên hồng liên mang theo quỷ Linh Nhi bay về phía trang viên Mạc gia. Không lâu sau hắn tới trước trang viên Mạc gia. Nhìn thấy trang viên Mạc gia, hỏa diễm giấy lên trên người hắn. Trang viên Mạc gia hiện giờ không chỉ có hộ trang đại trận, bí cảnh, trang viên bị hủy sạch, ngay cả hai ngọn núi một sông ở sau trang viên Mạc gia cũng biến thành đống hoang tàn, giống như bị mấy chục tấn thuốc nổ làm nổ. Xung quanh là một vùng cháy đen, hoàn toàn không nhìn ra dáng vẻ của trang viên. Linh khí vốn nồng đậm cũng biến mất hoàn toàn. Vẻ mặt hắn không chút thay đổi, chậm rãi đi tới nơi vốn là đảo giữa hồ trong bí cảnh, nhặt một mảnh kim khí lên. Ý niệm của hắn vừa động, bụi đất bên trên nhanh chóng mất đi. Đây là một phần của thanh kiếm hắn đưa cho Chu Hiệt, lại bị người ta chấn thành mảnh nhỏ. Không chỉ như vậy, bia luyện công như rừng trên hải đảo cũng chỉ còn lại nền, phần trên bị chấn thành bột phấn. Những người khác đâu? Mắt Mạc Phàm mở rồi nhắm lại, trầm giọng hỏi. Thiên hỏa linh mị đại trận hắn bố trí ở Giang Nam bị hủy sạch, trang viên Mạc gia cũng bị người ta phá, mọi chuyện còn tệ hơn hắn nghĩ nhiều. Những chuyện này đều không sao cả, hủy đi hắn có thể dựng lại, hắn không thèm để vào mắt, hiện giờ hắn chỉ muốn biết người Mạc gia ở đâu. Lúc trước hắn còn có thể liên lạc với bọn họ thông qua lệnh bài của Mạc gia, bây giờ lệnh bài không có một chút phản ứng. Hơn nữa trong phạm vi Giang Nam, không có khí tức của người Mạc gia. Thực xin lỗi, đại nhân, trước khi mẹ tôi khởi động thiên hỏa dị, đã giấu tôi ở trong quỷ vực, tôi cũng không biết, tôi cảm nhận được đại nhân triệu hoán, cho nên mới xuất hiện. Quỷ Linh Nhi ôm đầu nói. Mạc Phàm không có ý trách tội Quỷ Linh Nhi không biết cũng rất bình thường. Nếu Quỷ Linh Nhi không biết, vậy chỉ có thể hỏi những người khác. Trong mắt hắn đại phóng thần quang, thần thức như nước biển lan ra xung quanh. Chỉ trong phút chốc thần thức của hắn đã bao trọn Giang Nam. Tôi, Mạc Phàm, người biết tình hình của Mạc gia thì tới trang viên Mạc gia tôi, nếu không tôi sẽ tự mình tới bắt các người. Mạc Phàm trầm giọng nói. Giọng nói của hắn vừa vang lên, Giang Nam vốn yên bình lập tức chấn động.
Mạc Phàm sao? Mấy người nghe thấy giọng nói này thì vẻ mặt sửng sốt, di động trong tay, ly rượu rơi xuống đất. Không phải cậu ta đã chết hơn 3 tháng rồi sao? Một người trong đó nắm lấy cái tay run rẩy không thôi của mình, không cam lòng hỏi. Mạc Phàm vừa chết, Mạc gia bị diệt, tài sản của Mạc gia được bọn họ chia cắt rất nhanh. Hiện giờ Mạc Phàm sống lại, chẳng phải bọn họ đã chết, giọng nói này ngoại trừ cậu ta còn có thể là ai? Một người khác nơm nớp lo sợ nói. Những người khác không có phản ứng lớn như những người này, nhưng cũng khiếp sợ, có ưu sầu, mãi mới phản ứng kịp. Chỉ trong phút chốc Giang Nam rất hỗn loạn. Không ít người cảm thấy bị Mạc Phàm khóa chặt, cả đám do dự một lát, an bài với thuộc hạ vài câu rồi lao về phía Mạc gia. Không lâu sau, trước trang viên Mạc gia tụ tập không ít người. Lam Điệp sứ giả của Hắc Thị, Kiều gia, Yến gia, Thẩm gia, còn có một số người mặc trang phục võ đạo, đạo bào, tăng bào, thần bào xuất hiện gần trang viên Mạc gia. Những người này đứng trước mặt Mạc Phàm, trong mắt tất cả đều tràn đầy vẻ khó mà tin. Mạc Phàm đã chết hơn 3 tháng, vậy mà thật sự quay về. Không chỉ quay về, bọn họ còn cảm nhận được khí tức trên người Mạc Phàm mạnh hơn trước nhiều. Nhất là Lam Điệp sứ giả của Hắc Thị, trong đôi mắt cô hiện lên áy náy. Bái kiến Mạc tiên sinh, chúc mừng Mạc tiên sinh trở về. Những người này đều cúi chào Mạc Phàm, nói. Người Mạc gia tôi đâu, ai có thể nói cho tôi biết bọn họ ở đâu? Trên mặt Mạc Phàm không có một chút vui mừng hỏi. Đám Lam Điệp nhìn thoáng qua nhau, nhưng không ai dám nói gì. Không dám nói đúng không, vậy tôi siêu hồn từng người là được rồi. Mạc Phàm hơi híp mắt lại, lạnh lùng nói. Hiện giờ hắn chỉ muốn biết cha mẹ hắn, em gái, Tiểu Tuyết, đám Chu Hiệt, còn cả thuộc hạ của Mạc gia thế nào, ở đâu. Nếu những người này sợ người diệt Mạc gia, vậy hắn tự mình ra tay. Một tay hắn vươn ra, một tu sĩ ngoại quốc mặc thần bào bay tới tay hắn. Trên tay hắn chấp lóe hào quang, muốn siêu hồn tu sĩ này. Lam Điệp nghiến răng, thầm quyết tâm trong lòng. Mạc tiên sinh, chuyện ngài muốn biết đều ở trong lưu ảnh thạch này. Lam Điệp lấy một tảng đá ngũ sắc ra, đưa cho Mạc Phàm. Mạc Phàm thả tu sĩ kia ra, một lực hút xuất hiện trong tay hắn, tảng đá kia lập tức bay về phía tay hắn. Hắn rót chút linh khí vào bên trong, trên tảng đá tỏa ra một đạo quang, ánh sáng giãn ra, chiếu hình ảnh trong không trung. Trong hình ảnh, trang viên Mạc gia bị một tòa đại sơn hủy diệt, một chủ một tớ lững thững đi tới, đứng trước mặt trang viên Mạc gia. Trong tay tôi tớ kia còn kéo một thi thể. Thi thể này không phải ai khác, đúng là A Hào. Tay chân A Hào không chỉ bị đánh nát, trên người còn có rất nhiều lỗ thủng, đầu bị một quyền đánh xuyên qua, không có chút khí tức, máu tươi kéo dài thành chữ nhất trăm thước trên đất. Mạc Phàm nhìn lên trên theo tay nắm A Hào, hai người hắn rất quen thuộc xuất hiện trong tầm mắt hắn. Nhìn thấy hai gương mặt này, trong đôi mắt sắc bén của hắn lại dấy lên lửa giận. Long Ngạo Thiên. Hai người này mặc trang phục nội môn của Ngạo Nhật Sơn Tông, chỉ có khả năng vì giết người Long Gia Nam Sơn, mới dẫn người của Ngạo Nhật Sơn Tông tới, nhưng nếu là người khác tới có lẽ hắn sẽ không biết, nhưng hai người này thì hắn biết rõ. Long Ngạo Thiên này là khi ở tu chân giới, là đệ tử thiên tài của Ngạo Nhật Sơn Tông nhìn chúng Huyền Nguyệt Tiên Tử Yến Thù mà muốn cưỡng ép, cuối cùng bị hắn dùng một viên thần đan treo giải, lúc đó vì tông chủ của Ngạo Nhật Sơn Tông ra mặt, chuyện này mới có thể bình ổn. Có thể nói khi ở tu chân giới, Long Ngạo Thiên này là một trong những kẻ địch của hắn ngoại trừ võ đế quân Khương Lâm. Kiếp trước hắn mới tiến vào tu chân giới, lúc gặp được Long Ngạo Thiên, Long Ngạo Thiên đã vượt qua Nguyên Anh, đến cảnh giới hóa thần. Long Ngạo Thiên lúc này hẳn là cao thủ Nguyên Anh kỳ rồi. Cao thủ cấp bậc này, chính hắn cũng không thể nắm chắc sẽ thắng. Người Mạc gia ở trước mặt Long Ngạo Thiên, giống như trứng chọi đại sơn. Chỉ có người cấp bậc như Long Ngạo Thiên, mới có thể phá hủy Mạc gia dễ dàng như vậy. Hay cho nhân quả báo ứng, thiên đạo luân hồi, trái lại tôi muốn xem anh có thể làm gì Mạc gia tôi. Trong đôi mắt Mạc Phàm hừng hực lửa giận, lạnh lùng nói. Đáng lẽ hắn tới tu chân giới mới gặp được Long Ngạo Thiên, không ngờ vì hắn diệt Long gia Nam Sơn, đã đưa Long Ngạo Thiên tới Mạc gia. Không dễ dàng gì hắn mới khiến Mạc gia tới được nước này, nhanh như vậy đã bị hủy diệt. Xem nhân quả luân hồi mạnh hơn, hay mệnh của y tiên bất tử hắn cứng hơn. Nói xong trong hai mắt tràn đầy hỏa diễm, linh khí chút vào bên trong, tiếp tục có hình ảnh xuất hiện.
Quỷ Mị Nhi ngưng tụ tất cả thiên hỏa thành một kiếm, một kiếm của thiên hỏa chẳng những không thương tổn được tôi tớ của Long Ngạo Thiên, trái lại bị Long Tuyệt tôi tớ của Long Ngạo Thiên nắm lấy hỏa kiếm, chém vào cơ thể Quỷ Mị Nhi. Vong linh Titan bị Long Tuyệt nhét vào trong cơ thể băng ma, một hỏa một băng, hai người nổ thành từng mảnh. Một kiếm của Ác Linh Vương chém tới, bị Long Tuyệt nuốt xuống, giống như ăn bánh mì. Moria thông qua hư không tới sau lưng Long Ngạo Thiên, bị Long Ngạo Thiên hừ lạnh một tiếng, chấn thành thịt vụn. Tiếp theo là Liệt Hỏa, Bạch Tử Hàn, Tần Lão Gia Tử, Lạc Lão Gia Tử, một đám giống như thiêu thân lao đầu vào lửa đánh về phía hai người, tất cả đều bị Long Tuyệt giết dễ dàng. Long Tuyệt giết những người này xong thì vươn tay về phía Lưu Nguyệt Như, Bạch Vô Song, thực lực của hai người này yếu hơn nhiều. Long Tuyệt nhếch miệng cười quỷ dị, trên tay chớp lóe hồng quang, đám Lưu Nguyệt Như biến thành huyết vụ, được gió thổi tan. Mạc Phàm nhắm mắt lại, quả đấm kêu răng rắc. Một lát sau hắn mở mắt ra, tiếp tục xem tiếp. Long Ngạo Thiên và Long Tuyệt không giết người nhà và đồ đệ hắn, trên tay anh ta chớp lóe ánh lửa, từng đóa hỏa diễm bay vào trong cơ thể những người còn lại. Cho dù là Tần Kiệt, Chu Hiệt thực lực tăng cao, hay là cha mẹ hắn, đám Tiểu Ngọc, Tiểu Khương, thực lực đều nhanh chóng rút đi dưới hỏa diễm này. Sau đó thân thể Long Ngạo Thiên nhoáng lên một cái tới bên cạnh Tiểu Vũ, hai tay chạm vào mắt Tiểu Vũ, khi rút tay lại trên mắt Tiểu Vũ chỉ còn lại hai lỗ máu khiến người ta nhìn mà sợ. Tiểu Vũ khóc lóc ngã trong vũng máu. Làm xong những chuyện này, Long Ngạo Thiên mang theo Bạch Tiểu Tuyết và tôi tớ kia rời đi, biến mất ở trong chân trời phía xa, chỉ để lại một đám người không nhiều của Mạc Gia và Phế Tích. Nhìn đến đây, trong lòng Mạc Phàm tràn đầy điên cuồng, năng lượng trong cơ thể không khống chế được tỏa ra, như nham thạch phun trào, kình phong nổi lên bốn phía, một hư ảnh tức giận điên cuồng kêu gào từ trên người Mạc Phàm. Rầm rầm, đám Lam Điệp kêu lên đau đớn, không có năng lực chống cự bay ngược về phía sau. Bây giờ bọn họ ở đâu? Ở giữa năng lượng tàn sát bừa bãi, một tay Mạc Phàm vươn về phía đám Lam Điệp, định bọn họ ở trong không trung, đôi mắt tràn đầy hỏa diễm huyết sắc nhìn chằm chằm đám người hỏi. Dựa theo hình ảnh vừa chiếu, không biết vì nguyên nhân gì mà Long Ngạo Thiên chỉ dùng hóa nguyên thuật phế bỏ tu vi của người nhà và đồ đệ hắn, không giết bọn họ, chắc chắn lúc này bọn họ đang ở đâu đó. Có lẽ bọn họ đang ở Vĩnh Thành Đông Hải quê nhà của cậu, cuộc sống cũng không được tốt lắm. Lam Điệp hơi nhíu mày, có chút khó có thể mở miệng nói. Vĩnh Thành, Lam Điệp, cô cho tôi một lời giải thích. Ánh mắt Mạc Phàm phát lạnh, nói. Trang viên này bị hủy, cho dù vậy Mạc gia có tài sản ở Giang Nam, không một ai ở Đông Hải dám động, tuy Tần Lão Gia Tử bị giết chết, nhưng địa bàn của Tần gia còn đó. Trừ phi những người khác cùng đối phó Mạc gia. Trước khi hai người kia rời khỏi Giang Nam đã chiêu cáo với mọi người. Phàm là của Mạc gia, đều là vô chủ, cho nên xí nghiệp của Mạc gia nhanh chóng bị chia cắt, biệt thự của Mạc gia ở Đông Hải cũng bị người ta chiếm, Đường Long ra tay ngăn cản, bị đánh thành người sống thực vật, một người họ Lỗ và một đám người họ Khương muốn đón người Mạc gia đi, kết quả trên đường đi được cho hay người Mạc gia chọn đời không thể rời khỏi tỉnh Giang Nam, bởi vì chuyện này mà ông chủ Lỗ mất địa vị ở Tấn Châu, cho nên người Mạc gia chỉ có thể trở về Vĩnh Thành ở tạm. Lam Điệp nói. Đồ của Mạc gia đều là vật vô chủ, phải không? Mạc Phàm khẽ nâng mí mắt, trong đôi mắt tràn đầy sắc bén, cao giọng nói. Hai người kia nói như vậy, không phải là chúng tôi muốn lấy. Sắc mặt Kiều Phi một võ giả của Kiều gia khó coi, vội vàng giải thích. Mạc gia bại một lần như núi đổ, nhìn tài sản của Mạc gia nhiều như vậy, không ai có thể không động tâm, Kiều gia bọn họ cũng không nhịn được lấy một phần. Bọn họ nói thế nào thì mấy người làm thế ấy sao? Mạc Phàm híp mắt nhìn Kiều Phi, hỏi. Chuyện này. Kiều Phi nhíu mày, không dám nhìn Mạc Phàm nữa, mồ hôi to như hạt đậu không ngừng chảy từ trán ông ta xuống. Từ khi ông ta cầm đồ của Mạc ra, ông ta chưa từng ngủ an ổn, chỉ sợ Mạc Phàm đột nhiên trở về. Bây giờ không phải sợ Mạc Phàm trở về, Mạc Phàm đã trở về. Sắc mặt những người khác cũng không khá hơn. Bầu không khí như chết lặng. Rất lâu sau, lúc này Mạc Phàm mới mở miệng lần nữa. Người lấy đồ của Mạc gia tôi, trước khi tôi chưa tìm được người Mạc gia thì trả lại gấp trăm lần, người thương tổn Mạc gia tôi, giết người Mạc gia tôi, tự sát đi, mấy người cũng có thể chạy trốn, tôi cho các người thời gian, nhưng tôi sẽ đi tìm các người. Vẻ mặt Mạc Phàm lạnh lùng, trầm giọng nói. Hiện giờ không phải lúc báo thù từng bước,
đợi tìm được cha mẹ đám Tiểu Vũ, lại tính chuyện này cũng không muộn. Lam Điệp, cô theo tôi một chuyến. Mạc Phàm nhìn Lam Điệp, ra lệnh. Lam Điệp xem như biết nhiều về chuyện này, mang cô theo sẽ giảm bớt không ít phiền phức. Dạ, Mạc tiên sinh. Lam Điệp gật đầu. Hắc thị bọn họ vốn đứng về phía Mạc Phàm, lần này Mạc gia gặp nạn bọn họ không giơ tay giúp đỡ, đến nay vẫn còn thẹn trong lòng. Mạc Phàm vung tay lên, một vùng hồng quang bao Lam Điệp và Quỷ Linh Nhi ở bên trong, âm thanh máy bay chiến đấu bay qua vang lên, Mạc Phàm mang theo hai người biến mất ở chân trời. Tuy còn rất nhiều chuyện hắn muốn biết, nhưng đợi hắn tìm được người nhà rồi nói sau. Ở tại chỗ, những người đó nhìn bóng lưng Mạc Phàm, ánh mắt cả đám âm tình bất định. Chỉ sợ Hoa Hạ sắp là một vùng gió tanh mưa máu rồi. Mãi đến khi Mạc Phàm biến mất hoàn toàn, lúc này Kiều Phi mới dám mở miệng, lắc đầu thở dài nói. Cây bị mọi người lật đổ, bây giờ cây sống lại lần nữa, những người đẩy cây sắp gặp tao ương, lần này số người đẩy cây không ít. Vĩnh Thành Đông Hải, tiểu viện Mạc gia. Bởi vì là gần giữa trưa, khói bếp chui từ trong ống khói ra. Trong sân, đám Chu Hiệt, Tần Kiệt đang giúp cha mẹ Mạc Phàm làm cơm trưa. So với 3 tháng trước, tất cả mọi người đều tiều tụy hơn nhiều, mỗi người đều tiều tụy vì bệnh, bọn họ nhíu chặt mày vì đau đớn, tràn đầy bất đắc dĩ. Đúng lúc này, tiếng phanh xe vang lên, một đám người vẻ mặt bất thiện đi tới. Đám người này khoảng 27, 28 tuổi, miệng ngậm điếu thuốc lá, trên làn da lộ ra ngoài đầy hình xăm, vẻ mặt lưu manh. Đám người này vừa đi vào tiểu viện Mạc gia, một người trong đó cầm thi thể một con chó to ném rầm một tiếng, vứt lên trên đất, giọng nói chói tai vang lên theo. Là tên danh con kia đá chết chó của lão tử, nhanh ra đây cho lão tử. Đám cha mẹ Mạc Phàm đang bận việc, nghe thấy giọng nói này thì nhíu mày đi ra, nhìn về phía những người này. Giữa tiểu viện, Tiểu Vũ nằm trên ghế hai mắt quấn vải trắng nghe thấy âm thanh, cũng nhìn qua. Cha, làm sao vậy? Tiểu Vũ sờ soạng bên cạnh vài cái, hỏi. Không sao. Cha Mạc Phàm trấn an Tiểu Vũ, trong mắt lóe lên đau khổ, đi về phía những người kia. Mấy cậu không tìm lầm nơi đấy chứ? Cha Mạc Phàm mở đôi môi khô quắt, khàn giọng hỏi. 3 tháng này có không ít người tới gây phiền phức, gần như luôn có người lấy chuyện không rõ nguyên do tới cửa bới móc, ông đã gần như vô cảm rồi. Tìm lầm nơi, ông hỏi tiểu tử này xem, hôm nay lúc cậu ta đi câu cá có phải đá chết chó của tôi hay không, tôi tìm mấy người thì tìm ai? Một tên đầu bóng loáng người đầy hình xăm chỉ Tần Kiệt đang múc nước xử lý cá, hỏi. Tần Kiệt vốn sửng sốt, sau đó nhíu mày. Sư công, con không đá chó của anh ta. Tần Kiệt nói với cha Mạc Phàm. Quả thật anh ta ra ngoài câu cá, còn gặp được một con chó bun này há miệng liền cắn anh ta, bị anh ta đá một cái. Nếu tu vi của hắn không bị phế, chắc chắn con chó này sẽ chết. Nhưng bây giờ cơ thể còn kém hơn thanh niên bình thường, con chó bun kia chỉ kêu một tiếng liền bỏ chạy, anh ta cảm thấy nó không chết được. Các vị, Tiểu Kiệt còn nhỏ tuổi không hiểu chuyện, hay là như vậy đi, tôi xin lỗi các vị, chuyện này cứ thế thôi, được không? Cha Mạc Phàm thản nhiên nói. Hai, lão già kia, sao ông có thể nói như vậy, cậu ta còn nhỏ tuổi không hiểu chuyện thì thôi, con chó này của tôi mới 2 tuổi, bị người ta đá đáng chết sao? Bên cạnh người đàn ông hình xăm, một tên lông vàng phun cây tăm trong miệng ra, nói. Mấy anh, Tần Kiệt nhíu mày, anh ta nắm chặt tay muốn xông lên. Các cậu muốn thế nào? Cha Mạc Phàm giữ chặt Tần Kiệt hỏi. Không chỉ bọn họ thành người bình thường, Tần lão gia tử cũng bị người Tây giết chết, tất cả Tần gia vì Mạc gia mà bị bắt hết, chỉ còn lại mình Tần Kiệt, nếu Tần Kiệt lại xảy ra chuyện, ông không có biện pháp công đạo với Tần lão gia tử rồi. Thế nào sao, cậu ta đá chó của chúng tôi không lừa các ông, cũng không làm chuyện phạm pháp, ông giao một người phụ nữ ra đây cùng ăn bữa cơm với chúng tôi. Người đàn ông đầy hình xăm cười dâm đãng nhìn về phía Chu Hiệt và lão mẹ Mạc Phàm. Hoặc trong số các người một người đi ra để chúng tôi đá một cái, không chết thì coi như các người mạng lớn. Trong sân, sắc mặt đám cha Mạc Phàm đều khó coi. Tuy không biết đám người này do ai phái tới, nhưng bọn họ tới Mạc gia gây sự là không thể nghi ngờ. Nếu là lúc trước, cho người như vậy 100 lá gan bọn họ cũng không dám tới. Bây giờ, các vị, hôm nay nể mặt, ngày sau tất gặp mặt, mấy cậu nhất định phải vậy sao?
Sắc mặt cha Mạc Phàm khó coi, hỏi. Phụ nữ Mạc gia tuyệt đối không thể theo chân bọn họ, người Mạc gia cũng không thể bị đám người này đá một cái. Người kia không chỉ phế tu vi của bọn họ, còn gần như hủy hoại cơ thể bọn họ nữa. Tu vi Chu Hiệt, Tần Kiệt cao nhất, hiện giờ cơ thể cũng suy yếu nhất. Bị những người này đá một cái, không chết cũng tàn phế. Cha Mạc Phàm mới mở miệng, những người đó cười khinh thường. Lão đại, lão già này đúng là chuyện gì cũng nói được, Mạc gia ông hiện giờ có gì đáng sợ, cần chúng tôi nể mặt sao? Lông vàng cười nói, Mạc gia hơn 3 tháng trước, không nói tới chuyện bọn họ tới đây sẽ phải chết, ngay cả tư cách nói chuyện với người Mạc gia cũng không có. Bây giờ sao, người Mạc gia ở Giang Nam không khác gì con chó. Không đúng, còn không bằng chó. Đánh chó còn phải ngó mặt chủ, bọn họ tới Mạc gia gây chuyện, không chỉ không cần cố kỵ ai, quay về còn lấy được sấp tiền. Chuyện như vậy, sao bọn họ có thể bỏ qua? Ngoài ra Mạc gia còn có mấy người phụ nữ dáng vẻ không tệ, lấy tiền xong còn được chơi phụ nữ, không có chuyện gì khiến người ta vui vẻ hơn chuyện này. Tiểu Hoàng, đừng nói như vậy, phải khách sáo với Mạc lão tiên sinh một chút, nhớ đâu con của ông ấy quay về, cẩn thận lóc xương thịt chúng ta ra đó. Ở bên cạnh người đàn ông đầy hình xăm, một người đàn ông đeo kính khẽ nâng cằm, nói với vẻ trêu tức. Con của ông ta, anh nói Mạc tiên sinh Mạc Phàm từng là thần thoại đương thời sao, nếu con của ông ta có thể lóc xương thịt tôi, đã sớm ra tay rồi. Lông vàng nói với vẻ khinh thường. Mạc gia từ một gia tộc cấp thế giới, biến thành phế vật không bằng heo chó, nếu Mạc Phàm còn sống, đã sớm xuất hiện rồi. Lão già kia, ông để phụ nữ nhà ông ăn một bữa cơm với chúng tôi, hay là để chúng tôi đạp một cước, nhanh chọn đi, lão đại chúng tôi đang bận đó. Lông vàng không kiên nhẫn nói. Các cậu mỗi người một cước đúng không, cứ nhằm vào tôi đây này. Cha Mạc Phàm nhíu mày, vẻ mặt lạnh lẽo nói. Sư công, chuyện này do con thì con chịu, để bọn họ tới đi. Tần Kiệt nhíu mày, trong mắt anh ta lóe lên ánh sáng lạnh nhìn chằm chằm đám người với vẻ hung dữ nói. Nếu con gọi chú một tiếng sư công, thì nghe lời chú, không phải là một người một cước sao, sư công con chịu được, đi làm cá tiếp đi, lát nữa chúng ta sẽ ăn canh cá. Cha Mạc Phàm cố nặn ra nụ cười vui vẻ, vỗ vai Tần Kiệt nói. Nhưng mà, Tần Kiệt nắm chặt tay, cơ thể không tự chủ được run rẩy. Xung quanh, Chu Hiệt, Tiểu Ngọc, Khương Nguyệt, còn có lão mẹ Mạc Phàm và người Mạc gia đều đỏ mắt. Trải qua đại tai nạn kia, bọn họ không cầu xin sống thật sung sướng, nhưng cuộc sống tối tăm mù mịt như vậy sẽ tới khi nào đây? Ôi, còn tranh bị đánh nữa à, được đó, vậy hai người cũng tiến lên đi. Lông vàng kia cười mỉa nói. Anh ta vừa thốt lên xong, trong đôi mắt tràn đầy tơ máu của Tần Kiệt lóe lên điên cuồng. Anh ta đường đường là thiếu gia Tần gia, cháu nội của tướng quân khai quốc, tuy từng bị Mạc Phàm giáo huấn, nhưng vì Mạc Phàm đủ mạnh, ngoại trừ Mạc Phàm ra, có khi nào anh ta bị một đám hổ lốn bắt nạt như vậy? Đừng có mà bắt nạt Mạc gia, tôi liều mạng với mấy người. Tần Kiệt như điên rồi, một quyền không có linh khí cũng không có bao nhiêu sức lực đánh về phía tên lông vàng kia. Một quyền của anh ta còn chưa đánh trúng người tên lông vàng, một thứ gì đó lạnh lẽo để vào trán anh ta. Không phải thứ gì khác, đúng là một khẩu súng lục kiểu cũ. Liều mạng với chúng tôi, tiểu tử, cậu liều thử xem, không phải cậu rất can đảm sao? Người đàn ông đầy hình xăm bên cạnh tên lông vàng cầm súng lục, lạnh giọng hỏi. Nhìn thấy khẩu súng lục này, sắc mặt mọi người ở trong sân đều thay đổi. Nhất là cha Mạc Phàm, trong mắt ông hiện lên bối rối. Loại súng này đã không được bán mấy năm nay rồi, phần lớn đều bị thu lại, nhưng có một số người đã giấu đi. Ông cũng từng có một khẩu, nhưng được ông giao lên, uy lực không so được với súng lục hiện giờ, nhưng ở khoảng cách gần như vậy bắn nổ đầu một người là chuyện rất bình thường. Tần Kiệt cũng tỉnh táo lại, khẩu súng như vậy lúc trước anh ta chẳng thèm quan tâm, nhưng bây giờ chỉ cần người này bóp cò, anh ta có thể đi gặp ông nội mình rồi. Các vị, Tiểu Kiệt là cháu nội của Tần Lão Tướng Quân, nể mặt Tần Lão Tướng Quân, có thể bỏ súng xuống được không? Cha Mạc Phàm hỏi. Người đàn ông đầy hình xăm hơi nhếch miệng, liếc mắt nhìn cha Mạc Phàm một cái. Cháu nội của Tần Lão Tướng Quân à, nếu là như vậy. Cha Mạc Phàm hơi thở phào nhẹ nhõm, nhưng hai mắt vẫn nhìn chằm chằm khẩu súng kia, sợ người kia bóp cò. Nếu là như vậy, vậy tôi không chấp nhặt với cậu ta.
nhưng cậu ta đã chết chó của tôi, không thể cứ bỏ qua như vậy, chúng tôi cũng không có hứng thú đối phó một lão giả như ông, để cô gái này đi theo chúng tôi là được. Đại hán đầy hình xăm liếc một vòng trong sân, trong mắt lóe sáng dâm quang nhìn về phía Chu Hiệt, nói tiếp. Trong sân ngoại trừ người nhiều tuổi, thì là một đống con nít, chỉ có tuổi Chu Hiệt là vừa vặn, tuy trên mặt có chút suy yếu vì bệnh, nhưng dáng người và khuôn mặt rất được. Có điều kiện như vậy, trái lại suy yếu càng khiến người ta muốn sủng hạnh. Không được, con bé không thể đi với mấy cậu. Cha Mạc Phàm nói với vẻ kiên quyết. Ở Mạc gia, Tần Kiệt và Chu Hiệt quan trọng như nhau, ai cũng không thể thương tổn, trừ phi giết ông trước. Lão già kia, nể mặt ông không biết xấu hổ đúng không, chuyện này không được, chuyện kia cũng không được, ông nghĩ mình còn là lão tiên sinh Mạc gia uy phong nữa à, tôi cho ông hai lựa chọn. Một là tôi bắn chết tiểu tử này, hai là để cô nàng này ăn một bữa cơm với chúng tôi, tự ông chọn đi, nếu không tôi chọn giúp ông. Tên lông vàng ở bên cạnh cười mỉa nói. Bọn họ là lưu manh ở khu này, trước đây Mạc gia thế nào, bây giờ thế nào, bọn họ đều biết cả. Cha Mạc Phàm nhíu mày, nhưng lông mày lập tức giãn ra. Ông nắm lấy Tần Kiệt, chậm rãi kéo anh ta về phía sau mình, còn ông thì chắn trước họng súng. Cậu có thể giết tôi, nhưng hai đứa bé này, cậu không thể mang đi. Cơ thể Chu Hiệt và Tần Kiệt chấn động, bọn họ nghiến chặt răng, nước mắt vốn đảo quanh hốc mắt không tự chủ được rơi xuống. Vẻ mặt những người khác cũng ảm đạm, tràn đầy thống khổ. Mấy anh thả sư công tôi ra, tôi đi với các anh. Chu Hiệt khóc lóc kêu. Yên tâm đi, tôi giết ông ta, cô cũng phải đi theo chúng tôi, các người nghĩ rằng giết chó của chúng tôi đá mấy cái là được à? Hôm nay ai cũng không cứu được các người, không lấy được mạng một người Mạc gia các người và một phụ nữ chúng tôi sẽ không đi. Đại hán đầy hình xăm kia hơi nhếch miệng, cười mỉa nói. Chỉ tới Mạc gia gây chuyện, một lần được 10 vạn, giết một người Mạc gia và làm nhục phụ nữ Mạc gia được 1.000 vạn, nhiều người như vậy sao có thể chỉ tới kiếm 10 vạn, nếu Mạc Phàm còn sống đã sớm quay về, tới lúc cầm 1.000 vạn rồi. Anh ta mới nói xong, một giọng nói vô cùng lạnh lẽo vang lên. Anh vừa nói cái gì, có thể lặp lại lần nữa không? Nhiệt độ xung quanh nhanh chóng giảm xuống. Toàn thân đám người này run rẩy, nhìn về một phía. Anh! Mẹ có nghe thấy không? Đây là giọng của anh. Thân thể đám cha mẹ Mạc Phàm chấn động, giống như bị sét đánh, cuống quýt nhìn bốn phía. Đám Tần Kiệt, Chu Hiệt, Tiểu Ngọc cũng có biểu cảm tương tự. Bọn họ đều bị phế tu vi, đã không còn năng lực cảm nhận. Nhưng bọn họ quá quen thuộc với giọng nói này, tuyệt đối không sai, tuyệt đối là người mà bọn họ kêu gọi ngàn lần, Mạc Phàm. Tiểu Phàm, là con sao? Lão mẹ Mạc Phàm vui mừng phát khóc gọi xung quanh. Tuy tin Mạc Phàm đã chết truyền hơn 3 tháng, nhưng bà vẫn không tin Mạc Phàm đã chết. Mạc Phàm không chết, bà vẫn có động lực kiên trì sống trong những thống khổ hành hạ này. Mấy người kia quay đầu nhìn thoáng qua, nhưng không thấy bóng dáng Mạc Phàm. Cả đám hít sâu một hơi, khóe miệng nhếch lên cười mỉa. Mẹ kiếp, dám lấy máy ghi âm hù dọa lão tử, mấy người diễn giống thật, lão tử đã thật sự nghĩ con trai ma của mấy người quay về rồi. Vừa rồi bọn họ nghe thấy giọng nói, hẳn là không phải nghe nhầm, chắc chắn là mở ghi âm ra. Dù sao bọn họ chưa từng gặp Mạc Phàm, mở bừa một cái ghi âm cộng thêm diễn nữa, dọa người ta đi cũng không phải không có khả năng. Nếu chân thực hơn chút nữa, chắc chắn bọn họ đã bỏ chạy. Lão đại, người nhà này thích diễn như vậy, kỹ thuật diễn còn tốt đến thế, muốn rơi nước mắt là rơi xuống luôn, hay là chúng ta mang hết tất cả đi, diễn phim cấp. Vẻ mặt tên lông vàng đầy đê tiện, hỏi. Nhưng anh ta còn chưa kịp nói hết câu. Bùm một tiếng thật to, giống như kinh lôi nổ tung trong trời quang, tiếng nổ mạnh đinh tai nhức óc vang lên trên bầu trời ở tiểu viện Mạc gia, bầu trời nhanh chóng tối sầm lại với tốc độ mắt thường có thể thấy được. Trên bầu trời hắc ám, hắc vân xoay chuyển giống như một hắc long nổi giận, muốn cắn nuốt phía dưới. Trên tầng mây, trên người Mạc Phàm lóe sáng lôi điện, chân dẫm lên hồng liên, gương mặt lạnh lùng mang theo phẫn nộ khôn cùng, Lam Điệp và Quỷ Linh Nhi đứng sau lưng hắn. Anh muốn dẫn người Mạc gia tôi đi đâu? Mạc Phàm nhìn đám người này, bước chậm từ không trung xuống, vừa đi vừa hỏi. Nhìn thấy bóng dáng này, cha Mạc Phàm vẫn luôn cố nén nước mắt lập tức tươi cười vui mừng. Nước mắt chảy ra. Những người khác thì đã sớm lệ rơi đầy mặt, tuy bầu trời hắc ám, nhưng bọn họ như thấy được hy vọng trong tuyệt vọng.
Ừng ực, người đàn ông đầy hình xăm và người bên cạnh anh ta nhìn Mạc Phàm đi từ trên trời xuống, mắt cả đám mở to, không ngừng nuốt nước bọt. Chuyện này, đây là người sao? Bọn họ đều là đám lưu manh du côn bình thường, ngay cả quỷ đều chưa từng nhìn thấy, có khi nào nhìn thấy người đi từ trên trời xuống. Chỉ đi vài bước Mạc Phàm đã tới trong tiểu viện, Lam Điệp và Quỷ Linh Nhi cũng nhảy xuống. Hắn nhìn thoáng qua mấy người trong sân, lông mày nhíu chặt lại, nhất là khi thấy trên mắt Tiểu Vũ quấn đầy băng gạc, sắc bén trong mắt hắn lại nhiều hơn nhiều. Hắn chỉ rời đi 3 tháng, phần lớn Mạc gia chỉ còn lại những người này, hơn nữa không bị thương thì bị phế, ngay cả một đám lưu manh du côn cũng có thể tới cửa bắt nạt. Hắn vươn một tay ra, một pháp ấn sáng lên trong lòng bàn tay, một đóa thanh liên kiều thúy dục tích xoay tròn dâng lên. Đóa thanh liên này nhoáng lên một cái, liền phân ra thành nhiều đóa liên hoa nhỏ, bay vào trong cơ thể cha mẹ, đám Chu Hiệt, Tần Kiệt. Lúc những thanh liên này tiến vào trong cơ thể bọn họ, ở giữa liên hoa có thêm một đóa hỏa diễm, giống như cốc đèn trong đóa hoa bay trở về tay Mạc Phàm, hóa thành một đốm lửa. Mỗi lần hỏa diễm này được lấy ra, cảm giác bị cháy trong cơ thể đám cha Mạc Phàm mỗi ngày lập tức biến mất, sắc mặt cũng tốt hơn nhiều. Tiểu Khương Nguyệt từng dùng rất nhiều loại dược để diệt trừ hỏa diễm này, nhưng không thành công. Mạc Phàm nhìn hỏa diễm trong lòng bàn tay, sắc bén nhoáng lên trong mắt. Hóa nguyên thuật, không chỉ thiêu hủy toàn bộ tu vi, nếu không lấy ra, thì không thể chữa trị được. Hơn nữa để trong cơ thể lâu, sẽ vì khí huyết bị đốt cạn mà chết. Loại pháp thuật này vì quá độc ác, nên có rất ít người tu luyện ở tu chân giới. Năm ngón tay hắn nắm chặt, hỏa diễm tắt đi. Một pháp ấn kết ra, từng đạo thanh quang rơi lên người đám cha mẹ Mạc Phàm. Gương mặt bọn họ vốn trắng xanh, nhanh chóng khôi phục như thường ở dưới thanh quang thấm nhuận. Làm xong những chuyện này, lúc này hắn mới nhìn về phía đám người nhân cơ hội chậm rãi lùi đi. Chỉ liếc mắt một cái, một cơn gió thổi tới, cửa tiểu viện đóng rầm lại, một lực lượng vô hình lái xe của đám côn đồ kia tới lướt ngang qua cửa, chặn cửa ra lại. Đám người này dừng bước lại, mồ hôi chảy đầy trán bọn họ. Chào Mạc tiên sinh, mấy người chúng tôi uống hơi nhiều, đi nhầm nơi, cậu đại nhân không chấp nhặt với tiểu nhân. Người đàn ông đầy hình xăm xoay người, vội vàng cười nịnh nọt nói. Mạc Phàm từ trên trời giáng xuống, cho dù không phải là người khiến Mạc gia danh chấn thế giới, cũng không phải là người bọn họ có thể đối phó, không cúi đầu sẽ phải chết. Uống nhiều đi nhầm sao? Mạc Phàm lắc đầu cười, trong mắt chớp lóe sắc bén. Người đàn ông đầy hình xăm nắm súng lục trong tay, không khống chế được chĩa về phía đầu mình, ngón tay chậm rãi bóp cò súng. Không, không. Pằng pằng pằng, tiếng súng vang lên, đạn bắn vào đầu người đàn ông đầy hình xăm theo thiết tấu. Mãi đến khi bắn hết đạn, đầu người đàn ông đầy hình xăm như tổ ong vò vẽ đều là lỗ châu mai, ngã lên trên đất. Những tên côn đồ khác ở xung quanh bị dọa ngốc rồi, mắt cả đám mở to miệng kéo dài. Mạc tiên sinh tha mạng, chúng tôi không dám, chúng tôi chỉ lấy tiền làm việc thôi, Mạc tiên sinh tha mạng. Lông vàng kia quỳ xuống, khẩn cầu nói. Lấy tiền của ai? Mạc Phàm hỏi. Hình như tên là Long Hoa Hội gì đó, bọn họ nói bọn họ không thể ra tay, nhưng chúng tôi thì có thể, giết chết một người Mạc gia cậu sẽ được 1.000 vạn. Tên lông vàng cuống quýt nói. Long Hoa Hội sao? Mạc Phàm nhíu mày. Dạ Vô Nhai đến tu chân giới, hắn không có diệt Long Hoa Hội, tuy giết mấy người, nhưng Long Hoa Hội vẫn còn rất nhiều người. Hắn không biết vì sao Long Hoa Hội không tự mình ra tay, nhưng xem ra chuyện này không thoát khỏi liên quan tới bọn họ. Lúc trước còn có người của Thanh Bang và gia tộc Rod gì đó muốn chúng tôi ra tay, cuối cùng là những người khác tiếp nhận. Thanh Bang, gia tộc Rod. Trong mắt Mạc Phàm lóe lên ánh sáng lạnh. Xem ra hắn thật sự quá nhân từ, không đuổi tận giết tuyệt những người này, nếu không đã không xảy ra chuyện như vậy. Đúng vậy, Mạc tiên sinh. Chúng tôi đều được bọn họ thuê tới, có phải chúng tôi có thể đi rồi không? Tên lông vàng gật đầu, hỏi. Đi sao? Mạc Phàm nhíu mày, lạnh lùng liếc qua những người kia. Một câu được thuê tới đã muốn đi, vậy người Mạc gia bọn họ bị bắt nạt quá dễ dàng rồi, mấy anh không cần đi, tôi tiễn các anh. Mạc Phàm vung tay lên. Chân của tôi, không. Tiếng kêu thảm thiết vang lên, cơ thể những người đó chậm rãi biến thành hạt cát rồi biến mất. Mấy tên côn đồ vừa chết, Tiểu Vũ được lão mẹ Mạc Phàm dẫn tới bên cạnh Mạc Phàm. Anh,
Sao bây giờ anh mới quay về, chị dâu vì chúng em mà bị người xấu mang đi, Tần Gia Gia, Lạc Gia Gia, dì Bạch vì chúng em mà bị người kia giết chết, rất nhiều người Mạc Gia đã bị giết, tu vi của Chu Tỷ Tỷ và Tần Ca Ca đều bị phế bỏ, sao giờ anh mới quay về, không phải anh từng đồng ý với em gọi tên của anh sẽ quay về sao? Tiểu Vũ khóc nức nở ấm ức nói. Ngày Mạc Phàm bị giết, cô từng gọi tảng đá Mạc Phàm đưa cho vô số lần, mãi đến khi mắt cô bị lấy đi, cũng không thấy Mạc Phàm xuất hiện. Tiểu Vũ vừa khóc, băng gạc trên mắt mới đổi không lâu lập tức bị nhuộm thành màu đỏ. Trái tim những người khác như bị bóp chặt, trong mắt lại đỏ lên. Tuy thời gian có thể xóa nhòa tất cả, nhưng có một số việc không dễ quên như vậy. Tiểu Vũ, cậu đừng nói sư phụ như vậy, chắc chắn sư phụ bị trọng thương, nếu không sư phụ đã tới cứu chúng ta rồi. Tiểu Ngọc nắm tay Tiểu Vũ nói. Trái tim Mạc Phàm như bị bóp chặt, hắn không nói gì thêm, cúi người ôm lấy Tiểu Vũ. Tuy hắn không nguyện ý, nhưng quả thật hắn đã thất hứa. Nếu không vì thực lực của hắn không đủ chống đỡ vũ khí tiên tiến, sẽ không có tình trạng như hiện giờ. Nếu không lựa chọn tiến vào tạo hóa trì, toàn bộ ngũ cảm bị đóng lại, sẽ không như bây giờ. Tiểu Vũ giãy giụa trong lòng Mạc Phàm vài cái, tự mình ôm lấy Mạc Phàm. Vì sao anh không quay về sớm, anh? Tiểu Vũ ôm Mạc Phàm, vẫn khóc lóc chất vấn. Anh mới tỉnh lại một tiếng trước. Mạc Phàm trầm giọng giải thích một câu. Vậy chị dâu và đám Tần Gia Gia thì sao đây? Tiểu Vũ hỏi. Tuy mắt cô không còn, nhưng chị dâu và đám Tần Gia Gia không phải bị mang đi, thì bị giết trước mặt cô. Cho đến bây giờ, cô vẫn không thể quên được một màn lúc đó. Anh sẽ đưa chị dâu em về. Mạc Phàm nheo mắt nói. Kiếp trước Long Ngạo Thiên nhìn thấy Huyền Nguyệt Tiên Tử thì bắt đầu dây dưa, Huyền Nguyệt Tiên Tử có dáng vẻ giống Tiểu Tuyết, chỉ sợ đây là nguyên nhân Long Ngạo Thiên mang Tiểu Tuyết đi. Đám Tần Gia Gia, anh sẽ cứu bọn họ trở về. Mạc Phàm nói tiếp. Cái gì? Ở đây ngoại trừ Mạc Phàm ra, những người khác đều sửng sốt. Nếu chỉ bị bệnh, cho dù chỉ còn một hơi, bọn họ cũng không nghi ngờ chút nào, Mạc Phàm có thể cứu sống được. Nhưng đám Tần lão gia tử đã chết, ngay cả thi thể đều không còn, sao có thể cứu trở về? Sư phụ, người có thể cứu sống ông nội con, ông ngoại con sao? Tần Kiệt lấy lại tinh thần, khó có thể tin hỏi. Sư phụ không chỉ cứu sống bọn họ, thực lực của các con biến mất thế nào, sư phụ sẽ lấy lại cho các con. Mạc Phàm bình tĩnh nói. Ở trước mặt y tiên bất tử hắn, hồn phi phách tán cũng không gọi là tử vong. Huống chi đám Tần lão gia tử chỉ bị hủy cơ thể, không có vấn đề gì. Nếu không thể cứu sống bọn họ, y tiên bất tử hắn đúng là hữu danh vô thực. Thật vậy sao, sư phụ, vậy mẹ con và Tiểu Hàn tỷ? Tiểu Ngọc giật mình, trong đôi mắt như bảo thạch hiện lên chờ mong, nói tiếp. Mấy người tự mình xem đi, hồn quy lai hề. Trong mắt Mạc Phàm chớp lóe tinh quang, quát khẽ. Tiếng nói vừa ngừng. Xung quanh từng ấn ký hình liên hoa xuất hiện trong tiểu viện, thanh quang nhàn nhạt sáng lên. Giữa thanh quang, một đám hư ảnh chậm rãi hiện ra. Những hư ảnh này bao gồm Chu Trường Hoàng bị giết ở Nam Sơn, đến Bạch Vô Song, Lưu Nguyệt Như bị giết ở Giang Nam. Trong đó có một số hư yếu hơn nhiều, ví dụ như Chu Trường Hoàng, chỉ to bằng trẻ sơ sinh, nhưng chỉ cần là người Mạc gia bị giết đều ở bên trong. Đây là... Mắt cha mẹ Mạc Phàm khẽ đảo, kinh ngạc vui mừng hỏi. Đó là ông nội, ông ngoại của con. Đó là mẹ con. Đây là hồn phách của bọn họ, sao đều ở đây hết vậy? Anh, cha mẹ thấy gì thế? Tiểu Vũ ngẩng đầu, tò mò hỏi. Mắt cô bị Long Ngạo Thiên khoét đi, còn mất hết tu vi, căn bản không nhìn thấy. Mạc Phàm điểm nhẹ lên lông mày Tiểu Vũ, những thứ hắn thấy đều xuất hiện trong thức hải của Tiểu Vũ. Anh, đây là hồn ấn, chỉ cần bọn họ xảy ra chuyện, linh hồn bọn họ đều được hồn ấn trong cơ thể bảo vệ, đợi anh triệu hoán, hồn ấn cộng thêm những thứ này đủ để cứu sống bọn họ. Ngón tay Mạc Phàm sáng lên, một đống bình ngọc đựng huyết dịch xuất hiện xung quanh hắn. Phàm là người gia nhập Mạc gia hắn đều để lại hồn ấn trên người bọn họ, tránh xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Ngoại trừ hồn ấn ra, hắn còn giữ lại tinh huyết của bọn họ. Mấy cái bình này là tinh huyết của mỗi người ở Mạc gia, linh hồn cộng thêm tinh huyết, đủ để hắn cứu sống bất luận người nào. Titan, Ác Linh Vương, Quỷ Mỹ Nhi, Băng Ma tỉnh lại cho tôi.
Mạc Phàm ôm Tiểu Vũ, một tay duỗi về một phía. Một pháp ấn sáng lên trong lòng bàn tay hắn, bốn lực lượng cuồn cuộn bay từ trong tay hắn ra, bám vào trong bốn hồn ấn. Dù sao thể chất của đám Titan cũng đặc biệt, ba người trước đều thuộc loại quỷ vật, chỉ cần có linh hồn, lực lượng đầy đủ là ngưng tụ được thật thể. Tuy băng ma không phải là quỷ vật, nhưng là sinh vật nguyên tố thuần túy, cũng là có năng lượng sẽ khôi phục được. Trên bốn hồn ấn này lập tức tỏa ra thanh quang. Giữa thanh quang, bốn hư ảnh nhanh chóng ngưng thực từ dưới lên, đúng là Titan, Ác Linh Vương, Quỷ Mị Nhi và Băng Ma. Chỉ trong phút chốc, khí tức của bốn người yếu hơn trước, nhưng đã khôi phục được nguyên dạng. Vẻ mặt bốn người mờ mịt nhìn bốn phía, khi nhìn thấy Mạc Phàm thì vẻ mặt sửng sốt, vội vàng cúi đầu với Mạc Phàm. Bái kiến chủ nhân, thuộc hạ bảo hộ Mạc gia bất lợi, xin chủ nhân trách phạt. Đứng dậy đi, không thể trách bọn họ chuyện này được. Mạc Phàm lạnh nhạt nói. Thực lực của Long Ngạo Thiên trên hắn rất nhiều, hắn chưa chắc đã lấy được ưu đãi gì từ anh ta, càng không nói tới bốn bọn họ. Dạ, chủ nhân. Bốn người đứng dậy. Mạc Phàm vung tay lên, cất hồn ấn và bình ngọc chứa tinh huyết đi. Lần này mọi người tin chưa? Cha tin con, Tiểu Phàm. Cha Mạc Phàm cười vui mừng nói. Chỉ trong chớp mắt, nước mắt vui mừng xuất hiện trong mắt mọi người, giống như khi Mạc Phàm đột nhiên xuất hiện. U ám vốn bao phủ trên đầu mọi người, trong chớp mắt tán đi không ít. Nhất là cha mẹ Mạc Phàm, bọn họ đều rất áy náy đối với những người chết vì Mạc gia. Anh, khi nào bọn họ mới có thể sống lại, anh đừng để bọn họ đợi quá lâu đó. Tiểu Vũ hỏi. Yên tâm đi, không lâu sau em sẽ thấy bọn họ. Mạc Phàm nói rất chắc chắn. Trong tay hắn có tạo hóa chỉ và ngũ thải thạch, vừa vặn có thể dùng cứu sống bọn họ. Chẳng qua quá trình này cần lượng lớn linh khí, linh mạch trong trang viên Mạc gia đã bị hủy, chỉ cần tìm được nơi có linh khí nồng đậm, là có thể khiến bọn họ sống lại. Trước đó anh phải chữa khỏi đôi mắt của em đã. Mạc Phàm nói tiếp. Tiểu Phàm, mắt Tiểu Vũ có thể chữa được sao? Vẻ mặt lão mẹ Mạc Phàm sửng sốt, vội vàng hỏi. Tiểu Vũ còn nhỏ như vậy đã không có mắt, mỗi ngày bà nhìn băng gạc trên mắt Tiểu Vũ, trong lòng vô cùng khó chịu. Hiện giờ có thể cứu sống những người chết vì Mạc gia, nếu có thể chữa được mắt của Tiểu Vũ thì càng tốt. Có mắt huyết mạch tương đồng thì có thể thay, hoặc cơ thể Tiểu Vũ mạnh tới một trình độ nhất định, đều có thể chữa khỏi, sư phụ, không phải là người muốn. Khương Nguyệt nhìn Mạc Phàm, nói một nửa. Tu vi của Tiểu Vũ bị phế, chắc chắn điều thứ hai không thể thành lập, ít nhất bây giờ chỉ có thể tìm mắt huyết mạch tương đồng để thay. Người có huyết mạch tương đồng với Tiểu Vũ, chỉ có Mạc Phàm, cha mẹ Mạc Phàm đều khác với bọn họ. Tuy Khương Nguyệt không nói rõ, nhưng đám cha mẹ Mạc Phàm lập tức hiểu rõ ý trong đó. Anh, em như vậy không sao đâu, em đã không đau nữa, em không cần đôi mắt của anh, đợi em lấy lại được tu vi, em sẽ tự khôi phục đôi mắt của mình. Tiểu Vũ sờ mặt Mạc Phàm nói. Yên tâm đi, hai loại phương pháp kia là thường xuyên nhất, ngoại trừ hai phương pháp này ra, còn có phương pháp thứ ba. Mạc Phàm thản nhiên nói. Phương pháp gì? Tiểu Vũ bán tín bán nghi nói. Anh có thể dùng khí huyết của anh chữa mắt của em. Mạc Phàm nói. Còn có thể làm vậy sao? Mạc Phàm gật đầu, rời mắt nhìn đám băng ma. Mấy ngày này ai tới Mạc gia gây chuyện thì giết người đó, Tiểu Kiệt đi cùng bọn họ. Không chỉ có những người này tới Mạc gia gây chuyện, thừa dịp hắn chữa mắt cho Tiểu Vũ, diệt đám người này trước rồi nói sau. Dạ. Năm người cúi đầu với Mạc Phàm, đại môn Mạc gia được bọn họ mở ra, hùng hổ rời đi. Cha mẹ, hai người nấu cơm tiếp đi, đã lâu rồi con không ăn cơm mọi người làm, đợi mọi người làm xong cơm, mắt Tiểu Vũ cũng khỏi rồi. Được. Cha Mạc Phàm gật đầu, gọi lão mẹ Mạc Phàm đi làm cơm. Mạc Phàm ôm Tiểu Vũ vào phòng ngủ trước đây của hắn, sau đó đóng cửa lại. T. Xong phòng, hắn đặt Tiểu Vũ lên trên giường. Có khả năng hơi đau một chút, nhịn một lát là được rồi. Mạc Phàm véo đôi má gầy hơn nhiều của Tiểu Vũ, nói. Em không sợ đau, bắt đầu đi anh. Vẻ mặt Tiểu Vũ kiên cường nói. Mạc Phàm gật đầu, bố trí một số trận pháp ở quanh phòng. Hắn chậm rãi tháo băng gạc trên mắt Tiểu Vũ ra, hai lỗ máu đáng sợ xuất hiện ở mắt Tiểu Vũ, có nhiều chỗ đã kết vảy, nhưng không ít nơi vẫn thường có huyết dịch chảy ra. Nhìn thấy lỗ máu này, lông mày Mạc Phàm nhíu chặt,
sắc bén giấu trong đáy mắt xuất hiện. Nguyên nhân Long Ngạo Thiên lấy đi đôi mắt của Tiểu Vũ, tất nhiên hắn có biết, đôi mắt của người có được huyết mạch Hồng Liên nhất tộc, ở tu chân giới được gọi là Hồng Liên Nhãn, nếu tu luyện mắt tới chỗ cao thâm, thực lực không thua gì Bạch đồng tử của Bạch gia, hai mắt mở ra giống như hằng tinh, chân quý vô cùng. Nhưng Long Ngạo Thiên lấy nhầm mắt người rồi. Nếu Long Ngạo Thiên này lấy mắt Tiểu Vũ, hắn nhất định sẽ lấy hết mắt của nhất tộc Long Ngạo Thiên xuống. Anh, có phải rất khó coi không? Tiểu Vũ thấy Mạc Phàm không lên tiếng, yếu ớt hỏi. Em gái anh lúc nào cũng xinh đẹp nhất, em ngủ một lát trước đi, đợi em tỉnh lại, thì có thể nhìn thấy rồi. Mạc Phàm khẽ điểm lên mi tâm Tiểu Vũ chậm rãi nghiêng đầu ngủ say. Ý niệm của Mạc Phàm vừa động, sắc bén ở trong mắt thu lại, trên mặt hiện lên vẻ nghiêm trọng. Hắn lấy một hộp ngọc châm ra, lạch cạch vài cái, 99 ngọc châm châm vào xung quanh mắt Tiểu Vũ. Ngọc châm châm xuống, tay hắn tạo một đống pháp ấn. Những pháp ấn này rơi từng cái lên ngọc châm, một vùng trắng ngà sáng lên trên ngọc châm. Nhìn gần thì thấy bạch quang chiếu rọi, nhưng nếu nhìn từ xa, quang huy đan xung quanh mắt Tiểu Vũ thành hình dạng đôi mắt. Làm xong những chuyện này, Mạc Phàm không giúp Tiểu Vũ ngưng tụ đôi mắt, trái lại hít sâu một hơi, một tay đặt lên vị trí hai mắt của hắn. Hai mắt hắn nhắm chặt, máu tươi chảy từ khóe mắt hắn ra. Vừa rồi hắn nói sử dụng phương pháp thứ ba dùng khí huyết của mình ngưng tụ đôi mắt cho Tiểu Vũ, phương pháp này có thật, nhưng không đơn giản như vậy. Tuy hắn có huyết mạch tương tự với Tiểu Vũ, đều là Hồng Liên chi huyết, nhưng đôi mắt ngưng tụ ra vẫn chỉ là ngưng tụ mà thành. Có thể nhìn thấy thứ, phàm là mắt người bình thường có thể nhìn mắt ngưng tụ cũng có thể. Nhưng sau này cho dù Tiểu Vũ tu luyện, cũng sẽ không có bất luận uy năng gì. Cho nên phương pháp thứ ba là một phương pháp bất đắc dĩ, bình thường không phải không có biện pháp, đều không sử dụng phương pháp này, tất nhiên đây không phải là chuyện hắn muốn. Nhưng nếu đưa mắt của hắn cho Tiểu Vũ vậy thì khác rồi. Tuy một cái do khí huyết của hắn ngưng tụ, một cái là mắt hắn, nhưng đã có cách biệt một trời một vực, giống như một người hợp thành công và một cái giáp lại là xong. Nếu không ở tu chân giới sẽ không tồn tại chuyện cướp đoạt đồng tử, thánh cốt, huyết mạch. Mắt hắn nhổ trồng cho Tiểu Vũ, không chỉ vẫn có thể thông qua huyết mạch Hồng Liên phát huy uy năng cường đại, còn có thể cường đại hơn trước đây. Nếu vì hắn mà Tiểu Vũ mất đi đôi mắt, vậy thì cho Tiểu Vũ mắt của hắn. Nhưng tuyệt đối không thể để người khác biết chuyện này. Đi! Mạc Phàm ném hai mắt về phía Tiểu Vũ, trên hai con mắt chớp lóe hào quang rơi lên trên không mắt Tiểu Vũ. Hư ảnh hình mắt trên mắt Tiểu Vũ hơi sáng lên, mở mí mắt ra. Hai con mắt của Mạc Phàm rơi vào bên TNG, tiến vào trong hốc mắt Tiểu Vũ. Một ngón tay hắn ấn lên mi tâm Tiểu Vũ, khí huyết từ đầu ngón tay hắn lan vào trong cơ thể. Vạn vật sinh trưởng. Mạc Phàm nheo mắt lại, khẽ quát một tiếng nói. Mấy chữ này vừa vang lên, bắp thịt, huyết quản trong mắt Tiểu Vũ lập tức sống lại, lan tràn tới con mắt kia. Lông mày Tiểu Vũ lập tức nhíu chặt, tuy không tỉnh lại. Nhưng tiếng kêu đau đớn rất bé truyền từ miệng cô ra. Mạc Phàm nhíu mày, nhưng không dừng lại. Nhổ trồng đôi mắt, không chỉ phải nối huyết quản, thần kinh một lần nữa, còn chịu bài xích không phải mắt của mình, cho dù hắn thi triển pháp thuật trên người Tiểu Vũ, cũng khó mà giảm bớt đau đớn. Nhưng chỉ cần thống khổ kết thúc, mắt Tiểu Vũ có thể khôi phục hoàn toàn. 10 phút trôi qua, lúc này tiếng kêu đau của Tiểu Vũ mới nhỏ đi. Đôi mắt hắn tiến vào trong hốc mắt Tiểu Vũ hoàn toàn, vết thương xung quanh hốc mắt Tiểu Vũ cũng nhanh chóng khôi phục với tốc độ mắt thường có thể thấy được. Trên ngân châm lóe lên quang mang một cái, biến mất vào trong mắt Tiểu Vũ, miệng vết thương biến mất hoàn toàn, đôi mắt kia cũng biến thành đôi mắt kích cỡ giống như mắt Tiểu Vũ lúc trước. Mạc Phàm thu hồi ngân châm xung quanh mắt Tiểu Vũ, hơi thở phào nhẹ nhõm. Mở mắt ra đi, Tiểu Vũ. Mạc Phàm cười khẽ nói. Đồng thời ý niệm hắn vừa động, hai mắt nhắm chặt mở ra, huyết dịch ở khóe mắt cũng rút vào bên trong mắt, một đôi mắt mới xuất hiện trong mắt hắn. Mạc Phàm mở to mắt, đồng thời lông mi dài của Tiểu Vũ cũng hơi cử động, cũng mở to mắt. Nhìn thấy gương mặt Mạc Phàm, tươi cười vui mừng và nước mắt xuất hiện trên mặt cô. Anh, em có thể thấy được, em thật sự có thể thấy được rồi. Anh nói rồi, anh có thể chữa khỏi mắt cho em mà. Mạc Phàm cười khẽ nói. Anh, sao mắt anh lại như vậy, giống như không còn sáng như trước. Tiểu Vũ nhìn mắt Mạc Phàm, nói.
Đôi mắt lúc trước của Mạc Phàm, cô từng nhìn nhiều lần rồi. Cho dù là lúc không có tu vi võ đạo, cô cũng thường nhìn mắt Mạc Phàm. Trong mắt Mạc Phàm có trong suốt mà người thường không có, sau khi trở thành cao thủ, càng khiến người ta nhìn mà không thể bỏ qua. Nhưng đôi mắt Mạc Phàm hiện giờ không chỉ ít đi vài phần trong suốt, còn không sáng rọi như lúc trước. Mạc Phàm khẽ cau mày, nhưng lông mày lập tức giãn ra. Hắn cho Tiểu Vũ đôi mắt, vốn chỉ có thể huyễn hóa ra đôi mắt khác. Nhưng hắn có được tạo hóa bất diệt ấn, bất luận một phần nào trên cơ thể bị chém rụng, đều có thể khôi phục một cách nhanh chóng, nhưng muốn khôi phục thành uy năng trước đây, cần thời gian nhất định mới được. Cho nên đôi mắt của hắn hiện giờ chỉ như mắt người bình thường, muốn giống như trước đây phải đợi một khoảng thời gian. Tuy gần đây không thể dùng mắt thi triển uy năng gì, hắn cũng thấy hài lòng, chỉ cần chữa khỏi cho Tiểu Vũ, đừng nói là đôi mắt, bảo hắn cho Tiểu Vũ cái gì hắn cũng cho. Chỉ là không ngờ nha đầu này liếc mắt một cái liền nhận ra. Bị thương ở Ai Cập, một thời gian nữa sẽ tốt hơn. Thật sao, đây là mấy ạ? Tiểu Vũ vươn hai ngón tay ra, quơ trước mặt Mạc Phàm, nghịch ngợm hỏi. Mạc Phàm cười bất đắc dĩ, véo má Tiểu Vũ. Nha đầu ngốc, đứng dậy đi, để cha mẹ xem mắt mới của em. Mạc Phàm ôm Tiểu Vũ, cười nói. Tiểu Vũ nhào vào trong lòng Mạc Phàm, được Mạc Phàm ôm ra ngoài. Cha, mẹ, Chu tỷ tỷ, mắt của con khỏi rồi, thật sự nhìn thấy rồi. Đám cha mẹ Mạc Phàm vốn lo lắng đôi mắt của Tiểu Vũ, thấy Mạc Phàm bế Tiểu Vũ ra, vội vàng đi tới. Một đám người thấy mắt Tiểu Vũ đã khỏi, trên mặt đều lộ vẻ vui mừng. Tiểu Vũ mới 12 tuổi, bị người ta đoạt mắt đi, vẫn luôn là cái gai trong tim bọn họ. Lần này hay rồi, cái gai đã không còn nữa. Mạc Phàm hơi nhếch miệng, cười nhạt. Cha mẹ, lát nữa chúng ta ăn cơm tối xong, thì chuyển tới Đông Hải ở đi. Trang viên Giang Nam đã bị hủy, tạm thời không có biện pháp ở đó, nhưng Vân Trung Tự ở Đông Hải vẫn còn đó. Chút linh khí đó không tính là gì đối với hắn, nhưng cũng coi như là nồng đậm, có lợi với cơ thể bọn họ. Đông Hải sao? Trên mặt đám cha mẹ Mạc Phàm lộ vẻ khó xử. Làm sao vậy, người chiếm biệt thự Mạc gia ở Đông Hải rất lợi hại sao? Mạc Phàm nhíu mày hỏi. Đám cha mẹ Mạc Phàm khẽ thở dài, không nói gì thêm. Cô nói cho tôi biết. Mạc Phàm nhìn về phía Lam Điệp đứng bên cạnh. Người chiếm biệt thự Mạc gia cậu không tính là lợi hại, nhưng được hai người kia ra lệnh, người Mạc gia không thể rời khỏi Vĩnh Thành, bất luận kẻ nào cũng không thể giúp đỡ Mạc gia. Lam Điệp do dự một lát, nói. Người Tần gia muốn mang người Mạc gia rời đi, bây giờ đều ở trong ngục giam, chuyện ông chủ Lỗ và Đường Long cậu cũng biết rồi đó, hai người đều mất đi thế lực, Đường Long thành phế nhân, ông chủ Lỗ ở Lỗ Châu cũng không được tốt lắm, bị chèn ép khắp nơi, Âu Dương Nhược Tuyết muốn cứu người nhà cậu. Bây giờ cũng bị nhốt trong thủy lao của hội ngũ lão, không có mệnh lệnh của ngũ lão, không thể thả ra, Tần Vô Nhai và Ân Tố Tố muốn cứu người nhà của cậu, một người bị phế tu vi, một người thành tù nhân của người kia. Còn có Ngao Thiên Long Vương U Châu và con gái của ông ta muốn tới cứu người, kết quả Ngao Thiên bị lấy đi nội đan, sau đó được để. Trong một kênh rạch, Ngao Sương chạy thoát, lại bị Yêu Hoàng tặng trở về, hiện giờ cũng thành tù nhân như Ân Tố Tố, tuy cậu đã trở về. Nhưng bây giờ còn chưa phải lúc về Đông Hải, ít nhất phải nhận được sự đồng ý của một số người mới nói sau. Lam Điệp giải thích. Hả? Mạc Phàm nhíu mày. Đám Tần gia, ông chủ Lỗ, Đường Long, Âu Dương Nhược Tuyết, Ngao Thiên hắn còn có thể lý giải, Tần Vô Nhai và Ân Tố Tố thì nằm ngoài dự liệu của hắn. Tần Vô Nhai và Ân Tố Tố bị hắn phong ấn lâu như vậy, không chen một chân vào đã không tệ rồi, lại ra mặt cứu người. Quả thật hai người này còn có dáng vẻ của tu tiên giả chính đạo. Cô nói hội ngũ lão sao? Ánh mắt Mạc Phàm hơi phát lạnh, hỏi. Tần Vô Nhai và Ân Tố Tố khiến hắn không ngờ tới, hội ngũ lão cũng khiến hắn cảm thấy rất bất ngờ. Hắn coi như không tệ đối với hội ngũ lão luôn miệng nói sẽ bảo vệ người nhà hắn, hắn vừa chết, hội ngũ lão lại đối phó người nhà hắn với mấy người kia. Chuyện này không thể trách hội ngũ lão được. Quả thật người kia mạnh hơn con, ngũ lão dùng vũ khí tiên tiến với người kia, nhưng không thể giết chết cậu ta, cuối cùng không thể không thỏa hiệp với cậu ta, bọn cha có thể hoạt động tự do ở Vĩnh Thành cũng là một trong những nguyên nhân ngũ lão thỏa hiệp. Cha Mạc Phàm khuyên, con đã biết, con tự có chừng mực. Mạc Phàm nhíu mày nói, ngũ lão thân là bức tường thứ hai của Hoa Hạ, quả thật phải quan tâm nhiều mặt,
nhưng chỉ bảo hộ Mạc gia tới trình độ này, hắn chỉ có thể nói là không tiếp nhận được. Nhưng nếu con đã trở về, chúng ta vẫn phải tới Đông Hải, không chỉ Đông Hải, Giang Nam cũng phải tới, thứ bị người ta lấy đi, đều phải lấy lại gấp trăm ngàn lần, Đông Hải là điểm đầu tiên. Mạc Phàm nói với vẻ nghiêm túc. Quả thật 3 tháng trước thực lực của hắn không bằng Long Ngạo Thiên, nhưng hiện giờ chưa chắc hắn không phải đối thủ của anh ta. Bất chợt trong mắt hắn chớp lóe tinh quang, nhìn về một phía. Ngũ lão, nếu đã tới đây rồi, còn ẩn nấp làm gì, muốn tôi ra tay bắt mấy người ra à? Mạc Phàm trầm giọng hỏi. Những lời này vừa vang lên, bóng dáng 5 người nhoáng lên một cái, xuất hiện trong tiểu viện Mạc gia. Không phải người khác, đúng là Ngũ lão. 5 người nhìn thấy Mạc Phàm, trong mắt ngoại trừ khiếp sợ ra, còn có mấy phần áy náy. 7 vệ tinh trong vũ trụ bị chém, tất nhiên bọn họ có biết, nếu người khác có thể tra ra được Mạc Phàm, tất nhiên bọn họ cũng có thể. Nhất là Mạc Phàm ngự kiếm ngang trời mà tới, không có che giấu khí tức, bọn họ càng biết tin Mạc Phàm đại nạn chưa chết trước tiên. Các ông tự mình thả người Tần ra, Âu Dương Nhược Tuyết, hủy chuyện chèn ép Lỗ ra, hay là tôi tự mình giết qua đây? Mạc Phàm nheo mắt lại, liếc mắt nhìn mấy người một cái hỏi. Chúng tôi đã bảo người đi làm chuyện này rồi, nhưng mà... Hiên Viên Vô Kỳ khẽ thở dài một cái, khó xử nói. Thực lực của Mạc Phàm rất đáng sợ, nhưng 2 người kia cũng đáng sợ như vậy. Nếu so sánh, Mạc Phàm yếu hơn 2 người kia một chút, thậm chí còn yếu hơn tôi tớ kia. Bọn họ làm như vậy sẽ dẫn tới chuyện gì, không phải Mạc Phàm không biết. Không có nhưng mà, bây giờ Long Ngạo Thiên ở đâu? Mạc Phàm không đợi Hiên Viên Vô Kỳ nói xong, liền hỏi. Nếu băn khoăn lớn nhất là Long Ngạo Thiên, vậy thì giết chết Long Ngạo Thiên trước. Tu vi của Long Ngạo Thiên mạnh hơn hắn một chút, nhưng nếu hắn muốn chém giết thật, ai sống ai chết còn chưa biết. Dù sao không phải tu vi cao thì sẽ thắng. Cậu có thể đánh bại Long Ngạo Thiên sao? Trong mắt Hiên Viên Vô Kỳ lóe lên dị sắc, nhìn Mạc Phàm nói. Hơn 3 tháng không gặp Mạc Phàm. Quả thực khí tức trên người Mạc Phàm mạnh hơn trước nhiều. Nhất là cơ thể Mạc Phàm, cho ông ta một loại cảm giác không gì có thể phá nổi. Tôi sẽ giết anh ta, hội ngũ lão các ông muốn thử không? Giọng nói của Mạc Phàm lạnh lẽo, hỏi, sắc mặt đám Hiên Viên Vô Kỳ khó coi, không dám nói tiếp lời Mạc Phàm. Lúc trước Mạc Phàm không phải đối thủ của Long Ngạo Thiên cũng có thể giết bọn họ, chuyện này không cần thử, càng không cần nói bây giờ. Long Ngạo Thiên đã rời khỏi địa cầu, về thiên ngoại thiên, Bạch Tiểu Thư và phân thân của cậu, còn cả Long Bác đều bị cậu ta mang đi. Phương Hạo Thiên xen miệng nói. Đi rồi sao? Mạc Phàm nhíu mày, trong mắt chớp lóe ánh sáng lạnh. Với thực lực và địa vị của Long Ngạo Thiên, đến địa cầu là chuyện gần như không thể. Nếu báo thù cho Long gia xong rồi, quả thật anh ta không cần phải ở lại địa cầu nữa. Anh nhất định phải cứu đám chị dâu trở về nhé. Tiểu Vũ kéo áo Mạc Phàm, nói. Yên tâm đi, người kia đưa chị dâu tới đâu, anh đều có thể dẫn cô ấy về, sau đó giết người kia. Mạc Phàm sờ đầu Tiểu Vũ, gật đầu nói. Kiếp trước hắn vì Lâm Khuynh Thiên mà không thể ở bên Tiểu Tuyết, hiện giờ một Long Ngạo Thiên có thể ngăn cản được hắn sao? Đừng nói là Long Ngạo Thiên mang Tiểu Tuyết tới tu chân giới, cho dù mang tới thần giới. Hắn phá 36 trọng thiên cũng phải mang Tiểu Tuyết về. Mạc Phàm trấn an Tiểu Vũ, rời mắt nhìn Hiên Viên Vô Kỳ. Long Ngạo Thiên đi rồi, hẳn là Long Tuyệt vẫn ở trên địa cầu đúng không? Phương Hạo Thiên không nói Long Tuyệt rời đi, vậy chắc chắn anh ta còn ở đây. Quả thật Long Tuyệt vẫn đang ở đây. Ở đâu? Mạc Phàm hỏi. Long Ngạo Thiên đi rồi là anh ta mạng lớn, Long Tuyệt thì không có vận khí tốt như thế. Không ít người Mạc gia chết trên tay Long Tuyệt, thu một chút lợi tức từ chỗ Long Tuyệt trước, đợi đến tu chân giới lại thu thập Long Ngạo Thiên cũng không muộn. Phong Thiên Chi Địa, cậu ta đang có ý định mở Phong Thiên Chi Địa với Trúc Thiên Cực, muốn thông qua lực lượng của Phong Thiên Chi Địa đột phá tới Nguyên Anh Kỳ. Hiên Viên Vô Kỳ nói. Phong Thiên Chi Địa sao? Mạc Phàm khẽ nâng mí mắt. Hắn vốn định dùng nơi này ngưng tụ cửu chuyển kim đan, tiến vào thần cảnh. Long Tuyệt lại đánh chủ ý với nơi này, nghĩ hay quá nhỉ. Tôi cho ông thời gian, tôi cũng cho ông cơ hội lựa chọn, tôi nói với các ông một chút, nhà của chúng tôi vẫn là Mạc gia tôi, bạn của Mạc gia tôi vẫn là bạn của Mạc gia tôi, nếu lấy đồ của Mạc gia tôi, trước khi giết Long Tuyệt,
những thứ này còn chưa trả lại tôi sẽ tìm 5 người các ông. Các ông có thể sử dụng vũ khí tiên tiến đúng không? Các ông có thể thử xem, lần này thứ đó có thể làm gì tôi không? Không tiễn. Mạc Phàm liếc mắt nhìn 5 người một cái, hạ lệnh đuổi khách. Thiên Viên Vô Kỳ nhíu mày, trong mắt lóe lên vẻ khó xử, cuối cùng vẫn mở miệng. Mạc tiên sinh, những lời cậu nói tôi đều có thể đồng ý, nhưng chuyện này có đường sống thỏa hiệp không? Thực lực của Mạc Phàm siêu quần, Long Ngạo Thiên càng đáng sợ. Nếu chuyện này dừng ở đây thì tốt quá. Ông cảm thấy được không? Mạc Phàm hơi nhếch miệng, cười lạnh lùng, không đáp hỏi ngược lại. Long Ngạo Thiên và Long Tuyệt Hủy Mạc gia thành như vậy, bảo hắn thỏa hiệp, đùa gì thế? Xem ra hắn biến mất 3 tháng, thế nhân đã quên uy danh của Mạc Phàm hắn rồi. Tôi đã biết, cáo từ trước. Thiên Viên Vô Kỳ gật đầu, quay người biến mất trong tiểu viện. Hai, những người khác thở dài, liếc mắt nhìn Mạc Phàm một cái, cũng rời đi theo. Tất nhiên bọn họ hy vọng Mạc Phàm còn sống trở về, nhưng Long Ngạo Thiên cũng quá đáng sợ. Nếu Long Ngạo Thiên không ngăn được vũ khí tiên tiến, chắc chắn bọn họ sẽ không đối xử với Mạc gia như vậy. Mạc Phàm không thèm quan tâm, hắn ăn bữa cơm rau dưa với cha mẹ, liền dẫn người một nhà rời khỏi Vĩnh Thành. V. Ân Trung Thự Đông Hải. Trong biệt thự số 9 vốn của Mạc gia, một đám phú thương mặc tây trang đang lắc ly rượu vang, ngồi trên ghế sofa. Ngồi giữa đám người này là Hà Đông Bang chủ mới của Thanh Bang, một người thanh niên khoảng 27, 28 tuổi, khóe miệng luôn là nụ cười, dáng vẻ hăng hái. Trong đôi mắt những người xung quanh nhìn về phía Hà Đông, đều là hâm mộ và kính nể. Hà Bang chủ, cậu còn trẻ tuổi đã ngồi lên vị trí bang chủ của Thanh Bang, đúng là anh hùng xuất thiếu niên. Một phú thương nói với vẻ nịnh nọt. Tôi chỉ là vận khí tốt mà thôi, tôi có được như ngày hôm nay, toàn bộ đều nhờ chủ nhân trước đây của biệt thự. Hà Đông cười khiêm tốn nói. Nhưng khi nói chuyện trong mắt tràn đầy đắc ý. Nếu không phải Mạc Phàm giết nhiều người của Thanh Bang như vậy, chắc chắn anh ta không thể ngồi lên vị trí này, cho dù có cơ hội cũng không biết phải bao lâu, chắc chắn không thể lên cao ở độ tuổi này. Dù sao tuy Thanh Bang bị Mạc Phàm giết nhiều người như vậy, nhưng vẫn còn không ít cường giả. Chủ nhân nơi này, không phải là Hà Thiếu sao, còn có ai khác được sao? Một phú hào khác liếc mắt ra hiệu với những người khác, cười nói. Những người khác cười ha ha, nhao nhao nâng chén phụ họa. Tôi cũng nhớ chỉ có Hà Thiếu là chủ nhân nơi này. Không sai. Hà Đông cười khẽ, không thèm để ý. Trước đây biệt thự này là của Mạc Phàm thì thế nào, sống không đủ lâu, chỉ có thể làm giá y cho anh ta mà thôi. Không thể không nói linh khí trong căn biệt thự này không tệ, ở trong đô thị khó mà có một nơi như vậy. Có tin tức của mấy tên côn đồ kia không? Hà Đông nhấp một ngụm rượu vang, hỏi. Dựa theo ý của cậu, lấy danh nghĩa của Long Hoa Hội ra tay với người của Mạc gia, còn chỉ định muốn mạng bọn họ, Mạc gia chỉ còn lại một đám phế vật, trừ phi mặt trời mọc ở hướng Tây, nếu không lúc này đã thực hiện được rồi. Vẻ mặt một phú hào ở bên tay trái anh ta tràn đầy tự tin nói. Hà Đông hơi híp mắt, cười hung ác nham hiểm, cũng không nghi ngờ gì. Đây không phải là lần một lần hai bọn họ đi dò xét Mạc gia, đều chưa từng xảy ra chuyện gì, nếu Mạc Phàm trọng sinh quay về, đã không xảy ra những chuyện như thế. Mà xác suất Mạc Phàm trọng sinh còn nhỏ hơn mặt trời mọc từ hướng Tây. Thiếu chút nữa Mạc Phàm khiến Thanh Bang giải tán, cuối cùng Thanh Bang anh ta khiến Mạc gia tuyệt gốc hoàn toàn, còn mượn cơ hội này trở về Hoa Hạ. Đúng thật là 30 năm Hà Tây, 30 năm Hà Đông. Lưu Tổng vất vả rồi, ly này tôi kính ông. Hà Đông mỉm cười, nâng ly rượu chạm vào ly của phú hào kia. Hà Thiếu khách sáo rồi, sau này mong Hà Thiếu chiếu cố nhiều hơn. Ông chủ họ Lưu cười nói. Hà Đông không chỉ là bang chủ Thanh Bang, nghe nói chỗ dựa sau lưng là người diệt Mạc gia, ông ta có được như ngày hôm nay cũng là vì nằm trong số những thế lực ở Đông Hải bị Mạc gia chèn ép mới quật khởi. Tình hình không khác Hà Đông mấy, tất nhiên phải ôm chắc cái đùi của Hà Đông rồi. Những người khác thấy ông chủ họ Lưu tới gần với Hà Đông như vậy, cũng nhao nhao vỗ ngực bày tỏ thái độ. Hà Thiếu, sau này cứ việc phân phó chúng tôi làm loại việc như vậy. Nói hay lắm, sau này chỉ cần có Hà Đông tôi ở đây, mọi người sẽ sống thật sung sướng. Hà Đông cao giọng cười nói. Anh ta mới nói xong, một giọng nói lạnh lùng truyền tới. Vậy sao? Trong phòng khách, sắc mặt mọi người đều thay đổi,
nhao nhao nhìn chỗ phát ra âm thanh. Chỉ thấy Mạc Phàm dẫn theo một đám người đi vào. Nhìn thấy Mạc Phàm, trong mắt không ít người lóe lên sắc lạnh. Ai đấy, ai cho mấy người vào, không biết đây là nơi của ai sao? Không chỉ bọn họ, Hà Đông cũng nhíu mày, một tay chộp lấy trường kiếm ở bên cạnh. Căn biệt thự này không chỉ có hậu sơn đại trận không yếu kém, còn có cao thủ thanh bang bọn họ trấn giữ, người bình thường đã không vào được, cho dù có người tiến vào, cũng sẽ tạo ra kinh động. Người này không chỉ lặng yên không tiếng động vào biệt thự, còn dẫn theo một đám người tiến vào, vậy mà anh ta không phát hiện ra được, chắc chắn người này không đơn giản. Nơi của ai? Trước khi các ông tiến vào, không ai nói cho các ông đây là nơi của ai sao? Ánh mắt Mạc Phàm lạnh lùng liếc mắt nhìn đám người, hỏi. Hắn không biết đám người này, nhưng nếu tụ tập ở đây, phần lớn là thế lực mới sinh ra sau khi thế lực của hắn bị diệt. Một người trong đó vốn không để ý lắm, nhưng sau khi nhìn kỹ Mạc Phàm, vẻ mặt lập tức thay đổi. Cậu là Mạc Phàm sao? Mấy chữ đơn giản, vẻ mặt những người khác đều ngẩn ra, cơ thể giống như bị định trụ, vẫn duy trì dáng vẻ ban đầu không nhúc nhích. Trong chớp mắt mồ hôi to như hạt đậu ướt đẫm lưng bọn họ không dám cử động ngơ ngác nhìn Mạc Phàm. Một người trong đó còn bị xì gà đốt tới tay, vậy mà như không cảm nhận được. Cậu ta là Mạc Phàm sao? Sao có chuyện đó được? Mạc Phàm không cảm thấy kỳ lạ vì có người nhận ra mình, thời gian hắn ở Đông Hải không ngắn, có người nhận ra là chuyện rất bình thường. Là các người phế Đường Long sao? Mạc Phàm hỏi. Là cậu ta? Cậu ta không chỉ phế Đường Long, phàm là thế lực đứng về phía Mạc gia ở Đông Hải, đều bị cậu ta diệt trừ. Phú Hào nhận ra Mạc Phàm chỉ Hà bang chủ ngồi giữa. Cũng là anh phái người giết người Mạc gia tôi sao? Mạc Phàm nhìn về phía Hà Đông, hỏi tiếp. Đúng vậy. Hà Đông nói. Anh ta từng xem video clip liên quan tới Mạc Phàm, nhưng video clip về Mạc Phàm, mỗi lần đều không có cùng tướng mạo, cho nên anh ta không biết Mạc Phàm. Nhưng chắc chắn người trước mặt là Mạc Phàm rồi. Bởi vì anh ta đã tới cảnh giới thần cảnh, nhưng người này lại mạnh tới mức anh ta không thấy được tận cùng. Anh ta chỉ từng gặp ba người đáng sợ như vậy, một là Mạc Phàm ở trước mặt, hai người khác là Long Ngạo Thiên và Long Tuyệt, chỗ dựa vững chắc của anh ta. Vậy anh là người của Long Hoa Hội sao? Mạc Phàm nói tiếp. Phải thì sao mà không phải thì sao, cậu dám giết tôi, chắc chắn chủ nhân của tôi sẽ giết cậu. Hà Đông nắm chặt kiếm ở bên cạnh, nói. Chủ nhân của anh, Long Ngạo Thiên sao? Mạc Phàm hơi nhướn mày hỏi. Không sai, nói cho cậu biết, kẻ địch lúc trước của cậu đều trở thành nô bộc của chủ nhân tôi. Tôi khuyên cậu nên trở về Vĩnh Thành, tôi có thể coi như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Chúng tôi bình an vô sự, nếu không cậu sẽ biết kết cục. Hà Đông không sợ hãi nói. Nếu chỉ vì Mạc Phàm chết, có lẽ thanh bang bọn họ có thể tự tay đối phó Mạc gia, nhưng tuyệt đối không đủ để tiến vào Hoa Hạ. Phải biết rằng lúc thanh bang bọn họ cường thịnh, có cao thủ như Thiên Thành Diệt, Vạn Thiên Tuyệt, Thanh Long, lão tổ thanh bang, cũng không thể đi vào Hoa Hạ. Hiện giờ những cao thủ này đều chết cả, cuối cùng thanh bang bọn họ cũng quay về Hoa Hạ, đều nhờ có Long Ngạo Thiên ở sau chống lưng. Có Long Ngạo Thiên ủng hộ, hội ngũ lão chỉ có thể mở một mắt nhắm một mắt. Anh là ai không quan trọng đối với tôi. Bởi vì cho dù anh là người của Long Hoa Hội hay Thanh Bang, hoặc là người của gia tộc Rod, tôi đều diệt tất cả. Mạc Phàm nhìn ấn ký Thanh Long trên MU bàn tay cầm kiếm của Hà Đông, lạnh nhạt nói. Nói xong hắn không nhiều lời với Hà Đông nữa. Hắn sẽ giết cả Long Ngạo Thiên, một đám chó của Long Ngạo Thiên, hắn sẽ sợ mà không giết sao. Tử! Hồng Liên bay ra dạo một vòng trong không trung, ngoại trừ ông chủ vừa nói chuyện kia ra. Những người khác đều bị Hồng Liên đâm thủng, ngã trên đất. Ông dẫn bọn họ đi tìm đám Đường Long, tìm được ông có thể sống, không tìm được ông sẽ giống bọn họ. Mạc Phàm liếc nhìn ông chủ đứng ngây ra như phỗng, nói. Tôi biết bọn họ ở đâu, tôi sẽ dẫn mọi người đi tìm. Sắc mặt ông chủ kia trắng bệch, vội vàng nói. Không lâu sau biệt thự Mạc gia và Tần gia được thanh lý sạch, người của Tần gia, Đường Long và một số người khác đều được người Mạc gia cứu ra. Mạc Phàm an bài cho mọi người xong, chia cho mỗi người mấy viên đan dược ôn dưỡng cơ thể xong, thì tự mình đi lên đỉnh Vân Trung Sơn. Thanh bang đã bị diệt, sao có thể tha cho hai thế lực còn lại? Hắn ngồi khoanh chân trên một tảng đá ở trên đỉnh núi, Hồng Liên lập tức bay từ trong cơ thể hắn ra. Đi!
Mạc Phàm khẽ quát một tiếng, Hồng Liên hóa thành một đạo cầu vồng, biến mất ở phía chân trời. Thủ đô, Long Hoa Hội đang ở trong trang viên Yến Giao. Tiêu Vấn Triều đang tụ tập một đám thành viên của Long Hoa Hội ở phòng khách, trên mặt không ít người lộ vẻ lo lắng. Vấn Triều, cháu nghe nói chưa, Mạc Phàm đã quay về. Tôn Bán Y lo lắng hỏi. Long Hoa Hội bọn họ không phải là Hà Đông thanh bang mới về Hoa Hạ, thực lực ở Hoa Hạ có hạn. Tuy Long Hoa Hội bọn họ bị làm nhục, vẫn là thế lực số một thủ đô. Mạc Phàm gây ra động tĩnh lớn như vậy ở Giang Nam, bọn họ không có khả năng không biết. Cậu ta trở về thì có năng lực làm gì, có Long Thiếu tọa chấn, trừ phi cậu ta điên rồi, nếu không cậu ta dám làm gì chúng ta. Tiêu Vấn Triều nói với vẻ khinh thường. Mạc gia dùng Bạch Tiểu Tuyết làm đại giá, lúc này mới kéo dài hơi tàn để mấy người sống. Mạc Phàm dám ra tay với bọn họ, mấy người này sẽ phải chết hết. Đương nhiên chuyện này không phải là mấu chốt là Mạc Phàm không mạnh bằng Long Ngạo Thiên, đây mới là chỗ dựa lớn nhất của anh ta. Cho nên Long Ngạo Thiên gọi anh ta đến Giang Nam, anh ta đã đồng ý không do dự. Có cần thông báo cho Long Tuyệt Tiên Sinh, để cậu ấy phòng bị hay không? Tôn Bán Y do dự một lát, nói tiếp. Long Ngạo Thiên đã rời khỏi địa cầu, dù sao Long Tuyệt không phải là Long Ngạo Thiên, thông báo trước một phen để cậu ta chuẩn bị. Chuyện này cần thiết sao, cho dù Mạc Phàm có thể sống sót dưới vũ khí tiên tiến, ông cảm thấy cậu ta còn mấy phần thực lực. Tiêu Vấn Triều cười nói. Mạc Phàm có thể sống sót ra ngoài nằm trong dự kiến của anh ta, cũng tuyệt đối là kỳ tích. Thực lực của Mạc Phàm hiện giờ, có phải là đối thủ của anh ta hay không còn chưa biết được, sao có thể là đối thủ của Long Tuyệt. Chuyện này, Tôn Bán Y muốn nói gì đó nữa, nhưng ông ta còn chưa mở miệng, toàn thân không tự chủ được run lên, giống như gặp nguy hiểm sắp chết. Sau đó một giọng nói trầm thấp vang lên trên không trang viên của Long Hoa Hội. Tôi còn mấy phần thực lực, các người sẽ cảm nhận được. Lời này vừa vang lên, Hồng Liên mang theo bảo âm xuất hiện trên không trang viên, uy áp tuyệt đại hàng lâm, giống như trời sắp sập xuống. Ngự kiếm thuật. Tôn Bán Y nhìn phi kiếm trên thiên không, mắt mở to nói. Chảm. Giọng nói của Mạc Phàm phát ra trong Hồng Liên, Hồng Liên không chút lưu tình chém về phía đám Tiêu Vấn Triều. Một đám bóng người đầu thân hai nơi dưới Hồng Liên, Long Hoa Hội bị diệt. Tỉnh Giang Nam, ở tầng cao nhất của cao ốc Thiên Kiếm, nơi này vốn là trụ sở của tập đoàn Mạc Thái, một đám người của gia tộc Rót tụ tập lại trong văn phòng tổng giám đốc. P.E., hẳn là cháu biết tin Mạc Phàm trở về rồi. Một người đàn ông châu Âu tóc bạc ngồi trên ghế sofa, hỏi người đàn ông ngồi bên trong bàn làm việc của tổng giám đốc. Bên trong bàn làm việc bằng hợp kim rộng rãi, một người đàn ông cho hai tay vào trong túi, khóe miệng hơi nhếch lên, thất thần nhìn ngoài cửa sổ. Phía sau anh ta là hai người đàn ông trong mắt lóe sáng tinh quang, đứng thẳng tắp như kiếm. Người Hoa Hạ này ầm ĩ lớn như vậy, bây giờ hẳn là không ai ở Giang Nam không biết. Vẻ mặt Pierre tràn đầy khinh thường, cười nói. Cháu chuẩn bị làm thế nào đây, nhường lại tập đoàn Mạc Thái, bồi thường cho bọn họ gấp 100 lần sao? Lão già tóc bạc nhíu mày, trong mắt lộ ra bất mãn hỏi. Đây hẳn là vấn đề mà người Hoa Hạ muốn suy xét đúng không? Có ý gì? Mạc Phàm trở về, đương nhiên sẽ tính sổ với những đầu sỏ gây nên, mà không phải những người đục nước béo cò như chúng ta. Đợi cậu ta giải quyết xong những người đục nước béo cò, đồ ở tập đoàn Mạc Thái đã được chúng ta mang về châu Âu hết rồi, đến lúc đó lo lắng bồi thường tiền hay không cũng không muộn. Trong mắt Pierre hiện lên sự thông minh, nói. Mạc Phàm vừa trở về, tất nhiên sẽ kinh động tới cao thủ trên thượng giới xuống, Mạc Phàm có thể nhìn thấy mặt trời ngày mai hay không còn chưa biết được. Bây giờ tạm thời Mạc Phàm sẽ chẳng quan tâm bọn họ, hiện giờ đưa ra quyết định thì có phần không sáng suốt. Cháu không định trả Mạc ra gấp trăm lần sao? Lão già tóc bạc thấy Pierre có tính toán, lúc này mới hơi yên tâm. Nếu Mạc Phàm thật sự có thể giết cao thủ từ thượng giới tới kia, cháu chắc chắn sẽ bồi thường Mạc ra gấp trăm lần, nhưng lúc đó đừng nói là trăm, ngàn lần cũng được, cháu còn chưa muốn chết. Pierre cười nói với vẻ cân nhắc. Thương nhân muốn kiếm tiền. Là hai chữ lợi dụng, một mặt là thêm một số danh hiệu thiên tài cho mình nữa, cũng sẽ rất thành công, nhưng có khả năng không sống được lâu. Nghiên cứu phương pháp luyện chế đan dược và linh dịch của Mạc gia thế nào rồi, còn cần bao lâu nữa? Lão già tóc bạc hỏi tiếp.
Nguyên nhân bọn họ chiếm tài sản của Mạc gia, là vì đan dược và linh dịch Mạc gia chế tạo ra, nếu không bọn họ đã không mạo hiểm lớn như thế. Chúng ta đã lấy được tiến triển mang tính đột phá, còn cần 3 ngày nữa, hẳn là có thể đạt được bí mật luyện chế đan dược và linh dịch. Chú yên tâm đi, cho dù không có phương pháp luyện chế, có Dracula tiên sinh và Ymir tiên sinh ở đây, cũng có thể mang chúng ta bình yên rời đi, đúng không, hai vị? Pierre nhìn thoáng qua hai người ở sau lưng anh ta, hỏi. Anh ta không phải là Pat, chỉ mang theo một đám thương nhân tới, cũng dám nói chuyện làm ăn với Mạc gia ở Giang Nam. Tú tài gặp binh, có lý mà không nói rõ, thương nhân bọn họ cũng như vậy. Cho nên trước khi tới anh ta đã sớm nghĩ xong đường lui rồi. Pierre tiên sinh, hai dần tiên sinh cứ việc yên tâm, cho dù Mạc tiên sinh ra tay, chúng tôi cũng nắm chắc mang hai người rời đi. Nếu Mạc Phàm dám rời khỏi Hoa Hạ, lại để Mạc Phàm ở trong đất một thời gian đi. Trong hai người, một người mặt trắng bệch cười tự tin nói. Nếu hai vị nắm chắc như vậy, vậy tôi yên tâm rồi, tốt nhất là nên thúc giục nhanh đạt được phương pháp luyện chế, có thể quay về sớm một chút vẫn tốt hơn. Lão già tóc bạc hơi thở phào nhẹ nhõm, vẫn nhắc nhở. Tuy ông ta chưa từng gặp Mạc Phàm, nhưng người có thể khiến thần điện mất đi che chở, hắc ám giáo đình nguyên khí đại thương. Có thể không đụng vào thì không đụng tốt hơn. Nếu hai người này đã nắm chắc, vậy không còn gì tốt hơn. Chúng ta sẽ gọi điện cho Long Tuyệt tiên sinh, nói với cậu ta chuyện Mạc Phàm đã quay về, nếu cậu ta không nắm chắc giết Mạc Phàm, hẳn là sẽ không ở lại. Pierre hơi nhếch miệng, cười âm hiểm nói. Như vậy là tốt nhất, chuyện của người Hoa Hạ bọn họ, để bọn họ đấu trước đi. Ông ta vừa nói những lời này xong. Bùm một tiếng thật to. Thủy tinh chống đạn nổ tung rầm rầm, cuồng phong tiến vào bên trong. Một thanh trường kiếm tràn đầy huyết quang, lóe sáng sắc bén bay vào. Mấy người nắm chắc nhiều thật, tôi cho mấy người trốn thử xem. Trong trường kiếm màu đỏ, giọng nói lạnh thấu xương của Mạc Phàm truyền ra. Giọng nói này vừa vang lên, trong văn phòng vừa rồi còn tốt, lúc này áp lực cao gấp trăm lần. Pierre và lão giả tóc bạc đều là người bình thường. Ở dưới áp lực như vậy thì sắc mặt đỏ tím, nằm thẳng ở trên ghế, đừng nói là trò chuyện, ngay cả cử động mí mắt đều không làm được. Sắc mặt Dracula và Ymir vừa nắm chắc chạy trốn dưới tay Mạc Phàm tốt hơn một chút, nhưng cơ thể giống như bị kim khí ngàn tấn đè chặt, không thể nhúc nhích. Trên người hai người có hào quang sáng lên, nhưng những hào quang này như ánh nến trong cuồng phong, mới sáng lên đã bị thổi tắt trong chớp mắt. Bốn người chỉ có thể trơ mắt nhìn thanh kiếm của Mạc Phàm bay vào. Hư ảnh của Mạc Phàm xuất hiện bên cạnh Hồng Liên. Không phải hai người nắm chắc lắm sao, chạy đi. Mạc Phàm liếc mắt nhìn hai người một cái, bình tĩnh nói. Sắc mặt hai người xanh mét, vô cùng khó coi. Đây chỉ là một thanh kiếm của Mạc Phàm, bọn họ đã không thể nhúc nhích, nếu bản tôn của Mạc Phàm tới đây, có khả năng bọn họ bị nổ tung rồi. Người này quá mạnh. Anh muốn gọi điện thoại cho Long Tuyệt sao, sao không gọi đi? Mạc Phàm thấy hai võ giả châu Âu vẫn không nhúc nhích, rời mắt nhìn Pierre ngồi trên ghế, sắp ngạt thở tới chết hỏi. Khi Mạc Phàm nói chuyện đã thu hồi áp lực đặt trên người Pierre. Pierre giống như một người sắp chết đuối trồi lên mặt nước, thở hổn hển từng hơi. Lúc anh ta thở dốc, trong đôi mắt nhìn về phía Mạc Phàm tràn đầy bối rối. Mạc tiên sinh, tôi nguyện ý bồi thường gấp 100 lần, không đúng, 1000 lần. Pierre vội vàng nói. Mạc Phàm không lập tức đi tìm Long Tuyệt, trái lại đi tìm anh ta trước, chuyện này đúng là nằm ngoài dự kiến của anh ta. Không phải anh muốn gọi cho Long Tuyệt sao, nếu không gọi tôi chỉ có thể giết anh. Mạc Phàm lạnh lùng nói. Hắn đã cảnh cáo gia tộc Roth rồi, lần này không chỉ đoạt đồ của Mạc gia, còn phái người ra tay, trả lại sẽ kết thúc sao. Pierre hơi sửng sốt, lấy điện thoại từ trong túi ra, liếc mắt nhìn Mạc Phàm một cái, cuối cùng vẫn gọi đi. Nhưng một giọng nói truyền từ trong điện thoại của anh ta ra. Số điện thoại quý khách đang gọi không nằm trong vùng phủ sóng. Nghe thấy giọng nói này, sắc mặt Pierre lập tức khó coi. Hình như mấy người không có một chút tác dụng rồi. Mạc Phàm lạnh lùng nói. Ý niệm của hắn vừa động, hồng quang sáng lên bên trong tập đoàn Mạc Thái. Không chỉ đám Pierre, tất cả những người của gia tộc Roth ở trong tập đoàn Mạc Thái đều lần lượt nhảy từ cao ốc Thiên Kiếm xuống. Cả Giang Nam chấn động. Không chỉ gia tộc Roth ở Giang Nam, người của Liễu gia thủ đô,
Tôn gia xâm chiếm tài sản của Lỗ gia ở Tấn Châu, Kiều gia, Yến gia Giang Nam, đều bị một thanh kiếm giết chết. Xử lý xong những người này, trên đỉnh Vân Trung Sơn, Mạc Phàm chậm rãi mở to mắt nhìn về phía Lỗ Châu, sắc bén tỏa từ trong mắt hắn ra. Kế tiếp, Long Tuyệt. Nói xong hắn xoay người quay về biệt thự. Tiểu Kiệt, Chu Hiệt, Tiểu Ngọc, Tiểu Nguyệt, mọi người đi theo tôi. Mạc Phàm quay về biệt thự nói với mấy người. Đám Tần Kiệt vốn đang giúp thu dọn đồ, nghe thấy Mạc Phàm nói vậy thì vội vàng đi sắp xếp quần áo. Anh muốn đi đâu thế, có nguy hiểm không? Tiểu Vũ thấy Mạc Phàm lại muốn rời đi, vội vàng chạy tới kéo áo Mạc Phàm hỏi. Mạc Phàm vừa quay về một lát lại định rời đi, có chuyện lần trước, cô không muốn Mạc Phàm rời đi nữa. Em cũng đi theo anh một chuyến. Mạc Phàm sờ đầu Tiểu Vũ, nghĩ một lát nói. Hắn mang đám Tần Kiệt đi, là muốn lấy lại tu vi bị phế của bọn họ. Sở dĩ không gọi Tiểu Vũ, là vì đôi mắt của hắn trong mắt Tiểu Vũ đã đủ cường đại, không thể hấp thu lực lượng khác nữa. Bởi vì đến tình trạng này của hắn, cho dù là chỉ là đôi mắt, cũng ẩn chứa lực lượng rất cường đại. Chỉ cần Tiểu Vũ dung hợp lực lượng trong mắt của hắn, cũng có thể khôi phục thực lực lúc trước. Nhưng để Tiểu Vũ nhìn hắn báo thù cho Mạc gia cũng được. Trước đây hắn luôn bảo vệ Tiểu Vũ, không cho cô nhìn thấy chuyện không nên nhìn ở độ tuổi này. Bảo vệ cô kỹ như vậy, thực ra lại khiến Tiểu Vũ không thể trở thành người như hắn. Trên người Tiểu Vũ có huyết mạch như hắn, công pháp cũng tương tự hắn, tài nguyên cũng không kém, không nên yếu hơn hắn nhiều như vậy, không đến mức không thể chống cự lại Long Ngạo Thiên, giết chết Long Tuyệt vẫn được. Cũng đến lúc để Tiểu Vũ trưởng thành. Nếu không sau khi hắn tới tu chân giới, Mạc gia không có ai có thể bảo vệ Mạc gia, ngũ lão đều suy nghĩ quá nhiều, không đáng tin cậy chút nào. Nếu muốn tự bảo vệ mình, vẫn nên dựa vào chính mình. Em cũng có thể đi sao? Tiểu Vũ hơi sửng sốt, chớp mắt hỏi. Mạc Phàm ra ngoài 10 lần thì chỉ mang cô một lần, vậy mà lần này ra ngoài cũng dẫn theo cô, chuyện này khiến cô hơi bất ngờ. Em đi theo anh đi. Mạc Phàm gật đầu nói. Vậy cha mẹ thì sao, chúng ta đều rời đi, ai sẽ ở bên bọn họ? Tiểu Vũ nhìn thoáng qua cha mẹ đi tới, nói. Con đi đi, đi trải nghiệm nhiều với anh trai con, đừng chỉ biết khóc với anh con, mấy ngày nay cha đón bác cả, chú ba tới, uống mấy chén với bọn họ. Cha Mạc Phàm cười nói. Sau khi bọn họ quay về Vĩnh Thành, vì có nhiều người tới Mạc gia quấy rầy, ông đã ép bác cả chú ba Mạc Phàm rời đi, tránh liên lụy tới bọn họ. Hiện giờ Mạc Phàm đại nạn không chết, dù thế nào cũng phải ăn mừng một phen. Mẹ nhìn anh trai con này, người ta đâu chỉ biết khóc, người ta cũng rất lợi hại mà, chỉ là cường đại của con bị anh trai che khuất mất rồi. Tiểu Vũ kéo áo Mạc Phàm, bĩu môi, bất mãn nói. Lão mẹ Mạc Phàm lắc đầu cười, không có ý nói chuyện giúp Tiểu Vũ. Đi theo mẹ thu dọn đồ giúp con. Nói xong lão mẹ Mạc Phàm kéo Tiểu Vũ giúp Tiểu Vũ chuẩn bị quần áo, bây giờ chỉ còn lại cha Mạc Phàm. Tiểu Phàm, lần này con ra ngoài nhớ mang đám Tần Lão, Lạc Lão, A Hào về, còn cả Long Vương Ngao Thiên và Dạ Vô Nhai nữa, nếu con có thể khôi phục thực lực của bọn họ thì khôi phục thực lực một phen, nếu bọn họ vì Mạc gia chúng ta mà mất đi tu vi, thì không thể để bọn họ chịu thiệt. Cha Mạc Phàm thu hồi tươi cười lúc trước, nghiêm túc nói. Mạc Phàm đã quay về. Mắt Tiểu Vũ cũng được chữa trị, có báo thù hay không ông cũng không nghĩ nhiều, công ty Mạc gia ông cũng không quan tâm lắm, nhưng những người hy sinh vì Mạc gia nhất định phải cứu sống, nếu không Mạc gia sẽ luôn mắc nợ. Yên tâm đi cha, bọn họ còn thiếu linh khí là có thể sống lại, linh khí ở phong thiên chi địa mới có thể khiến bọn họ sống lại hết, còn Ngao Thiên và Dạ Vô Nhai, bọn họ sẽ không hối hận vì đã giúp Mạc gia chúng ta, đợi con quay lại, cha có thể tiếp tục chơi cờ và dùng trà với Tần. Lạc Lão ra rồi. Mạc Phàm cười khẽ nói. Không cần cha nói, lần này hắn tới phong thiên chi địa là vì chuyện này. Vậy được rồi, con nắm chắc giết được Long Ngạo Thiên bao nhiêu? Cha Mạc Phàm hỏi. Tu vi của ông có thể là thấp nhất trong Mạc gia, nhưng cũng có chút nhãn lực. Thực lực của Long Tuyệt rất mạnh, tìm cả Hoa Hạ cũng không thấy một người, nhưng Mạc Phàm đối phó Long Tuyệt sẽ không có vấn đề gì lớn, phiền phức nhất là Long Ngạo Thiên. Nếu Mạc Phàm không đối phó được Long Ngạo Thiên, Mạc gia bọn họ khó mà thoát khỏi tai họa ngập đầu. Anh ta sao? Mạc Phàm cười lạnh lùng. Cha Mạc Phàm nhíu mày gật đầu.
Long Ngạo Thiên đáng sợ tới mức, đến nay nghĩ lại ông ta vẫn còn sợ hãi, thỉnh thoảng sẽ mơ thấy ác mộng, còn mơ thấy Long Ngạo Thiên giết cao thủ Mạc gia một cách rất dễ dàng. Nếu là lúc trước, quả thật con không phải đối thủ của anh ta, nhưng di chuyển Mạc gia đi sẽ không có vấn đề gì, bây giờ con giết anh ta, chỉ cần trả chút đại giá mà thôi. Mạc Phàm lạnh nhạt nói. Tuy Long Ngạo Thiên là đệ tử trung tâm của Ngạo Nhật Sơn Tông, nhưng sao có thể so được với Y Tiên Bất Tử hắn. Thực lực của hắn kém Long Ngạo Thiên một chút, nhưng hiện giờ hắn có tạo hóa bất diệt ấn, cơ thể mạnh hơn trước rất nhiều bí pháp đã có thể thi triển. Hắn hoàn toàn có thể dùng một số bí pháp tăng tu vi cao hơn cảnh giới của Long Ngạo Thiên, sau đó dùng bí pháp diệt anh ta. Đương nhiên hắn biết cha đang suy nghĩ gì. Cha yên tâm đi, đợi con giết Long Tuyệt, anh ta từ tu chân giới xuống, con giết anh ta sẽ dễ như giết chó, anh ta không xuống con sẽ tới tu chân giới, diệt cửu tộc anh ta. Mạc Phàm nói tiếp, thế lực đứng sau lưng Long Ngạo Thiên, con biết không? Cha Mạc Phàm hỏi tiếp. Ông không biết tu chân giới thế nào, nhưng chắc chắn không khác gì ở địa cầu. Có đôi khi chỉ dựa vào thực lực không đủ, phải có thế lực cường đại mới được. Nếu thế lực đứng sau không đủ mạnh, sớm muộn gì cũng xong đời. Anh ta là đệ tử thiên tài của Ngạo Nhật Sơn Tông. Mạc Phàm không kỳ lạ khi cha hỏi chuyện này, đã quen rồi nói. Kiếp trước cha không thể mở rộng xưởng dược, không phải không có thực lực, mà thế lực không đủ cộng với vận khí không tốt. Gặp phải một đám cầm thú. Cha đang suy nghĩ phương diện này, còn nhìn ra rất xa. Vậy còn con, hẳn là không kém cậu ta đúng không? Cha Mạc Phàm cũng không loạn, hỏi tiếp. Con là đệ tử quan môn của tông chủ Thần Nông Tông, địa vị cao hơn anh ta nhiều. Mạc Phàm nói, Thần Nông Tông có địa vị cao hơn Ngạo Nhật Sơn Tông ở tu chân giới, tuy Long Ngạo Thiên là đệ tử trung tâm, nhưng không phải là đệ tử của tông chủ Ngạo Nhật Sơn Tông. Cho nên hắn nói không sai chút nào. Sở dĩ kiếp trước hắn không diệt Long Ngạo Thiên, chỉ vì bị thực lực của anh ta chế ngự mà thôi. Vậy cha yên tâm rồi, con đi đi, cẩn thận những vũ khí tiên tiến kia. Cha Mạc Phàm vỗ vai Mạc Phàm nói. Vũ khí tiên tiến sao, Mạc Phàm hơi nhếch miệng cười khẽ. Không nói tới bây giờ hắn không sợ vũ khí tiên tiến, cho dù hắn sợ, hắn cũng sẽ không để những vũ khí tiên tiến này có cơ hội. Hắn sẽ không cho một chút cơ hội nào. Thái Sơn, Lỗ Châu. Từ xưa, ngọn núi này đã được gọi là con đường thông thiên, cũng là nơi xuống nhân gian, đế vương thường đến nơi này dâng hương. Từ Tần Thủy Hoàng tới Triều Thanh, có 13 vị đế vương tự mình tới, 24 đế vương phái người tế tự. Ở Hoa Hạ, chưa bao giờ có ngọn núi khác có đãi ngộ như thế, cũng chính vì như vậy. Thái Sơn còn được coi là đứng đầu ngũ nhạc năm ngọn núi lớn tiêu biểu ở bốn phương và vùng giữa Trung Quốc, Đông Nhạc Thái Sơn, Tây Nhạc Hoa Sơn, Nam Nhạc Hành Sơn, Bắc Nhạc Hằng Sơn và Trung Nhạc Tung Sơn. Ở giữa sườn núi Thái Sơn, nằm ở phía trước Nam Thiên Môn, phía dưới Cựu Đại Môn, Long Tuyệt dẫn theo một đám người tụ tập ở đây. Đám người này không chỉ có tông môn ẩn thế, Trúc Thiên Cực và Huyết Nô cùng với một số cao thủ Hoa Hạ cũng ở đây. Một đám nơi tụ linh. Vậy mà vẫn nấp sâu như vậy, nhưng có tác dụng sao? Long Tuyệt liếc mắt nhìn xung quanh một cái, nói với vẻ khinh thường. Ở trong này, đây là giữa sườn núi, tôi đã tới. Bên cạnh Long Tuyệt, một kiếm sĩ tóc bạc nhíu mày nói, đây không phải là lần đầu tiên ông ta gợi sự chú ý, ông ta biết chỗ này lâu rồi, chỉ là thứ nhất không biết vị trí của phong thiên chi địa, thứ hai là không có chìa khóa tiến vào trong, cho nên cho tới nay, phong thiên chi địa là một truyền thuyết đối với ông ta. Thái Sơn gần như bị ông ta lục tung mấy lần, cũng không tìm được. Nam Thiên Môn này, ông ta càng tới mấy trăm lần, linh khí dao động ở nơi này kém hơn những nơi khác nhiều, sao có thể là phong thiên chi địa. Hơn nữa nơi này ngoại trừ mặt hướng lên trên ra, những nơi khác đều là một vùng biển mây, càng không thể là phong thiên chi địa. Ha ha, có lẽ nơi này là cảnh khu, có rất nhiều người tới nơi này, nhưng có ai từng phát hiện ra phong thiên chi địa chưa? Long Tuyệt cười hỏi. Vẻ mặt kiếm sĩ tóc bạc và những người khác thay đổi, vội vàng nhìn xung quanh. Đừng tìm nữa, mấy ông đã thấy được Thái Sơn, nhưng đây chỉ là một ngọn núi mà thôi, Thái Sơn chân chính nằm trong biển mây, phong thiên chi địa cũng ở đây. Long Tuyệt rời mắt nhìn biển mây bên tay trái. Cái gì? Vẻ mặt mọi người khiếp sợ, vô cùng kinh ngạc. Bọn họ vẫn luôn cho rằng đó là Thái Sơn, vậy mà không phải Thái Sơn chân chính.
Ha ha, Long Tuyệt cười khinh thường, một tay duỗi về phía biển mây không xa. Loại vân trung tàng sơn này, là thủ đoạn rất bình thường ở tu chân giới. Dù sao ngoại trừ một số người thích khoe ra, phần lớn tu sĩ đều hy vọng chỗ mình tu luyện bị chỉ nhiễm. Nhưng mà có thể lừa được những người khác, lừa được anh ta sao? Trong mắt anh ta chớp lóe tinh quang, âm thanh ù ù vang lên trong biển mây. Mỗi tiếng rầm rầm, vang lên, xung quanh sẽ lay động một phen, giống như khi động đất có thứ gì muốn chui từ trong núi ra, còn không ra cho tôi. Chấn động liên tục 9 lần, Long Tuyệt lạnh giọng quát. Giọng nói vừa vang lên, bỗng nhiên biển mây nồng đậm lùi ra, khe núi sâu không thấy đáy xuất hiện, tận cùng khe núi đột nhiên xuất hiện một ngọn núi cao hơn Thái Sơn gấp bội lần. Sơn thể xanh biếc, ở đỉnh là một vùng tuyết trắng. Dưới chân núi có từng bậc thang, nối thẳng tới đỉnh tuyết trắng. Sơn thể to lớn khiến Thái Sơn ban đầu nhỏ bé hơn nhiều. Trên đỉnh núi, từ xa nhìn lại, bốn phía là pho tượng Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ vĩ đại, ngạo thị tứ phương, ở giữa còn có một tế đàn rất to. Một màn hào quang vĩ đại bao cả ngọn núi này ở bên trong. Nhìn thấy ngọn núi này, vẻ mặt không ít người chấn động. Đây mới là Thái Sơn chân chính, phong thiên chi địa trong truyền thuyết sao. Một người đàn ông mặc đạo bào nói với vẻ thán phục. Tuy những người khác không mở miệng, nhưng biểu cảm tương tự. Phải làm thế nào mới đi vào được? Trước khi chết Lâm Thiên Nam từng nói, muốn mở phong thiên chi địa cần huyết mạch Lâm gia và chìa khóa. Trái lại có huyết mạch Lâm gia, nhưng chìa khóa đã biến mất theo Mạc Phàm rồi. Tuy bọn họ thấy được ngọn núi này, nhưng muốn đi vào thì chỉ sợ hơi khó một chút. Long Tuyệt nhìn Thái Sơn ở phía xa, khóe miệng hơi nhếch lên cười nhạt. Ban đầu người bố trí phong thiên đại trận có thực lực rất cao, nhưng thực lực của người phong thiên cuối cùng chỉ là nguyên anh kỳ, mở một nơi như vậy rất khó đối với người khác, đối với anh ta thì chỉ như ăn một bữa sáng. Hơn nữa, Lâm Hải, để tay ông lên tảng đá kia. Long Tuyệt chỉ một tảng đá bên cạnh Nam Thiên Môn, nói. Dạ, Long Thiếu. Trong đám người, vẻ mặt Lâm Hải cung kính, một tay cẩn thận đặt lên tảng đá kia. Một tay Long Tuyệt vươn ra, một vũ khí tương tự như kim giản, nhưng giống chìa khóa xuất hiện trong tay anh ta. Anh ta cầm vũ khí này, chậm rãi đi về phía con đường núi thông tới Thái Sơn. Keng một tiếng, vũ khí này được xuyên xuống dưới nền đất. Một vùng ấn ký lập tức tản từ xung quanh vũ khí này ra, hình thành một đồ án nổi hình trận pháp. Mở cửa cho tôi. Anh ta xoay tròn vũ khí dị thường kia, dùng lực di chuyển. Trận pháp lập thể xung quanh vũ khí chuyển động như máy móc, hào quang lập tức sáng lên trên bàn tay đặt lên tảng đá của Lâm Hải. Trong lòng bàn tay Lâm Hải đau xót, một ấn ký xuất hiện trên mu bàn tay anh ta. Sau đó giọng nói trầm thấp vang lên. Hậu bối của Lâm gia có thể qua cửa. Ngay sau đó đối diện Long Tuyệt, bên cạnh vách núi trống không, một đồ án trận pháp tương tự xung quanh vũ khí xuất hiện, nhưng to hơn nhiều. Trận pháp này phát ra âm thanh ken két, chuyển động vài cái. Bùm, một tiếng cách hơn 10 dặm đều có thể nghe thấy tiếng nổ vang lên. Trong không gian, một đại môn bằng đá cao 100 mét theo phong cách cổ xưa mở ra. Linh khí nồng đậm như nước phả vào mặt, lúc này đã là mùa đông. Bách thảo đều khô, nhưng linh khí này vừa mới xuất hiện, trong 100 dặm xung quanh là một vùng xuân ý rào rạt, giống như mùa xuân. Bên trong đại môn bằng tảng đá, từng khối tảng đá dâng lên trong vực sâu không thấy đáy, hình thành một bậc thang hơn 10 người có thể đi qua. Bậc thang này lan tới dưới chân Thái Sơn, hợp lại với bậc thang lên đỉnh Thái Sơn. Một con đường xuất hiện trước mặt mọi người. Phong thiên chi địa đúng là phong thiên chi địa, linh khí thật nồng đậm. Trong mắt kiếm sĩ tóc bạc kia lóe sáng tinh quang, cảm thán nói. Thục Sơn vốn là nơi kiếm tiên thường lui tới, linh khí trong kiếm cung mà ông ta bế quan là nồng đậm nhất ở Thục Sơn, nhưng so với nơi này thì kém quá nhiều. Quả nhiên một bước này của ông ta không sai, có linh khí ở đây, ông ta không có vấn đề đột phá một cửa cuối cùng rồi. Chúc mừng Long Thiếu đã tìm được phong thiên chi địa, cách kết anh gần hơn một bước. Kiếm sĩ tóc bạc chớp mắt, bái lạy Long Tuyệt nói. Những người khác thấy tình cảnh này thì vội vàng chúc mừng Long Tuyệt. Long Tuyệt hơi nhếch miệng, tuy mở nơi này không tính là gì đối với anh ta, nhưng nhìn thấy nhiều người dễ bảo như vậy, trong mắt anh ta hiện lên vẻ đắc ý. Chỉ là một nơi tụ tập linh mạch mà thôi, chỉ cần mấy ông tận tâm làm việc cho tôi,
sẽ còn nhiều thứ tốt hơn nữa. Long Tuyệt thản nhiên nói. Vậy có phải chúng tôi có thể đi vào hay không? Một đạo sĩ hơi khẩn trương nói. Không sốt ruột, các vị bên trong, các vị không định đi ra à? Long Tuyệt nhìn thoáng qua cự môn ở phía đối diện, hỏi. Vẻ mặt không ít người ở đây lập tức sửng sốt. Kiếm sĩ tóc bạc và đạo sĩ kia ngoại phóng thần thức, lúc này mới phát hiện khác thường ở trong đại môn bằng tảng đá. Mấy tiểu bối còn không ra, muốn kiếm của tôi tìm mấy người ra à? Kiếm sĩ tóc bạc lạnh lùng nói. Chỉ trong phút chốc, lúc này mới có 7 người đi từ trong đại môn ra. 7 người này không phải là ai khác, đúng là Giang Thành và Long Nhược Tuyết dẫn tiểu đội Thanh Long. 7 người vừa đi ra, Trúc Thiên Cực ở phía sau Long Tuyệt lập tức nhận ra. Là mấy người sao, mấy người trốn ở đây là muốn làm gì? Trúc Thiên Cực lạnh giọng quát to. Long Tổ xem như là thế lực trong tông môn ẩn thế, anh ta ở trong tông môn ẩn thế mấy tháng, đã nhận ra được gần hết. Còn nữa, sao mấy người tiến vào được phong thiên chi địa? Trúc Thiên Cực lạnh giọng hỏi. Anh ta thân là thần sứ, đều phải dựa vào Long Tuyệt mới có thể mở được đại môn của phong thiên chi địa. Mấy người này sớm đã dự mưu, chắc chắn không chỉ ở bên trong 1-2 ngày rồi. Thân là người của tông môn ẩn thế, vậy mà gạt anh ta nhiều chuyện như vậy, đúng là buồn cười. Thả người Mạc ra, mấy người có thể tiến vào phong thiên chi địa, nếu không sau này không còn phong thiên chi địa nữa. Giang Thành trầm giọng nói. Lâm gia là gia tộc phong thiên cuối cùng, trước đó có không ít người tiến hành phong thiên, mỗi gia tộc phong thiên sẽ để lại thông đạo đặc biệt, để tộc nhân của mình ra vào. Bọn họ đã đi vào thông qua những thông đạo này, hơn nữa bên trong bố trí rất nhiều pháp bảo, bọn họ định đợi đám Long Tuyệt đi vào, kích nổ pháp bảo bên trong, ai biết Long Tuyệt cường đại như vậy, chưa đi vào đã phát hiện ra bọn họ. Long Tuyệt đứng khoanh tay, nhìn chằm chằm Long Nhược Tuyết và Thỏ Tử không nói lời nào với vẻ đầy hứng thú. Trái lại đám người đứng sau anh ta đều cười khinh thường. Lại có một đám tự tìm đường chết tới, các người muốn theo gót Tần Vô Nhai và Ngao Thiên à. Trúc Thiên Cực cười khinh thường nói. Hoa Hạ là của Long gia, chuyện này đã không còn gì phải bàn cãi. Nhưng vẫn thường xuyên có người tới khiêu chiến uy nghiêm của Long Tuyệt, đây chẳng khác nào như thiêu thân lao đầu vào lửa. Không biết Mạc Phàm cho mấy người thứ gì, mà khiến mấy người liều mạng như vậy. Có người nói với vẻ khinh thường. Kẻ thức thời là Trang Tuấn Kiệt, người nhà của Mạc Phàm đã chết, có gì phải bảo vệ. Nếu bọn họ là bạn của Mạc Phàm, nếu giết người nhà Mạc Phàm có thể đạt được lợi ích không nhỏ, bọn họ sẽ không do dự giết người nhà Mạc Phàm. Đám người ngu ngốc này, chỉ từng làm thủ trưởng và thuộc hạ của Mạc Phàm, vậy mà vì Mạc Phàm tới uy hiếp Long Tuyệt. Dạo này thứ không đáng tiền nhất là nghĩa khí. Vẻ mặt đám Giang Thành không đổi, đều nhìn về phía Long Tuyệt. Long Thiếu, mấy anh vào trước đi, bọn họ là phản đồ của tông môn ẩn thế chúng tôi, để tôi đối phó bọn họ cho. Trúc Thiên Cực lạnh lùng liếc đám Giang Thành một cái, chủ động xin đi giết giặc, người khác không biết Long Tuyệt. Nhưng anh ta đến từ tu chân giới nên biết rất rõ. Tuy Long Tuyệt và tôi tớ của Long Ngạo Thiên, nhưng cũng là đệ tử của Ngạo Nhật Sơn Tông, thân phận cao hơn anh ta rất nhiều. Nếu có thể bám vào Long Tuyệt, đừng nói là giết đám Giang Thành, cho dù diệt cả tông môn ẩn thế, anh ta cũng không do dự chút nào. Không cần, nếu bọn họ tới tìm tôi, vậy để tôi tới. Long Tuyệt lắc đầu cười, rời mắt nhìn đám Long Nhược Tuyết. Mấy người tìm tôi báo thù liên tục, tôi đã có chút nhớ nhung tiểu tử chỉ biết tên là Mạc Phàm này, rốt cuộc cậu ta có chỗ nào mê người. Long Tuyệt rất hiếu kỳ nói. Người thích Mạc Phàm, phải giúp Mạc gia anh ta còn hiểu. Người Mạc Phàm ban ơn cũng tìm anh ta tính sổ, cũng không sao. Người trước đây có thủ oán với Mạc Phàm, chỉ dựa vào một câu, dám liều mạng ra tay với anh ta. Những người này đều bị anh ta xử lý xong. Đám người này chỉ từng sát cánh bên cạnh Mạc Phàm, vậy mà liều chết tiến đến. Là không sợ chết, hay trên người Mạc Phàm có quá nhiều mị lực? Cậu ấy mê người chỗ nào, anh không thể lý giải được đâu, cũng không có khả năng được như cậu ấy. Long Nhược Tuyết lạnh lùng nói. Lúc cô mới quen Mạc Phàm, quả thật rất chán ghét hắn. Nhưng tiếp xúc vài lần, đã bị Mạc Phàm hấp dẫn rất sâu, trên người Mạc Phàm có khí tức mà cô không thể nói rõ được. Sau khi người ta tiếp xúc lâu sẽ bị hấp dẫn thật sâu. Trừ chuyện đó ra, nếu không có Mạc Phàm, bọn họ đã chết rồi. Tuy cô cũng có chút sợ chết,
nhưng cô không thể nhìn người nhà Mạc Phàm sống cuộc sống muốn sống cũng không được, muốn chết cũng chẳng xong. Tiện nhân, dám nói như vậy với Long Thiếu, muốn chết à? Kiếm sĩ tóc bạc kia lạnh lùng nói. Giọng nói của ông ta mới vang lên, trường kiếm trong tay đã phát ra kiếm thanh bay lên. Phong Thiên Chi Địa ở phía trước, nếu vì người phụ nữ này mà khiến Long Tuyệt không vui, có khả năng khiến bọn họ mất đi cơ hội tiến vào Phong Thiên Chi Địa. Kiếm sĩ tóc bạc còn chưa ra tay, đã bị Long Tuyệt ngăn cản. Đợi đã, không phải mấy người muốn cứu người Mạc ra sao, tôi cho mấy người cơ hội, mấy người cùng tiến lên, nếu mấy người đụng được tôi một lần, sau này tôi sẽ không gây khó dễ cho người Mạc ra nữa, nhưng nếu mấy người không làm được gì, tôi cũng không giết mấy người sẽ trở thành nô bộc của tôi, thế nào? Long Tuyệt cười nói. Anh ta đã giết nhiều người trên địa cầu rồi, đã không còn hứng thú giết người nữa. So với giết người, anh ta cảm thấy đùa giỡn những người này càng thú vị hơn. Trở thành nô bộc của anh sao, anh vẫn nên giết chúng tôi thì hơn. Long Nhược Tuyết lạnh lùng nói. Hửm. Long Tuyệt nhíu mày, trong mắt hiện lên sắc lạnh. Hắn có ý đùa giỡn đám Long Nhược Tuyết, nhưng mà cô nàng này không nể mặt anh ta chút nào. Mấy người mới nói gì? Nếu tôi không tha cho người nhà Mạc Phàm, các người sẽ khiến Phong Thiên Chi Địa không còn tồn tại sao? Long Tuyệt hỏi. Phải thì thế nào? Giang Thành trầm giọng nói. Mấy người tu luyện công pháp Tinh Tú Cung đúng không? Sắc mặt đám Giang Thành thay đổi, bỗng nhiên trong lòng xuất hiện dự cảm xấu. Công pháp bọn họ tu luyện đến từ Mạc Phàm, quả thật là công pháp Tinh Tú Cung. Nhưng sao Long Tuyệt này lại biết? Mấy người đặt tinh la kỳ bàn trên mỗi chỗ then chốt trong trận pháp ở Phong Thiên Chi Địa đúng không? Long Tuyệt thấy mấy người không trả lời, nói tiếp. Sắc mặt đám Giang Thành lại càng khó coi hơn, đúng là bọn họ dùng thứ này. Thứ này là thứ am hiểu phá hủy trận pháp nhất ghi trên công pháp, cho dù không giết được Long Tuyệt, cũng khiến Long Tuyệt không thể có được linh khí trong Phong Thiên Chi Địa. Nhưng mà, đáng tiếc, thời gian mấy người tu luyện công pháp Tinh Tú Cung quá ngắn. Mấy người thử xem có thể kích nổ thứ này hay không, nếu có thể, bản thiếu sẽ từ bỏ nơi này, mấy người cũng có thể còn sống rời đi. Long Tuyệt cười nhạt nói. Long Nhược Tuyết nhíu chặt mày, thử dẫn động một tinh bàn, sắc mặt cô lập tức khó coi. Cô nghiến chặt răng, tiếp tục dẫn động tinh bàn khác, nhưng cũng y như vậy. Biểu cảm tương tự cũng xuất hiện trên mặt đám Giang Thành. Vừa rồi anh muốn kéo dài thời gian đúng không? Lúc này Long Nhược Tuyết mới phản ứng kịp, lạnh lùng nói. Bây giờ mới biết, quá muộn rồi, mấy người có thể đi. Long Tuyệt hơi nhếch miệng, lộ ra tươi cười nham hiểm. Một tay anh ta duỗi về phía đám Giang Thành, cơ thể mấy người run lên, không có một chút lực phản kháng, âm thanh như đậu đang giang vang lên trong cơ thể bọn họ. Chết! Chữ này vừa vang lên, tay anh ta nắm chặt lại. Không gian xung quanh đám Giang Thành. Long Nhược Tuyết như tờ giấy bị vo tròn nắm chặt, co rút thành một cục. Tay Long Tuyệt mở ra, đám Long Nhược Tuyết biến mất không thấy. Mấy tên không biết sống chết này, dám chắn đường của Long Thiếu, quả thực là châu chấu đá xe. Trúc Thiên Cực cười nói. Ai nói không phải chứ, Long Tổ ở trong mắt người thường còn có địa vị, ở đây thì không là gì. Những người khác cũng phụ họa theo. Long Tổ vốn không phải là thế lực đứng đầu, không cần Long Tuyệt ra tay. Một tu sĩ bất kỳ trong số bọn họ ra tay, đều có thể tiêu diệt đám Giang Thành. Long Thiếu, chúng ta vào đi thôi. Có người nói. Đừng sốt ruột, mấy người này hơi kỳ lạ. Long Tuyệt nhìn tay anh ta tò mò nói. Liệt sơn thủ của anh ta cho dù là ngọn núi cũng bị anh ta bóp nát, tuy thực lực của đám Giang Thành, Long Nhược Tuyết không cao, nhưng vừa rồi anh ta như nắm vào không khí. Cho dù bóp nát một người bình thường, cũng sẽ có chút cảm giác. Làm sao vậy, Long Thiếu? Tươi cười trên mặt Trúc Thiên Cực cứng đờ, tò mò hỏi. Đám người kia không chết, kẻ nào, nếu đã tới đây rồi thì đừng trốn tránh nữa, còn không đi ra cho bản thiếu. Năm ngón tay Long Tuyệt nắm chặt, anh ta dùng mình một cái, bỗng nhiên cao giọng kêu lên. Âm thanh vang dội truyền khắp trong sơn cốc, còn truyền ra xa trăm dặm. Âm thanh này tới chỗ nào, chim thú trên núi nhao nhao trốn đi. Vẻ mặt những người khác cũng thay đổi theo, cảnh giác nhìn bốn phía. Tuy một chiêu của Long Tuyệt không dùng toàn lực, nhưng không giết chết được đối phương, chuyện này không bình thường lắm. Phải biết rằng trong số bọn họ,
Cho dù kiếm sĩ Thục Sơn tóc bạc có thực lực mạnh và đạo sĩ được đào từ trong núi ra, cũng không địch được liệt sơn thủ của Long Tuyệt. Long Tuyệt dứt lời rất lâu, không biết người nào kêu lên. Nhìn phía đông. Mọi người lập tức nhìn về phía đông nơi mặt trời chậm rãi lên cao, chỉ thấy trên bầu trời có 6 người đang lững thững chậm rãi đi về phía bên này, càng ngày càng gần. Rõ ràng 6 người này đi trong không trung, nhưng giống như đi trên đất bằng. Mỗi khi bọn họ đi một bước, dưới chân sẽ tự động xuất hiện một đoạn đường ngũ sắc, giống như đi từ trong mặt trời tới, mặt trời lót đường cho bọn họ. Nhìn thấy 6 người này, sắc mặt không ít người ở đây thay đổi, đôi mắt đảo liên tục. Đó là Mạc Phàm, không phải cậu ta đã chết sao? Có người kêu lên một cách khó khăn, trên mặt lộ ra vẻ bối rối khó có thể che giấu. Trúc Thiên Cực, Huyết Nô hơi híp mắt, kinh ngạc xuất hiện trong mắt bọn họ, Mạc Phàm. Long Tuyệt nhíu mày nhìn thoáng qua Mạc Phàm cách 100 mét, vẻ mặt lập tức khôi phục như thường, trong mắt anh ta hiện lên vẻ hứng thú. Anh ta tưởng rằng trên tinh cầu này đã không còn thứ kích thích hứng thú của anh ta. Phong Thiên Chi Địa là nơi phong thiên, anh ta chỉ muốn mở ra mà thôi, giống như gặp được xử nữ xinh đẹp, cho dù không thích cũng muốn phá cô ta. Không ngờ Mạc Phàm còn chưa chết. Thú vị! Chỉ trong phút chốc Mạc Phàm ôm Tiểu Vũ, đám Chu Hiệt, Tần Kiệt, Tiểu Ngọc và Khương Nguyệt theo sau hắn, tất cả mọi người đi từ trong không trung tới, đứng cách đám người kia 10 thước. Theo Mạc Phàm rơi xuống đất, đại môn bằng tảng đá chớp lóe ánh sáng ngũ sắc. Đám Giang Thành và Long Nhược Tuyết xuất hiện ở bên trong. Đám Giang Thành nhìn cơ thể mình không tổn hao gì, lại nhìn đám Mạc Phàm, trước mắt lập tức sáng lên. Cho dù là Giang Thành, hay là đám Long Nhược Tuyết, trên mặt bọn họ đều là không thể tin được, trong mắt Long Nhược Tuyết còn đỏ lên. Đội trưởng, cậu không chết à? Hồ Ly kích động nói. Còn mắt Tiểu Vũ nữa, sao mắt em được chữa khỏi rồi? Trước khi bọn họ tới Phong Thiên Chi Địa chuẩn bị kế hoạch này, có tới Mạc gia một chuyến, lúc ấy mắt Tiểu Vũ còn chảy máu, thuốc bọn họ mang tới đều không có tác dụng. Bởi vì mắt Tiểu Vũ bị khoét ra, cho dù có mắt thích hợp cũng khó mà cấy ghép thành công. Nhưng hiện giờ, tuy Long Nhược Tuyết không nói gì thêm, nhưng trong mắt đều là phức tạp. Mạc Phàm bĩu môi, không quan tâm lắm tới chuyện này, nhưng vẫn đáp lại một câu. Nếu tốc độ tu luyện của tôi chậm như các cô, tôi đã chết lâu rồi. Tinh Tú Cung là một trong 10 cung ở tu chân giới, linh khí nồng đậm hay không đều không liên quan tới bọn họ. Bọn họ chỉ cần ở núi cao càng gần ngôi sao để tu luyện, là có thể làm ít công to, nhưng thực lực của mấy người này kém muốn chết. Đội trưởng, cậu có thể đừng đả kích người ta như vậy được không, nếu chúng tôi tu luyện với tốc độ như cậu, đã không cần liều mạng với bọn họ rồi. Hồ Ly nói với vẻ bất mãn. Mạc Phàm cười khẽ thả Tiểu Vũ xuống. Các em đến chỗ Phong Thiên Chi Địa chơi đi. Đám Tiểu Vũ và Tần Kiệt liếc mắt nhìn Long Tuyệt với vẻ e sợ, ngày đó phần lớn người Mạc gia bị Long Tuyệt giết chết. Nhưng đám Tiểu Vũ chỉ do dự một lát, vẫn đi về phía đại môn. Bọn họ mới tới gần Long Tuyệt, trong đôi mắt một tu sĩ trên mặt đầy ma văn quỷ đạo tràn đầy dữ dằn, khóe miệng nhếch lên nụ cười âm hiểm. Tự dâng tới cửa, vậy chúng tôi không khách sáo nữa. Một tay anh ta vươn ra, một móng vuốt to lớn lập tức xuất hiện trước người đám Tiểu Vũ, giống như tay câu hồn đoạt phách vươn từ trong ngục ra. Mạc Phàm bảo đám nhãi danh bị phế tu vi đi qua bọn họ, coi bọn họ không tồn tại à. Mạc Phàm thấy một màn như vậy cũng không nhúc nhích. Tu sĩ đầy ma văn kia thấy Mạc Phàm thờ ơ, thì ra tay ngoan độc hơn. Nhưng khi quỷ trảo của anh ta chộp về phía người đám Tiểu Vũ, giống như chộp vào không khí, không chỉ không bắt được đám Tiểu Vũ, cơ thể anh ta cũng căng chặt ra. Bùm một tiếng, huyết dịch và nội tạng bắn ra, quỷ trảo nổ tung tu sĩ mặt quỷ kia. Tu sĩ mặt quỷ kia vừa chết, những người khác muốn ra tay với đám Tiểu Vũ nuốt nước bọt, không còn ai dám ra tay nữa, Tiểu Vũ bình yên đi tới trước người đám Giang Thành. Người không ra tay với người Mạc gia tôi có thể rời đi, lần này tôi chỉ cho một cơ hội. Mạc Phàm không thèm nhìn Long Tuyệt, liếc mắt nhìn những người xung quanh nói. Kiếp trước hắn từng gặp Long Tuyệt nhiều lần, chỉ là một tôi tớ mà thôi. Trước người Long Tuyệt, vẻ mặt không ít người thay đổi, hữu ý vô ý nhìn Long Tuyệt một chút. Nếu những người khác nói những lời này, bọn họ chỉ coi là chuyện cười. Nếu người nói những lời này là Mạc Phàm, bọn họ không thể không suy xét. Vừa rồi rõ ràng Mạc Phàm ở cách cây số, vậy mà có thể cứu người dưới tay Long Tuyệt,
chuyện này nói lên thực lực của cậu ta không chỉ không giảm xuống, trái lại không kém Long Tuyệt. Nhưng đứng sau Long Tuyệt là đại tông phái ở tu chân giới, đắc tội thế lực như vậy, sẽ giống Mạc Gia 3 tháng trước, lập tức từ gia tộc cấp bậc thế giới, lưu lạc ở huyện thành, còn bị một đám du côn bắt nạt. Một lát sau, không ai ở bên cạnh Long Tuyệt rời đi. Mạc Phàm giống như đã dự liệu được sẽ như vậy, vẻ mặt hắn vô cùng lạnh nhạt, lúc này mới rời mắt nhìn Long Tuyệt, sắc bén xuất hiện trong mắt hắn. Từ Đồ Thanh, gan chó của anh lớn nhỉ, dám ra tay với người của Mạc gia tôi, là Long vô thần cho anh dũng khí này sao? Mạc Phàm trầm giọng hỏi. Mọi người ở đây hơi sửng sốt, vẻ mặt mờ mịt. Từ Đồ Thanh là ai? Long vô thần là ai? Chỉ có vẻ mặt Long Tuyệt sững sờ, tươi cười luôn xuất hiện trên mặt lập tức cứng đờ. Những người khác không biết người mà Mạc Phàm nói, nhưng anh ta biết rất rõ. Từ Đồ Thanh vốn là tên của anh ta không phải người Long gia ở Ngạo Nhật Sơn Tông, mà là người Từ Đồ gia một tiểu gia tộc, sau khi được Long Ngạo Thiên Thu làm tôi tớ, lúc này mới được ban thưởng tên là Long Tuyệt. Còn Long Vô Thần là cha của Long Ngạo Thiên, một trong số những trưởng lão của Ngạo Nhật Sơn Tông. Tên của anh ta là Long Vô Thần ban cho. Tuy những chuyện này không phải là bí mật, nhưng một người ở địa cầu như Mạc Phàm mới gặp anh ta lần đầu sao lại biết? Cậu là ai? Long Tuyệt trầm giọng hỏi. Người hiểu biết anh ta như vậy, tuyệt đối không đơn giản chỉ là một người ở địa cầu như vậy. Tôi là ai sao? Mạc Phàm cười lạnh lùng. Anh không có tư cách khiến tôi phải trả lời, Long Vô Thần cũng không có, có lẽ tông chủ của Ngạo Nhật Sơn Tông anh có, nhưng mà tôi không trả lời, ông ta cũng không thể làm gì tôi. Kiếp trước tuy thực lực của hắn rất yếu, nhưng được đề cử làm người kế nhiệm vị trí môn chủ kế tiếp của Thần Nông Tông. Sư phụ hắn từng bảo hắn đảm nhiệm vị trí tông chủ của Thần Nông Tông mấy lần đều bị hắn từ chối, thân phận của hắn không kém tông chủ của Ngạo Nhật Sơn Tông. Long Tuyệt nhíu mày, giữa trán lập tức ngưng tụ thành một chữ hỏa. Kiếm sĩ tóc bạc kia thấy vẻ mặt Long Tuyệt giận dữ, tiến lên trước một bước. Mạc Phàm đúng không, khẩu khí của cậu lớn thật, kiếm tâm trần tôi bế quan 300 năm, không ngờ tới địa cầu lại xuất hiện một nhân vật như cậu, để tôi thử xem thực lực của cậu thế nào. Kiếm tâm trần lạnh lùng nói. Keng keng, âm thanh trường kiếm rút ra khỏi vỏ vang lên. Một thanh trường kiếm bay từ sau lưng ông ta ra, thanh trường kiếm này mới bay ra liền biến thành kiếm tia như sợi tóc, vờn xung quanh ông ta, có tổng cộng 99 gốc, tiếng kiếm minh nổ lớn, khí tức sắc bén lan tràn xung quanh. Sắc mặt không ít người thay đổi, ánh mắt nhìn về phía kiếm sĩ tóc bạc kia nghiêm túc hơn nhiều. Kiếm khí hóa tia sao? Bình thường rất dễ phán đoán độ mạnh yếu của kiếm tu bình thường chỉ biết một số kiếm kỹ, kiếm khí ngoại phóng đều là cảnh giới tiên thiên. Kiếm tu thần cảnh thì có được kiếm vực, nhưng lại có một đặc biệt khác, kiếm khí hóa tia. Loại kiếm tia này như tơ tằm, nhưng sắc bén hơn laser, có thể chém đôi du thuyền một cách dễ dàng. Kiếm tu thần cảnh bình thường, phần lớn là ngưng tụ một cây kiếm tia đến mức tận cùng, kiếm sĩ tóc bạc có thể ngưng tụ nhiều kiếm tia như vậy. Chắc chắn thực lực không tầm thường. Ông là kiếm sĩ từ Thục Sơn sao? Mạc Phàm nhìn lướt qua kiếm sĩ tóc bạc, lạnh nhạt hỏi. Lúc hắn từ Hoa Sơn trở về, có cảm nhận được khí tức không kém. Mỗi một kiếm tu kiếm ý vô song, có thể kích phá thương khung, mỗi một pháp sư thì pháp lực thông thiên. Kiếm tu kia, hẳn là người này rồi. Đúng vậy, cậu còn di ngôn gì không? Kiếm sĩ tóc bạc gật đầu nói. Ông không có biện pháp thử xem tôi mạnh tới đâu, nhưng kiếm tia mà ông ngưng tụ không tệ, đồ đệ của tôi cũng là một kiếm tu, kiếm của cô ấy bị người ta làm hỏng, tôi sẽ nhận những kiếm tia này của ông. Mạc Phàm lạnh nhạt nói. Một tay hắn duỗi về phía kiếm sĩ tóc bạc, trong lòng bàn tay lập tức xuất hiện một vòng xoáy, kiếm tia xung quanh kiếm sĩ tóc bạc lập tức tụ tập về phía tay hắn. Cậu muốn chết à? Kiếm sĩ tóc bạc không chỉ không lo lắng, trái lại còn hừ lạnh một tiếng. Cướp đoạt kiếm tia của kiếm tu, giống như nắm đạn mà khẩu súng bắn ra, vừa nguy hiểm lại không có ý nghĩa gì, người bình thường lúc đánh bại đối phương xong mới có thể làm ra chuyện này. Ế ở Mạc Phàm vừa ra tay đã đòi cướp kiếm tia của ông ta, quá ngu xuẩn. Kiếm bạo. Hai tay ông ta kết thành kiếm chỉ về phía Mạc Phàm ở xa. Những kiếm tia tụ tập trong tay Mạc Phàm sáng lên, kiếm tia bành trướng ra, kiếm khí khủng bố như sắp bùng nổ từ bên trong. Kiếm bạo là một trong những tuyệt kỹ của ông ta, tự bạo kiếm tia, tương tự như tu sĩ kim đan bạo đan,
nhưng uy lực trên bạo đan rất nhiều. Bởi vì kim đan là năng lượng và trung tâm, tương đương với một viên đá năng lượng, tu sĩ cung cấp năng lượng, mà kiếm tia của ông ta là vũ khí dùng để chảm phá toàn bộ. Một cái là năng lượng, một cái là giết người, hai cái tự bạo cái nào có uy lực mạnh, không cần thử cũng biết. Mạc Phàm khẽ nâng mí mắt, lập tức khôi phục như thường. Có chút bản lĩnh, tôi nói muốn kiếm tia của ông làm thế nào cũng không có tác dụng. Trong mắt hắn chớp lóe tinh quang, năm ngón tay hơi nắm chặt. Kiếm tia mới bành trướng thành một quả bóng hơi thì lập tức ngừng lại, nhanh chóng khôi phục thành hình kiếm tia, ngưng tụ thành một tiểu kiếm trong tay hắn. Mạc Phàm nhìn lướt qua kiếm tia trong tay, nhíu mày. Chỉ có như vậy sao? 99 gốc kiếm tia, đối với tu sĩ bình thường sẽ là rất nhiều, nhưng ở trong mắt Mạc Phàm thì quá ít. Trong số những kiếm tu mà hắn từng gặp, không ai ít như vậy. Kiếm sĩ tóc bạc nhíu chặt mày, trên mặt là xanh mét. Những kiếm tia của ông ta không nổ mạnh còn chưa tính, vậy mà ông ta còn mất đi khống chế với tất cả kiếm tia. Đây là thứ ông ta bế quan 300 năm tu luyện thành công, cứ thế bị Mạc Phàm lấy mất như vậy. Ông ta vốn tưởng rằng thực lực của Mạc Phàm không kém ông ta nhiều lắm, ai biết Mạc Phàm khủng bố như vậy. Mạc Phàm, cậu dám lấy kiếm tia của tôi giết cậu. Keng một tiếng, một thanh trường kiếm khác có lôi quang khác vẩn quang xuất hiện trong tay ông ta, một kiếm mang theo lôi âm đâm về phía Mạc Phàm. Xem ra chỉ có bằng vậy, vẫn thiếu chút nữa, lấy kiếm và đan của ông bù lại vậy. Mạc Phàm làm như không nhìn thấy, ngón tay chỉ về phía kiếm sĩ tóc bạc. Một quang điểm xuất hiện ở ngón tay giữa của hắn, điểm lên trên trường kiếm của kiếm sĩ tóc bạc. Răng rắc, trường kiếm trong tay kiếm sĩ tóc bạc còn chưa đâm trúng Mạc Phàm, liền biến thành hạt cát, bị màn hào quang trước người Mạc Phàm cản lại. Không chỉ trường kiếm của ông ta, cơ thể ông ta cũng như vậy, chỉ trong phút chốc bắt đầu từ tay ông ta đến khắp nơi trên cơ thể cũng biến thành hạt cát, chỉ còn lại một hạt châu màu trắng bay về phía Mạc Phàm. Mạc Phàm giơ tay ra nhận lấy hạt châu. Đặt bàn tay còn lại lên vị trí cán chuôi của tiểu kiếm. Trên tiểu kiếm sáng lên hào quang, không ngừng run rẩy. Mạc Phàm nhìn lướt qua tiểu kiếm, tay tạo mấy pháp ấn đánh vào bên trong, trên tiểu kiếm lập tức có thêm đường vân. Lúc này trong mắt hắn mới lộ ra chút hài lòng. Chu Hiệt, đây là kiếm của con, hấp thu năng lượng trên tiểu kiếm này, con sẽ mạnh hơn trước một chút. Mạc Phàm ném tiểu kiếm về phía tay Chu Hiệt. Cảm ơn sư phụ. Vẻ mặt Chu Hiệt khẽ đổi, nhận tiểu kiếm. Mạc Phàm khẽ gật đầu, rời mắt nhìn đám người còn lại. Những người đứng sau Long Tuyệt thấy Mạc Phàm nhìn lại, trên mặt tất cả đều lộ ra vẻ kiêng kỵ, kiếm sĩ tóc bạc là kiếm sĩ vô địch Thục Sơn 300 năm trước, tuy bế quan nhiều năm nhưng dĩ nhiên là có lưu lại truyền thuyết về ông ta. Cao thủ như vậy, cho dù không bằng Mạc Phàm cũng không nên bị giết như vậy. Mạc Phàm tránh thoát vũ khí hạt nhân không phải thực lực nên giảm xuống sao? Sao có thể mạnh hơn như vậy? Ông là đạo sĩ từ ngọn núi kia ra đúng không? Mạc Phàm liếc mắt nhìn một vòng, cuối cùng nhìn về phía lão giả mặc đạo bào. Long Tuyệt nhìn cơ thể mình, khóe miệng anh ta hơi nhếch lên, tươi cười kiêu ngạo xuất hiện trên mặt anh ta. Mạc Phàm, tôi cho cậu một cơ hội, bây giờ cậu quỳ xuống trở thành nô lệ của tôi, làm việc cho tôi có thể coi như cậu chưa trở về, không báo chuyện này cho thiếu gia tôi, cũng sẽ không ra tay với cậu. Trong những người này cậu muốn giết người nào thì cứ giết người đó, muốn khôi phục thực lực cho đồ đệ của cậu thì cứ khôi phục đi, ở chỗ tôi có không ít đan dược, linh thạch, thiên tài địa bảo, đủ để cậu khôi phục thực lực cho bọn họ. Nhẫn trên tay Long Tuyệt sáng lên, có khoảng mấy chục bình ngọc xuất hiện trong tay anh ta. Long Thiếu, anh đây là... Sắc mặt đám Trúc Thiên cực khó coi, hỏi. Bọn họ là người của Long Tuyệt, vậy mà Long Tuyệt để Mạc Phàm giết bất cứ ai trong số bọn họ. Long Tuyệt lắc đầu cười, không thèm để ý tới Trúc Thiên Cực. Đối với anh ta mà nói, đám người này chỉ như đám kiến. Kiến có nhiều lắm, giết một lượng lớn nhưng vẫn có thể bổ sung bất cứ lúc nào. Nhưng Mạc Phàm thì khác, tuy Mạc Phàm cũng là con kiến, nhưng cậu ta giống như kiến vàng. Con kiến như vậy, có thể không giết thì không giết tốt hơn. Hơn nữa Mạc Phàm tuyệt đối không phải con kiến bình thường, trên người Mạc Phàm có rất nhiều thứ anh ta cần tìm. Ví dụ như công pháp mà Mạc Phàm truyền thụ cho người Mạc gia, mỗi một bộ đều rất nổi tiếng ở tu chân giới. Nếu có thể đạt được những thứ này, sao anh ta sẽ chỉ là nô bộc của Ngạo Nhật Sơn Tông,
trở thành tổ sư gia khai tông lập phái ở tu chân giới cũng không biết chừng. Anh ta và Long Ngạo Thiên từng muốn lấy công pháp này trên người người Mạc gia, nhưng công pháp giống như được truyền thụ theo phương pháp đặc biệt, hai bọn họ đều không thành công. Nhưng Mạc Phàm thì khác, Mạc Phàm là người truyền công, rất có khả năng sẽ đạt được công pháp từ chỗ Mạc Phàm. Đây cũng là nguyên nhân vì sao anh ta vẫn không rời khỏi nơi này, bởi vì anh ta hoài nghi Mạc Phàm chưa chết. Bởi theo tình hình chung, nếu Mạc Phàm đã chết, nguyền rủa ở Ai Cập cũng sẽ biến mất. Nhưng nguyền rủa trên bầu trời Ai Cập vẫn còn đó. Tuy nguyền rủa sẽ biến mất sau khi người thi chú chết cũng không phải là tuyệt đối, nhưng cho dù có trăm phần vạn cơ hội, anh ta cũng phải tranh thủ một phen. Có không biết bao nhiêu người vì trăm phần vạn này, đợi trên vạn năm cũng không từ bỏ. Anh ta đạt được cơ hội này, chỉ là ở trên tinh cầu nhỏ một thời gian mà thôi, đơn giản hơn những người đó nhiều lắm, vì sao không thể đợi. Trước khi anh ta tới địa cầu đã tới Nguyên Anh, chẳng qua vẫn chưa từng sử dụng lực lượng cấp bậc Nguyên Anh. Cho dù là Long Ngạo Thiên, đến bây giờ vẫn cho rằng anh ta chỉ là tu sĩ Kim Đan đỉnh phong. Bây giờ cuối cùng anh ta cũng đợi được Mạc Phàm, sao anh ta có thể giết Mạc Phàm tùy tiện, cho dù giết cũng phải lấy được mấy thứ này rồi nói sau. Đây là Vạn Linh Thạch, một viên có thể khiến đồ đệ cậu khôi phục tới cảnh giới tiên thiên, thậm chí đạt tới cảnh giới Kim Đan. Long Tuyệt lấy một bình ngọc màu lục ra nói. Đây là Bỉ Ngạn Quả, là thứ chỉ có ở Ngạo Nhật Sơn Tông chúng tôi. Nếu cậu muốn cứu sống những người Mạc gia bị chúng tôi giết, chỉ cần cậu triệu hồi hồn phách bọn họ tới, sẽ có thể khiến bọn họ trọng sinh, thực lực còn mạnh hơn trước kia nhiều, tôi có 9 viên, tuy không đủ cho tất cả người Mạc gia, nhưng có thể khiến cậu cứu sống 9 người, nếu cậu nguyện ý, những người khác có thể tu luyện quỷ đạo, chỗ tôi còn có quỷ nguyên đan chuyển sang tu quỷ đạo, số lượng sao, dư giả cho người Mạc gia tu luyện quỷ đạo. Mấy thứ này sẽ không tìm được ở trên địa cầu, nhưng tôi có thể cho cậu. Đương nhiên đây là bồi thường vì giết người Mạc gia cậu. Long Tuyệt lấy một cái dương màu xanh đậm, cười nói. Long Tuyệt lấy ra mấy thứ khác nữa, mỗi một loại đều là vật hiếm có. Mạc Phàm nhìn thoáng qua đồ xung quanh Long Tuyệt, cười lạnh lùng. Mấy thứ này, mỗi thứ hắn đều biết hết, phần lớn đều không có ở trên địa cầu. Nhưng Long Ngạo Thiên và Long Tuyệt phế tu vi của đồ đệ hắn, mấy viên vạn linh thạch là đủ sao? Hai người này giết người Mạc gia hắn, 9 viên Bỉ Ngạn Quả là đủ, những người khác có thể thu quỷ đạo. Long Tuyệt này nghĩ đơn giản quá nhỉ, anh ta nghĩ mình sai hắn làm gì hắn sẽ làm thế đó sao? Đá một cước, sau đó lại cho một gậy, cuối cùng đưa một cái bánh bao là được à? Mấy thứ này không có trên địa cầu, quả thật có một số thứ hắn cần, nhưng không đáng là gì đối với hắn, thậm chí còn không bằng rác vứt đi. Long Tuyệt lấy mấy thứ này ra. Đã muốn hắn cúi đầu sao? Cảnh giới Nguyên Anh sao, che giấu thực lực sâu thật, chủ nhân Long Ngạo Thiên của anh biết không? Mạc Phàm khẽ nâng mí mắt, nhìn lướt qua Long Tuyệt hỏi. Tu vi của Long Tuyệt nhìn chỉ như Kim Đan đỉnh phong, thực ra đã tới cấp bậc Nguyên Anh, dùng công pháp che giấu cộng thêm pháp khí che giấu tu vi, chỉ cần Long Tuyệt không lộ ra thực lực Nguyên Anh của anh ta, cho dù cao hơn Long Tuyệt một đại cảnh giới, cũng khó tra xét tu vi chân chính của Long Tuyệt. Trừ phi là tu sĩ có thần thức vô cùng cường đại. Anh ta có biết hay không đều không quan trọng, quỳ xuống với tôi, mấy thứ này đều là của cậu, phong thiên chi địa cũng là của cậu, địa cầu cũng là của cậu, nếu không tôi giết cậu, tìm thứ tôi cần tìm thông qua thần hồn của cậu, nếu tôi tìm được thì không sao, không tìm thấy thì cậu sẽ biết tôi làm những chuyện gì. Long Tuyệt cũng không tức giận, nói. Mạc Phàm lắc đầu cười, không thèm để ý uy hiếp của Long Tuyệt. Ở chỗ tôi có một bộ công pháp, tên là Ngưng Nguyên Tuyệt, còn có trận pháp tên là Hồi Thiên Trận, có công pháp cộng thêm trận pháp này, là một tu sĩ cấp độ Nguyên anh cảm thấy sẽ có hiệu quả thế nào? Mạc Phàm lạnh giọng hỏi. Ngưng Nguyên Tuyệt và Hồi Thiên Trận, vậy mà cậu cùng có được hai thứ này? Sắc mặt Long Tuyệt thay đổi hỏi. Hai thứ này đều là bí pháp nổi tiếng ở tu chân giới, mượn dùng một lực lượng khác để tăng thực lực. Hai thứ này đều có chỗ thiếu sót. Nhưng cùng sử dụng thì không có di chứng, trái lại hiệu quả sẽ tăng lên rất nhiều, hơn nữa số lần sử dụng không hạn chế, hiệu quả tương đương với sát sinh đại thuật. Hai bí pháp này chưa từng tập hợp đủ, một người tập hợp đủ không lâu sau sẽ tới đại thừa, còn tạo ra một lượng lớn cao thủ cường đại bên cạnh. Vậy mà Mạc Phàm cùng có được, nếu là như vậy, Mạc Phàm có thể thông qua hai bí pháp này khôi phục thực lực của những đồ đệ. Anh còn cảm thấy tôi cần Bỉ Ngạn Quả nữa không?
Mạc Phàm lấy kim tự tháp huyền ảo ra, tạo hóa chỉ ở bên trong tỏa ra lam quang nhạt. Sắc mặt Long Tuyệt thay đổi, sao anh ta có thể không biết tạo hóa chỉ, bảo bối của cổ thần nhất tộc, cho dù ở tu chân giới có vài cái, mỗi một người nắm giữ đều ở trong đại gia tộc đại tông phái, vậy mà một người trên địa cầu như Mạc Phàm lại có. Có thứ này, người Mạc gia bị giết không cần dùng bỉ ngạn quả, càng không cần chuyển hóa làm quỷ tu, chỉ cần có đủ linh khí, là có thể tạo hóa trọng sinh, chắc chắn còn có xác suất đạt được thân thể cường đại. Còn nữa, anh có biết vì sao vừa rồi tôi phải chịu một quyền của anh không? Mạc Phàm lại hỏi. Long Tuyệt nhíu mày, trên gương mặt đắc ý tràn đầy khó coi. Vì sao? Bởi vì tôi muốn biết giết anh, có thể khiến tôi ngưng tụ kim đan hay không? Mạc Phàm thản nhiên nói. Hắn hoàn toàn có thể tránh thoát một quyền của Long Tuyệt, sở dĩ không trốn, chỉ là muốn thử phân lượng của Long Tuyệt. Trong mắt Long Tuyệt hiện lên sắc bén, hỏa diễm lập tức xuất hiện trên người anh ta. Mạc Phàm dám thăm dò thực lực của anh ta, đây rõ ràng là coi thường anh ta. Một tu sĩ trên tiểu cầu như Mạc Phàm, quả thực đúng là không biết sống chết. Mạc Phàm, cậu đã muốn chết như vậy, vậy tôi thành toàn cho cậu. Long Tuyệt nghiến răng nói. Nếu Mạc Phàm có thể truyền công pháp cho anh ta có thể lấy thông qua thần hồn của Mạc Phàm. Nếu Mạc Phàm rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt, để Mạc Phàm uống đủ rượu phạt vậy. Dưới chân anh ta vừa động, bỗng nhiên mặt đất tứ phân ngũ liệt, sơn thể xung quanh đều nhoáng lên một cái vì chuyện này. Anh ta vốn cách Mạc Phàm 10 thước, chỉ trong chớp mắt đã tới trước người Mạc Phàm, một quyền như thiên dương từ trên trời giáng xuống đánh về phía Mạc Phàm. Một quyền này đánh tới, tinh khí thần của mọi người ở đây đều tán đi, không thể ngưng tụ lại. Vẻ mặt mọi người ở đây thay đổi. Đây là thực lực của cao thủ Nguyên Anh kỳ sao? Có người khiếp sợ nói. Tu sĩ Kim Đan kỳ, tam nguyên hợp nhất, có được đan lực, nhưng cao thủ Nguyên Anh kỳ kết anh Kim Đan, có được anh lực. Anh lực và đan lực đều là lực ngưng tụ tam nguyên, khác nhau ở chỗ đan lực là tử, anh lực là sinh, nếu đan lực là một khẩu súng laser, anh lực là vũ khí phát xạ bản năng cấp của laser do trí tuệ và năng lực tự động điều khiển. Đan lực ở dưới anh lực, tuyệt đối là ưu thế nghiền áp, trong chớp mắt đan lực sẽ tán loạn. Lực lượng tán loạn, cao thủ Nguyên Anh giết chết tu sĩ Kim Đan không khác gì mổ trâu, đây là chỗ đáng sợ của tu sĩ Nguyên Anh kỳ. Mạc Phàm nhìn lướt qua Long Tuyệt, cười nhạt. Long Tuyệt anh có biết nhất trảm là khái niệm gì không? Nhất trảm sao? Long Tuyệt nhíu chặt mày, tinh quang bắn ra bốn phía, trong mắt hắn chớp lóe dị sắc. Tất nhiên anh ta biết chém rồi. Bình thường đều bày tỏ thực lực vượt cấp giết người. Ví dụ như nếu tu sĩ Kim Đan có thể giết một tu sĩ Nguyên Anh, đó là nhất trảm, có thể giết hai người là lưỡng trảm, nó có nghĩa là vậy. Trong tình huống bình thường, nhất trảm của Kim Đan không có ý nghĩa, trảm Nguyên Anh là không có khả năng, bởi vì đến cảnh giới hóa thần đã thoát khỏi lực cảnh giới, đến một cảnh giới khác. Dùng lực đối phó một lực lượng cảnh giới khác, căn bản không có ý nghĩa. Cho nên bình thường nhất trảm đều chỉ tu sĩ Kim Đan trảm tu sĩ Nguyên Anh. Thế nào, cậu muốn nhất trảm tôi sao? Long Tuyệt cười mỉa nói. Mạc Phàm cười mà như không cười, ý niệm của hắn vừa động, văn tự yêu tộc màu xanh xuất hiện xung quanh hắn. Kiếp trước hắn đến cảnh giới Kim Đan, đã trở thành cao thủ cửu trảm, không có hứng thú với mấy trảm. Hiện giờ chuyện hắn cảm thấy hứng thú chính là, thực lực cấp bậc Nguyên Anh của Long Tuyệt thông qua sát sinh đại thuật. Có thể khiến hắn kết thành kim đan hay không? Thấy một quyền của Long Tuyệt sắp đánh tới, năm ngón tay hắn nắm chặt, 33 hắc cầu xuất hiện trên tay hắn, toàn bộ ngưng tụ trên tay hắn, nhuộm tay hắn thành màu đen. Vừa rồi anh đánh tôi một quyền, vậy cũng thử một quyền của tôi xem. Quả đấm của Mạc Phàm đánh tới trước, đánh về phía Long Tuyệt ở đối diện. Bùm, âm thanh sơn băng vang lên. Xung quanh lập tức biến thành hai màu một vàng một đen. Đại sơn dưới chân hai người lập tức nứt ra một khe hở dài ngàn mét, lan ra hai bên. Đồng thời âm thanh kim khí bị nghiền nát vang lên. Kim quang trên tay Long Tuyệt thu lại, trên quả đấm màu vàng tinh xảo tràn đầy vết rạn như đồ sứ bị vỡ, nơi tiếp xúc với quả đấm của Mạc Phàm trực tiếp vỡ ra, lộ ra quả đấm huyết nhục mơ hồ của Long Tuyệt. Mọi người ở đây lập tức sửng sốt. Long Tuyệt đã tới Nguyên Anh kỳ, Mạc Phàm chỉ là tới cảnh giới giả đan, cách nhau không chỉ là một đại cảnh giới. Vậy mà một quyền của Mạc Phàm có thể đánh bại Long Tuyệt. Đây là dưới tình huống Long Tuyệt mang theo quyền thuật, nếu không có quyền thuật bảo hộ, chỉ sợ tay Long Tuyệt không chỉ bị như vậy.
vẻ mặt Long Tuyệt cũng sửng sốt nhìn tay anh ta, lông mày anh ta nhíu lại, lệ khí ở trong mắt lại nhiều hơn. Anh ta là một cao thủ nguyên anh ở tu chân giới, không chỉ đồ không địch lại Mạc Phàm, ngay cả thực lực cũng không địch lại được một quyền của cậu ta. Sao lại có chuyện này được, sao cậu lại có lực lượng mạnh như thế? Quả thật kim đan kỳ khiêu chiến nguyên anh kỳ có tồn tại, nhưng những người này không ai không phải là yêu nghiệt, còn có chỗ hơn người. Mạc Phàm là tu sĩ ở một tiểu cầu, sao có thể có được lực lượng nhất trảm? Hơn nữa Mạc Phàm còn chưa tới kim đan kỳ, chỉ là hư đan. Có rất nhiều chuyện anh không thể lý giải được, cho dù anh lý giải được cũng vô dụng thôi, bởi vì anh sắp chết. Mạc Phàm chẳng muốn giải thích, nói. Quả thật tu vi của hắn kém Long Tuyệt một đại cảnh giới, nhưng cho đến bây giờ không phải tu vi quyết định người nào càng mạnh hơn. Hiện giờ bất luận là thân thể, tinh thần, hay là lực lượng cơ thể của hắn nếu cho một tu sĩ, hoàn toàn có thể khiến một tu sĩ thậm chí là mấy người tiến vào nguyên anh kỳ như Long Tuyệt. Mà những lực lượng này chỉ có thể khiến hắn tiến vào giả đan kỳ. Chân chính quyết định thực lực là tổng lực lượng, không phải tu vi thuần túy. Cho nên một quyền này của hắn mạnh hơn Long Tuyệt nhiều. Mạc Phàm, cậu nghĩ rằng một quyền của cậu có thể giết tôi à, cậu quá coi thường tu sĩ nguyên anh kỳ rồi. Long Tuyệt nghiến răng nói. Anh ta nắm chặt tay, thương tổn và quyền thuật trên tay đều khôi phục hết. Hư ảnh vĩ đại sau lưng anh ta cũng dung nhập vào trong cơ thể anh ta, năng lượng tràn đầy lan tràn ra xung quanh. Năng lượng đến chỗ nào, ngoại trừ Mạc Phàm ra, cho dù là người hay tảng đá, cây cối đều bị đẩy ra ngoài. Một vòng năng lượng 100 mét xuất hiện xung quanh anh ta, bên trong chỉ có Long Tuyệt và Mạc Phàm. Tôi sẽ để cậu xem tu sĩ Nguyên Anh kỳ là tu sĩ Nguyên Anh, tu sĩ giả đan kỳ chỉ là giả đan mà thôi. Long Tuyệt nheo mắt lại. Kim quang trên tay càng sáng hơn, đánh về phía Mạc Phàm. Thân thể anh ta vừa động, trong vòng năng lượng, 99 bóng dáng giống anh ta đột nhiên xuất hiện, cùng đánh về phía Mạc Phàm. Những bóng dáng này còn chưa đánh trúng Mạc Phàm, sơn thể xung quanh đều run rẩy, từng đạo khe hở vĩ đại xuất hiện trên vách núi. Nhìn thấy nhiều Long Tuyệt như vậy, lo lắng xuất hiện trên mặt đám Long Nhược Tuyết và Tiểu Vũ. Vẻ mặt Mạc Phàm vô cùng lạnh nhạt, bước về phía trước. Dầm, âm thanh như cự nhân chúng tên vang lên, 99 hắc cầu xuất hiện trên tay hắn. 99 hắc cầu này mới xuất hiện, sơn thể không ngừng run rẩy lập tức dừng lại. Nhất phương động, thiên địa tuyệt. Mạc Phàm khẽ quát một câu, một quyền đánh mạnh về phía mặt đất. Dầm, âm thanh kinh thiên động địa vang lên. Một khu vực màu đen lấy Mạc Phàm làm trung tâm lan ra xung quanh. Khu vực màu đen tới chỗ nào vòng năng lượng của Long Tuyệt biến mất luôn. Những hư ảnh của anh ta cũng biến mất theo. Bản thể của anh ta kêu lên đau đớn, quả đấm trên tay bị nghiền nát, trong chớp mắt cánh tay bị chấn nát, máu tươi phun ra bay ngược về phía sau. Xoẹt xoẹt. Long Tuyệt lê ra một đạo rãnh sâu trên đất, mãi khi đến bên cạnh vách núi mới dừng lại được. Ở tại chỗ, Mạc Phàm chậm rãi đứng dậy, lạnh nhạt nhìn thoáng qua Long Tuyệt. Đây là nguyên anh mà anh nói à, trái lại quyền thuật rất rắn chắc. Mạc Phàm thản nhiên nói, nếu không phải Long Tuyệt có quyền thuật bảo hộ, một quyền vừa rồi đâu chỉ đánh vỡ xương tay Long Tuyệt, đánh anh ta tàn phế nửa người cũng không thành vấn đề. Long Tuyệt nắm cánh tay bị gãy của mình, trong mắt tràn đầy lửa giận. Anh ta mới nói Nguyên Anh là Nguyên Anh, giả đan chỉ là di ả đan mà thôi, không chỉ lực lượng Nguyên Anh không thể thương tổn được Mạc Phàm, trái lại còn bị một quyền của Mạc Phàm đánh trọng thương. Lúc này không chỉ trên tay anh ta nóng rát. Trên mặt cũng như vậy, giống như bị người ta tát mạnh trước mặt người khác. Ở phía xa, sắc mặt đám trúc thiên cực âm trầm như nước, trong mắt tràn đầy vẻ khó tin. Mạc Phàm có 99 viên hắc cầu, bọn họ đều biết. Lúc trước ở đỉnh Hoa Sơn Mạc Phàm từng dùng 99 viên hắc cầu này, uy lực tuyệt đối không đáng sợ như hiện giờ. Hiện giờ cho dù là người bình thường cũng có thể nhìn ra, trong lúc Mạc Phàm nhấc tay đều đáng sợ hơn Long Tuyệt nhiều. Mắt không ít người khẽ đảo, muốn rời đi trong yên lặng. Bọn họ vốn trông cậy Long Tuyệt giết Mạc Phàm, bây giờ xem ra Mạc Phàm sẽ không chết, người chết là bọn họ. Đi, đi lúc này quá muộn rồi. Mạc Phàm không thèm nhìn những người muốn chạy trốn, nói. Hắn vừa mới nói xong, hồng quang chớp lóe, thoáng qua trước người mấy người kia một cái. Cơ thể mấy người kia run lên, tinh quang trong mắt nhanh chóng tan rã, cơ thể lập tức hóa cát. Những người khác cũng muốn rời đi,
còn chưa bước ra đã lập tức dừng lại. Mạc Phàm, chuyện Mạc gia cậu là do Long Tuyệt và chủ nhân của anh ta làm, cậu muốn báo thù thì tìm bọn họ là được, vì sao phải làm khó chúng tôi chỉ muốn thuận theo tình hình rời đi mà thôi. Một trưởng môn của tông môn ẩn thế nhíu chặt mày, vẫn mở miệng hỏi. Bọn họ chạy trốn sẽ chết, nhưng nếu không trốn đi, đợi Mạc Phàm giết Long Tuyệt kế tiếp sẽ tới lượt bọn họ. Thuận theo tình hình rời đi sao? Mạc Phàm hơi nhếch miệng, lắc đầu cười. Theo như thuận theo tình hình rời đi của mấy người, nghĩa là nếu tôi không mạnh như vậy, mấy người sẽ diệt Mạc gia tôi với Long Tuyệt, đại khái là như vậy đúng không? Sắc mặt trưởng lão của tông môn ẩn thế hơi khó coi, miệng há ra, nhưng không nói gì nữa. Mạc Phàm nói không sai, nếu là như vậy, chắc chắn bọn họ sẽ làm thế. Tôi thua mấy người sẽ giết người Mạc gia tôi, nếu là như vậy, tôi thắng, mấy người còn lý do gì để tôi tha cho mấy người? Mạc Phàm thấy những người này không nói lời nào, thì hỏi. Vì sao cậu không giết chúng tôi luôn, lại nhục nhã chúng tôi như vậy? Một lão giả trong đó nhíu mày, tức giận quát. Dù sao ông ta cũng là trưởng môn của tông môn ẩn thế, bị Mạc Phàm chế nhạo như vậy sẽ tức giận. Nhục nhã mấy người xứng để tôi nhục nhã sao, sở dĩ mấy người còn sống, phần lớn là vì còn một hàng dài nhờ mấy người khôi phục thực lực, còn chuyện khác sao? Mạc Phàm nhìn lướt qua Trúc Thiên Cực, hơi dừng lại một lát. Tần Vô Nhai và Long Vương Ngao Thiên vì hắn mà mất đi tu vi, tất nhiên hắn phải chữa trị thực lực cho hai người, chữa trị thực lực cần linh khí trên người những người này. Chuyện khác sao, tôi cảm thấy giết anh ta một lần, thì lợi cho anh ta quá. Mạc Phàm nói tiếp, Trúc Thiên Cực đến Mạc gia uy hiếp, sau đó cấu kết bát phương muốn diệt hắn, hiện giờ lại đứng về phía Long Tuyệt. Một người liên tục đẩy Mạc gia vào chỗ chết, chỉ giết một lần đúng là quá lãng phí. Cơ thể đám Trúc Thiên Cực run lên, giống như bị sét đánh. Nhất là Trúc Thiên Cực, anh ta nhìn đôi mắt lạnh lùng của Mạc Phàm, vội vàng lùi về sau mấy bước theo bản năng, trong mắt tràn đầy bối rối, giống như nhìn thấy ác ma. Người mà Mạc Phàm không muốn giết chỉ một lần, chắc chắn là anh ta rồi. Chỉ trong chớp mắt anh ta hối hận tới mức ruột sắp đứt. Đây không phải là lần đầu tiên anh ta thấy sự đáng sợ của Mạc Phàm, vậy mà vẫn không ngừng là địch với cậu ta. Hiện giờ có khả năng anh ta muốn chết thống khoái, đều không có cơ hội. Sớm biết Mạc Phàm khủng bố như thế, anh ta tuyệt đối không là địch với Mạc Phàm. Mạc Phàm, cậu lấy tu vi của chúng tôi đưa cho những người khác, chuyện này khác gì ma đạo sao? Một tu sĩ trong đó không cam lòng nói. Đợi Mạc Phàm ra tay, sẽ không còn khả năng gì nữa. Ngay cả Long Tuyệt đều bị Mạc Phàm phế một tay, Mạc Phàm giết bọn họ sẽ đơn giản như cắt cỏ. Nhưng bọn họ không thể để Mạc Phàm giết như vậy. Ma đạo, nếu tôi là ma đạo, các người là chính đạo sao? Mạc Phàm cười khẽ, vừa đi về phía Long Tuyệt vừa hỏi. Lấy tu vi của người khác chữa trị tu vi của mình, quả thật không tuân theo thiên đạo. Nhưng tu luyện vốn là cướp đoạt linh khí trở thành tu vi của mình, chuyện nghịch thiên đạo mà đi. Ai có thể cướp được nhiều hơn sẽ đi xa hơn. Đám người này nổi lên sát tâm với Mạc gia, hắn đã cho bọn họ cơ hội, đám người này vẫn không chịu rời đi. Hiện giờ hắn muốn giết đám người Yong Tham không đáy hám lợi đen lòng, nếu đây là ma đạo, vậy không còn tu sĩ, không phải ma tu nữa. Nhưng ma đạo cũng được, chính đạo cũng được, đối với hắn mà nói không là sao cả. Chuyện hắn để ý nhất, đó chính là không ai có thể động vào người nhà hắn. Cậu! Sắc mặt cả đám khó coi, nhưng không biết nói gì. Mạc Phàm, cho dù tôi chết cũng không để cậu coi là giá y khôi phục thực lực giúp đám Tần Vô Nhai. Một lão giả trong đó hừ lạnh một tiếng, trên người ông ta sáng lên. Mạc Phàm hơi dừng bước lại, quay đầu nhìn thoáng qua những tu sĩ kia một cái. Từ lúc các người lựa chọn không rời đi, đã không còn cơ hội lựa chọn nữa, trong đó bao gồm cả chuyện các người muốn chết cũng không chết được. Mạc Phàm khẽ nâng mí mắt. Trong mắt nở rộ kim quang. Bao gồm Trúc Thiên Cực và huyết nô của anh ta trong đó, thần hồn của mọi người chấn động hoảng hốt, cơ thể, linh khí đều không nghe sai bảo, bị định ở phía xa. Bạch quang trên người lão giả còn chưa sáng tới mức tận cùng liền tắt đi. Mạc Phàm rời mắt, lúc này mới nhìn về phía tay Long Tuyệt đang chậm rãi khôi phục. Long Tuyệt bị Mạc Phàm nhìn chăm chú, lông mày lập tức nhíu lại. Mạc Phàm, thực lực của cậu trên tôi. Nhưng cậu chắc chắn phải giết tôi sao? Long Tuyệt hỏi. Tuy anh ta không muốn thừa nhận,
thực lực của Mạc Phàm không bằng Long Tuyệt, nhưng trên anh ta rất nhiều. Anh cảm thấy thế nào? Mạc Phàm hơi nghiêng đầu, hỏi ngược lại. Cậu giết nhiều người của Long gia như vậy, lại biết Ngạo Nhật Sơn Tông chúng tôi, hẳn là cậu biết giết chết người của Ngạo Nhật Sơn Tông chúng tôi sẽ có hậu quả gì đúng không? Long Tuyệt nắm chặt tay, lạnh lùng nói. Anh muốn nói tới ngũ quỷ phệ thần chú sao? Không sai, cậu đừng quên, hiện giờ bạn gái cậu vẫn còn nằm trong tay Long thiếu nhà chúng tôi. Mạc Phàm nheo mắt lại, sắc bén tỏa ra, hắn lạnh lùng nói. Tôi chính là muốn ngũ quỷ ỷ phệ thần chú, nếu trên người tôi có chú này, khi tôi tới tu chân giới, hẳn là sẽ gặp người của Ngạo Nhật Sơn Tông nhanh hơn không giết anh. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 58.